chương 736, lăng mộ cùng tế phẩm. Vượt quá bạch lang dự kiến, hắn một cách cũng không bị tiêu phàm làm sợ, trên mặt giật mình thần sắc lóe lên tức thì. Hơn nữa, nàng đối với tiêu phàm nhận thức, minh hiển hòa bạch lang bất đồng. Đứng dậy, hướng tiêu phàm vén áo thi lễ, đây là một loại phi thường cổ xưa lễ tiết. Nhưng một cách rất dĩ nhiên là đã thành đi ra, không có chút nào làm bộ làm tịch. Nguyên lai tiêu tiên sinh là tiên sư, tiểu nữ tử na nhân hắn một cách, tham kiến tiên sư đại nhân. Tiên sư, hắn một cách, người nói cái gì? Tiêu tiên sinh là tiên sư. Tiêu phàm chưa trả lời, bạch lang trước tổ choáng luôn, cho đã mắt tiểu tinh tinh sao loạn bốc lên. Rất hiển nhiên, hắn đã từng theo na nhân hắn một cách trong miệng nghe nói qua cái gọi là tiên sư, vẫn luôn là trở thành thần thoại tới nghe đích, cũng không phải đặc biệt để ý. Không nghĩ tới, na nhân hắn một cách hội gọi thẳng tiêu phàm vì tiên sư đại nhân. Càng thêm vượt quá Bạch Lang dự kiến chính là, Tiêu Phàm rõ ràng cũng cũng không phủ nhận cái này, danh hiệu, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, hắn một cách tiểu thư, không cần đa lễ. Ta cùng Lang Vương là bằng hữu. Audio điện tử Võ Tấn Bền Tiên sư đại nhân, không thể đích, ngài là tiên sư, bột nhi th yêu ta ép xích cái kia là phàm nhân, các người tại sao có thể là bằng hữu? Vân vân và vân vân. Bạch lang bỗng nhiên vươn tay ra, liên tục lay động, nóng nảy kêu lên. Tiêu tiên sinh, ngài thật là tiên sư. Nói đến tiên sư, hai chữ thời điểm, Bạch lang rất chướng tai gai mắt mà nuốt từng ngụm nước, nói được có chút gian nan. Thật sự cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù. Tiêu phàm cười cười, nói ra, lang vương, ta cũng vậy không rõ ràng lắm hắn một cách nói tiên sư là hạng người gì vật, bất quá ta muốn, khả năng nói rất đúng tu chân giả. Hắn một cách tiểu thư, người trước kia thường xuyên nhìn thấy tiên sư sao. Hắn một cách thoảng qua do dự một chút, liền là gật đầu đáp, đúng vậy, tiểu nữ tử trước kia thường xuyên nhìn thấy tiên sư đại nhân. Bất quá, đó là rất sớm sự tình trước kia rồi, từ ta ở đằng kia tòa, ngồi, đại trong mộ ngủ về sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua tiên sư đại nhân liếu tương đương. Đại mộ, tiêu phàm hai hàng lông mày bỗng nhiên dơ lên. Cái gì đại mộ, cha ma tổ vu lăng mộ. Hắn một cách lắc đầu, nói ra, ta không biết vậy là ai đại mộ, hẳn là một vị tiên sư đại nhân lăng mộ. Rất lớn rất lớn, ta ở bên trong ngủ thật lâu thật lâu. Ta không muốn lại đi trở về, trong lúc này tốt hắc. Nói xong, hắn mộc ô ánh mắt trở nên mê ly lên, mang theo nói không nên lời sợ hại ý. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói ra, hắn một cách tiểu thư, người có thể đem kỹ càng tình huống cùng ta hảo hảo nói một chút không? Đúng, hảo hảo nói một chút, lão nhân gia ta cũng rất muốn nghe xem. Không biết lúc nào, tuyên bố rõ ràng chân quân đã đến bên ngoài lều bên cạnh, cao giọng nói ra. Tiêu phàm có thể phát hiện chỗ ngồi này lều vải dị thường, hắn cũng đồng dạng có thể phát giác, cái này theo tới. a a a lại một vị tiên sư đại nhân, tiểu nữ tử na nhân hắn một cách, tham kiến tiên sư đại nhân. Na nhân hắn một cách lắp bắp kinh hãi, lập tức quy củ hướng tuyên bố rõ ràng chân quân chỉnh đốn trang phục làm lễ. Tuyên bố rõ ràng chân quân mắt sáng như đuốc, tại na nhân hắn một cách trên người qua lại dò xét, hơi khoảnh, nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là cổ khuyển nhung tộc nhân. Na nhân hắn một cách vội vàng đáp, hồi bẩm tiên sư đại nhân, tiểu nữ tử xác thực là nhung tộc nhân. Tuyên bố rõ ràng chân quân có chút vuốt cầm, nói ra, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có thể tại đây nhìn thấy cổ nhung tộc nhân, Ngươi nói một chút a, à, này tòa đại mộ là chuyện gì xảy ra? Bạch Lang nhìn tuyên bố rõ ràng chân quân liếc, tựa hồ đối với tuyên bố rõ ràng chân quân làm ra vẻ có chút bất mãn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, tuyên bố rõ ràng chân quân thì hơn 40 tuổi bộ dáng, Bạch Lang niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn một ít. Hơn nữa nơi này là Bạch Lang núi thảo nguyên, ai là chủ ai là khách, cần phải phân rõ sở mới được tuyên bố rõ ràng chân quân loại chuyện lặt phạt này mấy trăm năm lão yêu quái, hạng ánh mắt, bạch lang tâm tư, xem xét liền biết, lúc này nhếch miệng cười một tiếng, nói ra tiểu hoa nhi, biệt đừng không phục. Đối với ngươi, lão nhân gia ta xem như khách khí đích, tính tình của ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Bạch lang xương cung mày thoảng qua nhắc lên, muốn mở miệng, na nhân hắn một cách lập tức đoạt tại đằng trước, cấp cấp nói ra, bột nhi th yêu ta ép xích cái kia, không thể đối với tiên sư đại nhân vô lễ, tiên sư đại nhân, hắn không hiểu quy củ, thỉnh hai vị tiên sư đại nhân nhiều hơn tha thứ. Bạch lang lập tức giở khóc giở cười. Như thế nào hắn một cách nói lời, hắn càng ngày càng nghe không rõ rồi. Tuyên bố rõ ràng chân quân khoát tay chặn lại, rộng lượng nói thế đạo thay đổi, người không biết không tội. Người có lẽ hay là nói mau này tòa đại mộ tình huống A. Nếu như tại năm đó, phổ người bình thường nào dám tại tu chân giả trước mặt vô lễ như vậy. Trên cơ bản đối với tu chân giả thời điểm, thở mạnh cũng không dám thở gấp một ngụm. Đối với người bình thường mà nói, đề đẳng nhất sai tu tiên giả đều là không thể cùng kháng đích. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải truy cứu loại chuyện này thời điểm. Nặng nhẹ, tuyên bố rõ ràng chân quân làm sao có thể phân không rõ ràng lắm. Vâng, hai vị tiên sư đại nhân mời ngồi. Na nhân hắn một cách thấy tuyên bố rõ ràng chân quân không truy cứu bạch lang mạo phạp, lập tức thật dài thở vào một cái vội vàng mời hai người tiến vào lều vải an vị, sau đó bắt đầu tự nói thân thế của mình cùng tao ngộ. Giống như tuyên bố rõ ràng chân quân chỗ suy đoán cái kia dạng, na nhân hắn một cách thật là sớm trước kia cổ nhung tộc nhân, sinh hoạt tại trên thảo nguyên một cái cổ nhung tộc trong bộ lạc, là cái kia bộ lạc công chúa, bởi vì lớn lên rất đẹp, được xưng là trên thảo nguyên nhất xinh đẹp đóa hoa. Bất quá na nhân hắn một ô kinh người xinh đẹp, cũng không cho nàng mang đến vận may, ngược lại cho nàng mang đến ác mộng nàng bị bộ lạc cung phụng tiên sư đại nhân, chọn chúng vì cống phẩm, tiến hiến cho khuyển vu môn đẳng cấp cao tiên sư đại nhân. Đối với cổ nhung tộc nhân mà nói, cái này kỳ thật cũng không phải chuyện xấu, sự khác biệt là rất đáng được ăn mừng đại hỷ sự. Người bình thường có thể phụng dưỡng tiên sư đại nhân, đây chính là thiên đại phúc phận, chỉ cần tiên sư đại nhân một cao hứng, chẳng những chính cô ta, khả năng cả bộ lạc đều có thể tìm được điểm rất tốt nơi. Xong lần này tiến cống, đối với na nhân hắn một cách mà nói, cũng không phải chuyện tốt, mà là mạnh mẽ ác mộng. Nàng còn không có đắc và phụng dưỡng tiên sư đại nhân, đã bị với tư cách tế phẩm, tươi sống xua đuổi tiến một tòa siêu cấp đại mộ, tùy ý nàng cùng mặt khác với tư cách tế phẩm nam nữ trẻ tuổi tại đại trong mộ tự sanh tự diệt. Nghe đến đó, tuyên bố rõ ràng chân quân loát tròm dâu, liên tục gật đầu, đối với tiêu phàm nói ra, ngược lại có có chuyện như vậy, cổ huyền nhung tộc là có như vậy tập tục, ưa thích cầm người sống hiến tế. Tiêu phàm lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy, thần sắc có chút không vui. Đối với bất luận cái gì dùng người sống hiến tế tập tục, tiêu phàm cũng không thể tiếp nhận. Làm làm một người tại văn minh xã hội sinh sống nhiều năm người hiện đại, tiêu phàm coi như là bước lên tu chân chi đồ, cái kia tư duy cũng như cũ là người hiện đại tư duy, cùng cổ đại chính thức tiên sư đại nhân có bản chất khác nhau. Na nhân hắn một cách nguyên cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ tại đại trong mộ khắp nơi chạy loạt, lại được một điểm cơ duyên, tại thật sự đói khát khó nhịn thời điểm, tìm được vài cọng sinh trưởng tại trong huyệt ngộ cây nấm, bất chấp tất cả, tự nuốt xuống. Sau đó liền lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say, từ nay về sau, mỗi qua một thời gian ngắn, na nhân hắn một cách sẽ tỉnh lại một lần. Bất quá thanh tỉnh không lâu sau, nhiều nhất chính là một nguyệt, một tháng đi qua lập tức lại hội lần nữa lâm vào ngủ say. Kỳ quái chính là, nuốt ăn được trong huyệt mộ cây nấm về sau, na nhân hắn một cách rốt cuộc cảm thấy không đến bụng đói khát, hơn nữa tại thanh tỉnh thời điểm tinh lực coi như sự dư thừa vì vậy na nhân hắn một cách tại trong huyệt mộ bốn phía thăm dò nhưng này và ngồi đại mộ thật sự quá lớn tuy nhiên nàng thường cách một đoạn thời gian sẽ tỉnh lại một tháng cái này chút thời gian nhưng lại xa xa không đủ nàng thăm dò đại mộ bí mật cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần thăm dò na nhân hắn một cách thông qua một lần cực vô tình tìm được rồi một đầu đi thông đại mộ bên ngoài thông đảo thông đảo cái dạng gì thông đảo tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức nhìn chằm chằm hỏi một câu ánh mắt sáng ngời không thể nghi ngờ hắn cũng biết đây mới thực sự là trọng điểm dưới nước hồ phía dưới na nhân hắn một cách lấy cực kỳ mộng huyến ngữ khí nói ra rất không nhất định căn cứ sự miêu tả của nàng cái kia cái lối đi là ở dưới nước đích nàng theo trong thông đạo đi ra chính là hồ cuối cùng cần phải đi qua bơi mới có thể năng lực đi vào mặt đất may mắn thế nào đích cái kia một lần hồ tựu ra hiện tại Bạch Lang núi thảo nguyên cách đó không xa, na nhân hắn một cách theo đáy nước đi ra, gặp được Bạch Lang. Bạch Lang vừa thấy phía dưới, lập tức giật nảy mình. Có lẽ là ra vì loại nào đó duyên phận, na nhân hắn một cách vậy mà với Bạch Lang vừa thấy đã yêu, hai gã cách xa nhau vô số thời không nam nữ, tự quỷ dị như vậy vô cùng mà rơi vào yêu trong sông. Ra cắt ánh huy trộm đi cái ngọc bội kia, chính là na nhân hắn một cách giao cho Bạch Lang đính ước tín vật cũng là một tháng sau, na nhân hắn một cách bỗng nhiên mất tích, chỗ còn sót lại duy nhất vật kỷ niệm. Khó trách Bạch Lang không tiếc trần trọng ngàn dặm, cũng nhất định phải đuổi gờ yêu ta ết ra cắt ánh huy. Vì sao lại đột nhiên mất tích đâu này? Tiêu phàm có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Không biết, na nhân hắn một cách xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, nhẹ khẽ lắc đầu. Nàng biết mình mỗi lần tỉnh lại không lâu sau, nhất nhiều nguyệt về sau, sẽ lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say nhưng hai lần tỉnh dậy khoảng cách rốt cuộc dài hơn, nàng lại không rõ ràng lắm. Bởi vì nàng căn bản cũng không có tính toán thời gian công cụ. Bất quá hiện tại, nàng rốt cuộc biết chính mình mỗi lần ngủ say thời gian dài bao nhiêu. 20 năm. Bạch lang đau khổ đợi nàng 20 năm, trước đó vài ngày, nàng mới lần nữa vạn phần quỷ dị mà ra hiện tại Bạch lang núi Thảo Nguyên Đông Bắc phương hướng hơn 200 cây em địa phương, bị dân chăn nuôi phát hiện, đem nàng dẫn tới Bạch lang bên người nhưng lần nữ hiện thân na nhân hắn một cách, cùng lần trước có chỗ bất đồng, nổi lên biến hóa rất lớn. Trên người nàng tựa hồ mang theo nào đó siêu virus, hơn nữa phi thường chí mạng, người thứ nhất tiếp xúc nàng hơn nữa đem nàng chuyên hộ tống đến Bạch lang bên người dân chăn nuôi, ngày kế tiếp liền bạo bệnh bỏ mình. Bất quá loại này siêu virus, tựa hồ đối với Bạch lang không có hiệu quả gì, Bạch lang có thể tiếp tục tiếp cận nàng, nhưng vì thận trọng để bạch lang đem nàng chuyên môn an trí tại đây giản đơn độc lều nhỏ ở phía trong cùng mặt khác lều vải xa xa ngăn cách để ngừa tạo thành càng nhiều là lây cùng thương vong ngươi lần trước như thế nào trở lại đại trong mộ đi hay sao tuyên bố rõ ràng chân quân đối với mặt khác đều không có hứng thú nhanh nhìn chằm chằm là tối trọng yếu nhất một điểm na nhân hắn một cách nói được rất rõ ràng lần trước nàng cùng bạch lang vừa thấy đã yêu cùng một chỗ sinh sống một tháng sau đó Nàng lại nhớ tới đại trong mộ chìm đi ngủ, nàng có thể trở về, như vậy đi theo nàng, những người khác nên vậy cũng có thể tiến vào đại trong mộ. Cái này tiến vào đại mộ phương pháp, quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Chương 737 âm linh nấm. Na nhân hắn một cách hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy, có chút không xác định nói, tiên sư đại nhân ta không phải rất rõ ràng ta như thế nào trở lại đại mộ đi đích. Giống như, vừa đến nên ngủ thời gian, ta liền cho hội chính mình trở lại hồ bên cạnh, lại trở lại đại mộ. Tuyên bố rõ ràng chân quân cùng tiêu phàm liếc nhau một cái. Na nhân hắn một cách nói tình huống này, có điểm giống là mộng du. Nàng tại đại trong mộ ăn vài cọng không biết tên cây nấm, lúc này mới có được một mực ngủ say, trường sinh bất tử đặc thù thể chất, vừa đến nên lúc ngủ, tự tự nhiên mà vậy đã bị đại mộ triệu hoán, trở lại trong huyệt mộ đi rất là hợp lý hắn một cách tiểu thư ta cho ngươi tay cầm mạch tiêu phàm chậm rãi nói ra tuyên bố rõ ràng chân quân có chút kinh ngạc hỏi tiêu tiểu hiếu người còn là một lang trung lược thông kỳ hoàng chi thuật mà thôi tuyên bố rõ ràng chân quân cười một tiếng nói ra ha ha cái này cũng đừng có khiêm tốn người người này đâu rồi hoặc là sẽ không học y một khi học được khẳng định không phải lược thông đơn giản như vậy các ngươi loại này tính nết người, không có bỏ vỡ nửa chừng thói quen. Tiền bối quá khen, quá khen bất quá thưởng đích, chúng ta không nói trước, có chuyện ngươi khả năng không rõ ràng lắm. Tại trước kia tu chân giới, lang trung đúng vậy rất được người tôn trọng chức nghiệp. Bởi vì có rất ít người nguyện ý tốn hao rất nhiều thời gian đi nghiên cứu y thuật, chỉ là vì cho người khác xem bệnh. Tiêu phàm nhẹ nhàng đem ngón tay khoác lên na nhân hắn một cách trên cổ tay, hỏi tiền bối, tu chân chi sĩ cũng sẽ sinh bệnh sao? đó là tự nhiên, người tu chân thân thể cường tráng, tuy nhiên không biết đắc phàm nhân bệnh, lại không có nghĩa là của bọn hắn không biết đắc những thứ khác bệnh. Nói thí dụ như lầm phục đan dược, luyện công tẩu hỏa nhập ma, bản thân bị trọng thương vân. Vân từ từ đều là tu sĩ bệnh, cũng không có thiếu người, muốn cải thiện thể chất của mình, cũng cần hướng lang trung xin giúp đỡ. Cho nên, tu chân giới lang trung tuy vì số không nhiều, lại phi thường bị người kính trọng. Chỉ cần không phải làm người quá kém, nhân duyên đều rất không tệ. Một ít đặc biệt có tên thần y, thậm chí có thể cùng cao nhất cái đại cảnh giới tu sĩ, bình khởi bình tỏa. Tuyên bố rõ ràng chân quân loát tròm dâu nói ra. Đúng vậy tiền bối cũng nói rồi, có rất ít người nguyện ý tốn hao rất nhiều thời gian đi nghiên cứu y thuật. Bất kể thế nào nói, tu chân giả có lẽ hay là dùng tăng lên cảnh giới, gia tăng bản thân thọ nguyên là chủ yếu mục tiêu đích. Vì nghiên cứu y thuật chậm chế quá nhiều lúc tu luyện gian, đến nỗi ảnh hưởng cảnh giới tăng lên, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất tuyên bố rõ ràng chân quân gật gật đầu nói ra lời tuy như thế bất quá một khi thành tu chân giới danh y chỗ tốt cũng có lẽ hay là không ít đích riêng là ra tay một lần trả thù lao tự không giống tiểu khả nếu là có thể đổi lấy một ít hiếm thấy linh dược hoặc là uy lực cường đại pháp bảo cũng là rất không tệ hơn nữa giống nhau tu sĩ ai đều sẽ không tùy ý đắc tội lang trung ngược lại hội cực lực cùng lang trung giao hảo dù sao ai cũng không thể cam đoan mình tuyệt đối không bị thương, luyện công tuyệt đối không xảy ra sự cố. Nếu như tiểu hữu đã muốn tinh thông y thuật, cái kia cũng đừng có buông tha cho, có lẽ tương lai có thể phái thượng trọng dụng sân cũng cũng chưa biết. Tiêu phàm cười cười, nói ra, danh y là không dám nhận đích, bất quá đã muốn học được y thuật, đảo cũng không trở thành vứt bỏ. Nam cực y kinh cùng nam cực sách thuốc thật sâu khắc sâu tại trong đầu của hắn, tuy nhiên rất nhiều phương thuốc đều vẫn chỉ là nuốt cả quả táo, còn chờ tiến thêm một bước tiêu hóa cùng nghiên cứu thông hiểu đạo lý gần kề chỉ bằng suy nghĩ hạ đã muốn nắm giữ những ngày kỳ hoàng chi thuật tiêu phàm cũng đã được coi là là nhất đẳng danh y liếu tương đương lập tức tiêu phàm tập trung tư tưởng suy nghĩ cho na nhân hắn một cách bắt mạch sau một lát liền có chút vuốt cầm. bạch lang cấp cấp hỏi tiêu tiên sinh hắn một cách tình huống thế nào nàng nàng một tháng về sau còn có thể lần nữa lâm vào ngủ sai sao nói xong nhẹ nhàng phủ một chút chính mình thái dương, mặt mũi tràn đầy lo được lo mất thần sắc. Vị này uy chấn ngàn dặm thảo nguyên đại kiêu hùng, cũng đã không hề tuổi trẻ rồi, thái dương có ti ti tóc trắng, cái đó có thể lại đợi thêm 20 năm. Hơn nữa, cho dù đợi lát nữa 20 năm, cũng chỉ có thể đợi tới một nguyệt đoàn tụ. Loại này bất đắc dĩ, thật là làm anh hùng khí đoản. Tiêu phàm trầm ngâm nói, lang vương, hắn một cách tiểu thư tình huống, tuy nhiên chưa nói tới thật tốt, nhưng là không tính quá tệ. Nàng hiện tại lây dính đại trong mộ một loại oán khí, loại này oán khí, người bình thường là chịu không nỗi đích. Cho nên cái kia trước hết nhất cùng hắn một cách tiểu thư tiếp xúc dân chăn nuôi, bất hạnh đã đánh mất tánh mạng. Người thân thể cường tráng, tu luyện lại là trí dương trí cương công phu nội gia, cái này oán khí đối với người không biết tạo thành cái gì thương tổn, muốn loại trừ rơi cũng không khó. Đây chỉ là tiêm giới chi nhanh mà thôi, không đáng để lo. Bạch Lang không khỏi đại hỉ, luôn miệng nói, hảo hảo. Vậy thì mời Tiêu Tiên sinh ra tay giải cứu. Bạch Lang vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm mỉm cười, tay phải năm ngón tay thay đổi liên tục, từng đạo pháp quyết bỗng nhiên bắn ra, ghi Na Nhân hắn một ô trong cơ thể. Na Nhân hắn một cách toàn thân chấn động, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc thống khổ, lập tức một cổ khói đen theo trên người của nàng bay lên. Tại Na Nhân hắn một cách đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái đầu sọ lớn nhỏ mặt quỷ, có chút kinh hoàng mà nhìn Tiêu Phàm liếc hét lên một tiếng, một cái xoay quanh, liền hướng lều vải bên ngoài kích xạ mà đi. Loại này oán khí là hắn một cách lần trước trở lại huyệt về sau không cẩn thận nhiễm thượng đích, bị hạo nhiên chính khí một bức, tự nhiên lại cũng khó có thể tại hắn một cách trong cơ thể đợi xuống dưới, liền là hóa thành mặt quỷ ý đồ đào tẩu. Tiêu phàm nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, tay phải ngón trỏ lại bắn ra, một đạo màu ngân bạch tinh xảo hồ quang điện kích xạ ra, ở giữa mặt quỷ, xoẹt a, à, vang lên trong tiếng, mặt quỷ hóa thành nhất lũ thanh yên, tiêu tán trên không trung. Nhìn xem đây hết thảy, Bạch Lang lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hắn có thể tiếp nhận tiêu phàm thần công cái thế, nhưng trong ngón tay bắn ra lôi điện, thật sự quá vượt quá dự liệu của hắn, thật là quỷ dị. Ngược lại hắn một cách không chút phật lòng, mừng rỡ về phía tiêu phàm lần nữa chỉnh đốn trang phục làm lễ, ôn nhu nói đa tạ tiên sư đại nhân cứu ta. Trước mắt hắn một cách, tuy nhiên có lẽ hay là vừa rồi bộ dạng, không có chút nào thay đổi, nhưng trên người nàng vẻ này um tùm quỷ khí, lại đã biến mất không thấy gì nữa, giống như đột nhiên theo ảo cảnh bên trong đi tới hiện thực sự thật thế giới, trở nên sinh động liếu tương đương. Tiêu phàm lại không có gì ý mừng rỡ, nhẹ khẽ lắc đầu, nói ra, loại trừ oán khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng một cách tiểu thư trong cơ thể âm linh nấm chi độc, muốn hơi chút phiền toái một trọn. Âm linh nấm, thỉnh tiên vấn sư đại học người, chính là ta từng tại đại trong mộ nếm qua cái kia vài khỏa cây nấm sao. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, loại này âm linh nấm coi như là khó gặp linh dược, chỉ có tại đã ngoài ngàn năm trong huyệt mộ mới có thể ngẫu nhiên sinh dài ra. Người bình thường lầm thực về sau, sẽ là người loại tình huống này, hội thời gian dài lâm vào trong mê ngủ. Thường cách một đoạn thời gian tự thức tỉnh một lần, bất quá mê man thời gian dài đoạn, bởi vì người mà dị, cũng không nhất định chính là 20 năm, có thể là 10 năm, cũng có thể là 30 năm. Loại này âm linh nấm kỳ thật cũng không thể kéo dài người thọ nguyên, chỉ là cho người lâm vào trong lúc ngủ say. Rất nhiều năm về sau, chờ người thọ nguyên hao hết, đồng dạng sẽ giải yếu mà chết. Na nhân hắn một cách tình hình dưới mắt chính là như vậy, mỗi qua 20 năm, tự thức tỉnh một tháng. Thì nói, mỗi qua 240 năm, na nhân hắn một cách biết về già thượng một tuổi. 2.400 năm đi qua nàng biết về già thượng 10 tuổi. Một vạn năm sau, nàng cũng liền trở thành một gã gần đất xa trời lão thái thái liễu tương đương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là này tòa đại mộ có thể an an ổn ổn mà một mực đợi tại dưới nước, vĩnh viễn không bị những người khác phát hiện, na nhân hắn một cách cũng không gặp những thứ khác ngoài ý muốn. Nếu không, đồng dạng hội chết. Chỉ là, như vậy vạn năm nhân sinh cuộc sống không khỏi quá kinh khủng chút ít. Dựa theo nam cực sách thuốc ghi lại, âm linh nấm là trị liệu điên chứng thuốc hay một ít tu luyện đại uy lực công pháp tẩu hỏa nhập ma tu sĩ, hội trở nên cực kỳ cuồng bạo, tính công kích 10 phần, cùng loại người bình thường bên trong, võ kẻ điên, địch ta chẳng phân biệt được, đụng phải ai tự đối với ai ra tay. Dùng âm linh nấm làm chủ dược, tái phối chế mặt khác mấy thứ linh dược, trị liệu loại này tẩu hỏa nhập ma, cực kỳ đúng bệnh, thường thường có thể thuốc đến bệnh trừ. Tượng hắn một cách loại này lầm thực âm linh nấm tình huống, có thể coi là là trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt liễu tương đương tiêu tiên sinh, thỉnh cầu ngươi nhất định phải cứu cứu hắn một cách. Van xin ngài. Bạch lang hai tay ôm quyền, hướng về tiêu phàm vái chào đến mà, thanh âm cũng không khỏi run rẩy lên. Chỉ cần nghĩ đến đây 20 năm nỗi khổ tương tư, bạch lang liền không rét mà run, tung xem như hắn như vậy kiên nghị vô cùng con người kiên cường tử, cũng tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần như vậy vô cùng vô tận thống khổ tra tấn. Tiêu phàm đã sáng tỏ hắn một ô nguyên nhân bệnh, vậy thì nhất định có biện pháp triệt để giải cứu hắn một cách đối với tiêu phàm bản lĩnh, Bạch Lang sớm đã thập phần kính phục đích. Tiêu phàm cười cười, nói ra, Lang Vương yên tâm, hắn một cách bệnh của tiểu thư, ta sẽ cho nàng chữa cho tốt, cho các ngươi người có tình sẽ thành thân thuộc. Tại cửa sắt thành phố, hắn đã từng ở trước mặt hứa hẹn qua, chỉ cần Bạch Lang không truy cứu ra cắt ánh huy, hắn sẽ vì Bạch Lang bang một lần bề bộn, xem như còn Bạch Lang một cái nhân tình. Hôm nay Bạch Lang chính miệng muốn nhờ, nhân tình này tự nhiên nhất định phải còn đích vậy thì tốt quá, cảm ơn tiêu tiên sinh. Bạch lang lập tức vui mừng quá đỗi, kim lòng không được mà cầm na nhân hắn một cách lạnh buốt bàn tay nhỏ bé, mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ lại là yêu thương hơn người thần sắc. Tiêu phàm khoát tay áo, nói ra, lang vương, có chuyện ta phải nói rõ trước đây. Hai ngày này, ta sẽ ở tại chỗ này cho hắn một cách tiểu thư phối chế âm linh nấm giải dược. Nhưng những này giải dược, không thể lập tức cho hắn một cách tiểu thư dùng. A hát, đây là vì cái gì? Bạch lang không khỏi rất là khó hiểu. Tiêu phàm chậm rãi nói ra, là như vậy, chúng ta lần này đến đây mạc bắc, kỳ thật tự là muốn tìm kiếm hắn một cách tiểu thư nói này tòa đại mộ. Đã hắn một cách tiểu thư sẽ ở một tháng về sau, đã bị đại mộ triệu hoán trở về, đó chính là chúng ta tìm được đại mộ thời cơ tốt nhất. Ta lo lắng cho hắn một cách tiểu thư ăn vào giải dược về sau, nàng tự cảm ứng không đến đại mộ gọi về. Cho nên điểm này, thỉnh lang vương nhất định phải giải thích đương nhiên, chỉ cần chúng ta một tìm được đại mộ, ta liền cho sẽ đem giải dược giao cho các ngươi, ngươi cùng hắn một cách tiểu thư không cần theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào trong mộ địa đi. Bạch lang sắc mặt biến ảo thoáng một tí, cẩn thận mà hỏi thăm, tiêu tiên sinh, như vậy có thể hay không đối với hắn một cách tạo thành cái gì thương tổn? Không biết, tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần đối với hắn một cách không có hại, ta đây sẽ không ý kiến. Bạch lang nhất thời thật dài thở vào một cái, cao hứng nói, mặt mũi tràn đầy vui mừng ý. chương 738, yêu đao tông chủ. Hơn 20 thiên nhất sáng ngời tức qua. Dù là tiêu phàm bọn người được coi là kiến thức rộng rãi, thật sự nhìn thấy trước mắt một mảnh vuông dương thời điểm, vẫn đang nhịn không được trợn mắt há hốc mồm. Bạch lang núi phụ cận địa hình, cái này hai mươi mấy ngày đến, bọn hắn đúng vậy quá quen thuộc. Trong vòng ngàn dặm trong, đều đều là minh mông đại thảo nguyên, trên trời thời điểm, thực tế thấy rõ ràng. Trên đại thảo nguyên, ngẫu nhiên có nhô lên núi nhỏ bao, nhưng tuyệt không có hồ nước. Chớ đừng nói chi là khổng lồ như vậy hồ nước, liếc trông không đến cuối cùng. Cách bạch lang hang sói tử, cũng chỉ có hơn 10 dặm xa. Cái này cái cửa đại hồ nước, hình như là một giả dạ chi gian theo lòng đất xuất hiện đích. Cái này là hội di động hồ. Tiêu phàm quay đầu hỏi bên người bạch lang, ánh mắt ở bên cạnh hắn cô gái áo đen na nhân hắn một cách trên mặt đảo qua chỉ thấy lúc này na nhân hắn một cách, hai mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt vẻ, rất rõ ràng tiến nhập mộng du loại trạng thái. Mọi người chính là tại hắn một ô dẫn đạo phía dưới, mới trước tiên đuổi tới cái này hồ nước bên cạnh đến đích. Bạch lang cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, hội di động hồ, ta trước kia cũng nghe lớp người già người ta nói qua, nhưng là ta chưa từng có bái kiến. Cái này hồ, làm sao tới hay sao? Cái này nếu xa hơn tây hơn 10 dặm, chẳng phải đem chúng ta toàn bộ chìm đến sao. Bên cạnh hắn na nhân hắn một cách, bỗng nhiên không rên một tiếng, cất bước tự hướng trong hồ đi đến, hai mắt thẳng tắp nhìn qua hướng tiền phương. Bạch lang chấn động, vội vàng vừa nhấc cánh tay, kéo lại hắn một ô tay. Ai ngờ thường ngày ôn nhu kiểu uyển, đối với bạch lang ngoan ngoãn phục tùng na nhân hắn một cách, lại mãnh liệt một giấy kiếm được khí lực to đến thần kỳ, bạch lang vội vàng không kịp chuẩn bị, vậy mà thoáng cái đã bị nàng dẫy rồi, tiếp tục hướng về uông dương trong hồ lớn đi đến tiêu phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng khoát tay một đạo pháp quyết kích xạ ra na nhân hắn một cách toàn thân chấn động lập tức tự đứng ở nơi đó không nhúc nhích bất quá trên cổ lập tức gân xanh nổi lên tựa hồ đang tại đem hết toàn lực muốn muốn tránh thoát ngũ hành cấm chế chi lực chói buộc lang vương đã đến nơi này người đem thuốc này hoàn cho hắn một cách ăn xong a à. còn lại sự tình tự chúng ta đến giải quyết tiêu phàm nói xong thủ đoạn một phen, đem một cái màu trắng bình ngọc nhỏ đưa cho Bạch Lang. Trong bình ngọc chính là hắn chuyên môn vì na nhân hắn một cách luyện chế giải dược. Bạch Lang vội vàng tiếp tới, tuyên bố rõ ràng chân quân hai hàng lông mày có chút nhân lại, nói ra Tiêu Tiểu Hữu ta xem có lẽ hay là lại chờ một chút ha, lại để cho hắn một cách hạ đến trong nước đi, tìm được cái kia lăng mộ cửa vào nói sau. đã nàng đã từng từ bên trong đi ra qua, cũng trở về đi qua, đối với nàng mà nói hẳn là không có cái gì hại đích. Tiêu Phàm cười cười, nói ra tiền bối, không sao, khoảng chừng gì đó cái này cũng không phải chân chính biển cả, diện tích sẽ không quá lớn. Đã đến nơi này, luôn có thể tìm được cửa vào đích. Nhìn về phía trên, bộ dáng thập phần chắc chắn. Tuyên bố rõ ràng chân quân có chút bán tín bán nghi mà nhìn hắn liếc, thì không nói cái gì nữa. Tuy nhiên hắn đã từng là nguyên anh tu sĩ, cảnh giới so Tiêu Phàm muốn cao hơn nhiều. Nhưng trước mắt mà nói, tiêu phàm mới là bọn hắn cái này một trong người đi đường tu vi cao nhất đích. Hơn nữa Bạch Lang cũng là tiêu phàm bằng hiếu, đã như vậy, việc này dĩ nhiên là dùng tiêu phàm làm chủ liễu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân cũng hiểu rõ tiêu phàm tính cách, không có tám phần đã ngoài nắm chắc, hắn sẽ không nói đắc như thế khẳng định. Tiêu phàm xác thực tương đối có nắm chắc, vừa mới vừa đến bên hồ, trong cơ thể hắn, đỉnh càn khôn cũng đã cảm ứng được qua không gian chấn động, cái này lại để cho tiêu phàm trong đầu có chút bồn chồn. Không phải nói, có khả năng là cha ma tổ vu lăng mộ sao? Tại sao có thể có kịch liệt như vậy không gian chấn động xuất hiện? Chẳng lẽ tại đây không phải là cái gì tổ vu lăng mộ, ngược lại là một chỗ sụp đổ không gian thông đạo di chỉ? Bất quá na nhân hắn một cách không chút nào do dự tụ lính của bọn hắn đi tới chỗ này bên hồ, chắc hẳn cũng là có nguyên nhân đích. Có lẽ, Cha ma tổ vu lăng mộ thân mình tự bổ sung lấy không gian cấm chế. Như thế rất có thể. Na nhân hắn một cách từng từng nói qua, lăng mộ rất lớn rất lớn, qua nhiều năm như vậy, nàng ở bên trong siêu tầm qua vô số lần, liền một cái nơi hẻo lánh đều chưa từng siêu xong. Nhưng tuyên bố rõ ràng chân quân đối với cái này lại có. Khác cái nhìn, na nhân hắn một cách chỉ là một tên phàm nhân nữ tử, nếu như nàng vị trí lăng mộ thật là cha ma tổ vu năm đó tỏa hóa chỗ, trong đó cấm chế pháp trận, không biết có bao nhiêu. Na nhân hắn một cách lại có thể nào xông qua những kia cấm chế. Khả năng vĩnh viễn đều là tại một cái nơi hẻo lánh nhỏ đảo quanh, tại nàng trong mắt, dĩ nhiên là cảm thấy lăng mộ to đến thần kỳ. Bất kể thế nào nói, đỉnh càn khôn có như vậy minh bạch cảm ứng, phải tìm được cái kia nơi lăng mộ, cũng sẽ không rất khó khăn đích, nhưng lại không cần phải lại diên nhân hắn một cách đi mạo hiểm liễu tương đương. Bạch lang đã muốn không thể chờ đợi được đem đan dược cho na nhân hắn một cách ăn vào. Sau một lát, na nhân hắn một ô ánh mắt liền bắt đầu trở nên thanh tịnh bắt đầu đứng dậy, trên mặt vẻ mờ mịt cũng dần dần mất đi, phảng phất đại mộng mới tỉnh giống nhau, nhìn trước mắt vuông dương cự thấm, lập tức hét lên một tiếng, nhào vào bạch lang trong ngực, nhẹ nhàng run rẩy lên, có vẻ vô cùng sợ hãi. Bạch lang vội vàng vuốt nàng lưng, không ngừng thấp giọng an ủi. Lang vương, tiếp chuyện kế tiếp. Hội tương đối nguy hiểm, người có lẽ hay là mang theo hắn một cách tiểu thư về trước Bạch Lang núi a." Tiêu Phàm quan tâm nói, đồng thời ngẩng đầu hướng lên trời thượng nhìn lại. Rất xa phía chân trời, một đạo cầu vòng chính phi tốc hướng bên này phóng tới, tuy nhiên bởi vì cách xa nhau quá xa, thần niệm chi lực tạm thời vô pháp cảm ứng, nhưng ở Thiên Nhãn thần thông phía dưới, đã muốn rất thanh sở địa chứng kiến, cái kia là một người tu sĩ tại không kiêng nể gì cả mà thi triển phi độn chi thuật theo thời gian chuyển rời một ít phong ấn của tu dần dần xuất thế loại tình hình này sau này chỉ biết càng ngày càng nhiều trung thổ thế giới sắp sửa biến trở về chính thức tu chân thế giới bạch lang cả kinh nói ra tiêu tiên sinh nếu có nguy hiểm lời mà nói ta không thể đi cái này là bạch lang tư duy theo quán tính người là bằng hữu của ta người gặp nguy hiểm ta như thế nào trước tiên có thể chạy trốn người đây là đánh mặt của ta nì cơ lụa mỏng mỉm cười thấp giọng nói ra, lang vương, chúng ta cũng biết ngươi là giảng nghĩa khí người. Bất quá hắn một cách tiểu thư quá hư nhược rồi, người trước đem nàng đưa trở về rồi hãy nói. Cái này đương làm khẩu, cũng không nên cho bạch lang giải thích tu chân giả cùng người bình thường khác nhau. Bên này còn không có giải nói rõ, trói mắt màu đen độn quang, đã đến mọi người trên không, bỗng nhiên đậu ở chỗ này, giữa không chung, khói đen cuồn cuộn, tà khí bức người. Tất cả mọi người có chút biến sắc tuyên bố rõ ràng chân quân lạnh, hừ, một tiếng, nói ra, đến là vị đạo hữu nào? Có thể hiện thân rồi, như vậy lén lén lút lút, tính toán chuyện gì xảy ra. Cũng không trách tuyên bố rõ ràng chân quân không vui, dùng hắn nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm chi lực, quét qua đi, lại bị tầng kia quay cuồng khói đen không chút khách khí mà hấp thu mất. Lại không thấy bắn ngược mà quay về, cũng không có đẩy ra, thật giống như một quyền đánh trúng một đoàn bọt biển, không chỗ nào gắng sức chỗ. Loại tình hình này coi như là tuyên bố rõ ràng chân quân cũng đụng phải đắc không nhiều lắm. Bất quá có một chút lại là có thể khẳng định đích, thì phải là người tới thần niệm mạnh, tuyệt không tại hắn phía dưới. Nói cách khác, người này chân thật cảnh giới, tối thiểu cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Không rõ ràng lắm dưới mắt sốt cuộc khôi phục đến hạng tạo nghệ. Tiêu phàm trong mắt lục mang lập lè, vận khởi thiên nhãn thần thông, trực tiếp thông qua khói đen, thấy được một cái loáng thoáng bóng người, sắc mặt không khỏi hơi đổi khói đen chung người này tựa hồ cùng sarutobi y xương là đồng dạng cách ăn mặc đông đảo võ sĩ bộ dáng bên hông cắm một dài một ngắn hai thanh đao về phần tướng mạo như thế nào nhưng lại thấy không rõ lắm liễu tương đương nhưng tiêu phàm có thể khẳng định người này tu vi chỉ ở sarutobi y xương phía trên tuyệt không tại sarutobi y xương phía dưới ha ha tuyên bố rõ ràng đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ah hát. không nghĩ tới ngàn năm về sau còn có thể gặp lại đạo hiếu, thật sự là không thắng chi hỉ. Khơi khoảnh, hắc trong xương ngủ truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng cười. Tuyên bố rõ ràng chân quân lắp bắp kinh hãi, đối phương rõ ràng một ngụm đã kêu phá hắn mượn xác hoàn hồn sau thân phận, chính mình nhưng vẫn là đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, cái này nhưng rơi xuống hạ phong. Lúc này hừ lạnh một tiếng, nói ra các hạ rốt cuộc là ai? Nếu là lão bằng hiếu, cần gì phải giấu đầu lộ diện? chẳng lẽ là xem thường tại hạ sao? Không dám, Mao Sơn tuyên bố rõ ràng chân quân uy chấn một phương, ai dám xem thường đạo hiếu? Chỉ có điều đạo hiếu hiểu lầm, tại hạ cái này là tướng mạo sẵn có, cũng không có tận lực giấu giếm cái gì. Khói đen người trong lại là cười nhạt một tiếng, hơi một tia trào phùng ý. Nhìn về phía trên, tuyên bố rõ ràng đạo hữu tình hình không phải quá tốt a à hát, hẳn là thi triển đoạt xá phương pháp. Như thế nào đã nhiều năm như vậy, Đạo hữu tu vi mới đưa đem bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới, muốn khôi phục nguyên anh kỳ tu vi, xem ra thật đúng là sẽ không bao giờ. Tuyên bố rõ ràng chân quân không khỏi giận dữ, thủ đoạn một phen, ánh vàng rực rỡ roi lôi điện di động hiện ra, trong mắt sắc mặt giận dữ ẩn hiện, hung hăng nhìn thẳng này một đoàn không ngừng quay cuồng khói đen, tựa hồ một lời không hợp, tựu muốn động thủ, khói đen trung tu sĩ khẽ cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, ánh mắt chuyển đến tiêu phàm trên mặt nhàn nhạt nói ra, vị đạo hữu này rất tuổi trẻ a hát, chẳng lẽ không phải năm đó cùng một chỗ lưu lại cái kia phê lão ra này. Hoặc là, người cũng là đoạt xá sống lại hay sao? Xin thứ cho tại hạ mắt vụng về, nhận không ra. Bất quá, đạo hữu khí thức trên thân, ta lại là rất quen thuộc. Mười năm trước, tiểu đồ Sarutobi y Sa phó hoa hạ làm việc, lại như vậy mất tích, không còn có trở về. Chẳng lẽ việc này cùng đạo hữu có quan hệ sao? Nói đến đây, thanh âm đã muốn trở nên lạnh như băng đích, cho dù cách tầng một giày đặc khói đen, tiêu phàm cũng có thể cảm nhận được khói đen trung tu sĩ trên người phát ra cái kia cổ sát khí. Hattori giới xử trí, ngươi là Hattori đạo hiếu. Không đợi tiêu phàm mở miệng, tuyên bố rõ ràng chân quân lên tiếng kinh hô. Cái này toàn thân khói đen lượn lờ ra hỏa, dĩ nhiên là đông đảo, yêu đao tông, tông chủ Hattori giới xử trí, Sarutobi y sương sư phụ. Khói đen người trong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, tuyên bố rõ ràng đạo hữu rốt cục nhận ra ta tới liễu tương đương. Ta còn tưởng rằng ngàn năm không thấy, đạo hữu nhận thức không xuất ra lão bằng hữu nì. Tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hừ lạnh một tiếng, nói ra, không dám nhận, tại hạ nhưng không dám có người tốt như vậy bằng hữu. Hattori giới xử trí cười nói, xem ra tuyên bố rõ ràng đạo hữu đối với chúng ta yêu đao tông vẫn có rất sâu hiểu lầm. Mặc dù nói, quý phái thuộc về chính đạo liên minh, nhưng cùng chúng ta yêu đao tông cũng không có qua quá nhiều xung đột, linh cảm tông tài là các người phái Mao sơn tử địch. Về phần đăng hạ, càng ưa thích cùng vô cực môn đạo hữu đám bọn họ liên hệ. Điểm này, chắc hẳn tuyên bố rõ ràng đạo hữu cũng là biết đến. Tuyên bố rõ ràng chân quân lại là một tiếng nhẹ, hư, lại cũng không tiếp tục phản bác Hattori giới xử trí, chỉ là sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, tựa hồ đối với vị này yêu đao tông, tông chủ có chút kiêng kỵ chương 739, yêu tà cố nhân. Tiêu tiểu hữu người muốn coi chừng, người này đối với các ngươi vô cực môn phi thường phản cảm. Năm đó, nhưng hắn là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nghe nói đã từng cùng thái hứng chân nhân đã giao thủ, bị thái hứng chân nhân đánh cho trọng thương mà chạy. Hiện tại nên vậy còn không có khôi phục đến nguyên anh kỳ tu vi, bất quá cũng có lẽ hay là phải đặc biệt coi chừng. Tiêu phàm bên tai, lập tức vang lên tuyên bố rõ ràng chân quân cảnh cáo thanh âm vãn bối để ý tới đắc kỳ thật không cần tuyên bố rõ ràng chân quân nhắc nhở tiêu phàm sớm đã đối với khói đen người trong đề cao hoàn toàn cảnh giác chi tình bất kể thế nào nói sarutobi xương xác thực là chết ở trong tay của hắn hatori giới xử trí là sarutobi xương sư phụ nếu biết rõ sarutobi xương vẫn lạc chân tướng lẫn nhau trong lúc đó chỉ sợ cũng hoàn toàn không có chung sống hòa bình khả năng làm cho là như thế Nghe nói Hattori giới sử trí năm đó đã từng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tiêu phàm có lẽ hay là kinh hãi. Tuy nhiên hắn cho tới nay chưa từng cùng nguyên anh tu sĩ đã giao thủ, nhưng theo tuyên bố rõ ràng chân quân chỗ đó, có thể thực học đến không thiếu đông tây. Tung tính toán tiêu phàm tu luyện thiên phú cao tới đâu, không thừa nhận cũng không được, kém một cái đại cảnh giới, nguyên anh tu sĩ tại trong khi tu luyện lĩnh ngộ đến mấy cái gì đó, xa không phải kim đan kỳ tu sĩ có thể tưởng tượng cảnh giới. Tu luyện đã là như thế, đối chiến thời điểm, nguyên anh tu sĩ cảnh giới cùng thủ đoạn, khẳng định càng thêm lợi hại. Vị đạo hữu này, người còn không từng trả lời vấn đề của Tani. Hattori giới sử trí cùng tuyên bố rõ ràng chân quân hàn huyên vài câu, ánh mắt lại nhanh nhìn chăm chú ở tiêu phàm trên mặt. Không có ý tứ, chỉ sợ làm Hattori tông chủ thất vọng rồi, tại hạ tiêu phàm, vô cực môn đương đại truyền nhân, cũng không phải vì tiền bối nào chuyển thế thân tiêu phàm hướng về khói đen lược vừa chắp tay, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Vô luận như thế nào, dưới mắt Hattori giới xử trí cũng còn không có hồi phục đến nguyên anh kỳ tu vi, chỉ cần không có kém một cái đại cảnh giới, như vậy cho dù đánh không lại, toàn thân trở ra cơ hội vẫn phải có. Lần này người đã minh bạch tỏ vẻ đối với vô cực môn phản cảm, tiêu phàm đối với hắn thì không có quá khách khí. Vô cực môn, nguyên vốn đã dần dần bình tĩnh khói đen, mãnh liệt một hồi bốc lên đạo hữu quả nhiên là vô cực truyền nhân, khí này tức cũng không phải sai. Bất quá, ta nếu là không có nhìn lầm lời mà nói, đạo hữu niên kỳ rất, số tuổi thật sự, bất quá 40 tuổi khoảng chừng gì đó. Như vậy tuổi thọ, tự tu luyện đến kim đan trung kỳ cảnh giới, hơn nữa đã muốn tiếp cận kim đan trung kỳ đỉnh phong. Vô cực môn năm đó tuy nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng đạo hữu thiên phú chi dai, cũng không tránh khỏi quá ngoài dự đoán của mọi người. Cứ việc cách tầng một khói đen, Tiêu Phàm cũng có thể cảm giác được Hattori giới sử trí ánh mắt, tại trên người mình cao thấp giò xét không ngừng. Tâm tắc, cái này mấy cái cô nương, càng là một cái so một người tuổi còn trẻ, rõ ràng cũng đều có không tầm thường tu vi. Tiêu Đạo Hiếu, những cô nương này đều là vô cực đệ tử sao? Hoặc là, là Tiêu Đạo Hiếu trong quyến. Hơi khoảnh, Hattori giới xử trí ánh mắt lại rơi xuống tân lâm đợi trên thân người, không khỏi tấm tác tán thưởng bắt đầu đứng dậy. Tân lâm bọn người, đều là chúc cơ kỳ tu vi, tuy nhiên ra Trần Dương bên ngoài, còn lại vài nữ đều đã đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nhưng ở Hattori giới xử trí loại này Nguyên Anh lão quái trong mắt, tự nhiên khinh thường nhắc tới. Hattori giới xử trí chỉ là kinh ngạc tại các nàng tuổi còn trẻ, tự tu luyện đến như vậy cảnh giới. Một cái tiêu phàm, 40 tuổi khoảng chừng gì đó liền đột phá đến kim đan trung kỳ, đã đầy đủ làm cho người kinh ngạc rồi, hiện ở bên cạnh hắn đi theo mấy nữ nhân hài, đồng dạng tuổi trẻ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không được bao lâu, cũng đều có cơ hội nếm thử ngưng kết kim đan. Một môn phái bên trong, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy thiên tài tu luyện giả, dù là Hattori giới xử trí kiến thức rộng rãi, cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng nổi. Hattori giới xử trí đương nhiên không biết, cái này mấy nữ nhân hài, ngoại trừ đàm hiên trần dương mẹ con bên ngoài, mấy vị khác, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thể xem như vô cực truyền nhân, chỉ có thể coi là là tiêu chân nhân trong quyến. Đều đều là đều tự trong truyền thừa, nhất nổi tiếng đích, có thể nói thiên tài cô nương, chỉ có điều dưới mắt tụ tập tại tiêu phàm bên người mà thôi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Hattori giới xử trí chưa từng nghe nói qua, nam cực linh dược viên, như vậy nghịch thiên bảo vật. Nhìn chung cả tu chân giới, cũng có rất ít người có thể đem tinh tiến tu vi đan dược cho nữ nhân của mình đương làm cơm, ăn như thế thổ hào hành vi cũng chỉ có tiêu chân nhân làm ra được tiêu phàm cười cười không có lên tiếng tuyên bố rõ ràng chân quân khẽ nói hattori đạo hiếu ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến mạc bắc đến không phải là vì muốn cùng chúng ta nói chuyện phiếm ôn chuyện cô a hattori giới xử trí cười nói đây cũng không phải lão phu còn không đến mức như thế nhàm chán mấy vị đạo hiếu cho nên mà đến lão phu cũng là bởi vì gì mà đến liễu tương đương nói thật ta thật là có điểm chờ mong cái này dưới nước nếu thật là cha ma tổ vu tỏa hóa chỗ có lẽ quả thật có thể có chỗ thu hoạch nhỉ dưới mắt trung thổ dưới linh khí còn không có khôi phục đến tốt nhất trạng thái tại hoàn cảnh như vậy ở phía trong muốn một lần nữa trở lại nguyên anh kỳ tu vi độ khó không nhỏ chỉ có thể đến nơi đây thử thời vận liễu tương đương tuyên bố rõ ràng đạo hữu chỉ sợ cũng là đồng dạng tâm tư a đó là tự nhiên Nghe Hattori giới sử trí tự thừa chưa khôi phục đến nguyên anh kỳ tu vi, tuyên bố rõ ràng chân quân âm thầm thở phào một cái. Cũng may cái này cũng có thể suy đoán được đi ra, cái này lão quái vật nếu như đã muốn khôi phục đến nguyên anh kỳ cảnh giới, dù cho chỉ là sơ kỳ cảnh giới, dùng hắn đối với vô cực môn ghét cay ghét đắng cùng phản cảm, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn, ở chỗ này cùng Tiêu Phàm nói nhảm, đã sớm xuất thủ. Dùng nguyên anh cảnh giới, diệt yêu ta ít một cái kim đan chung kỳ cùng vài tên trúc cơ kỳ tiểu bối tự nhiên chỉ là tiện tay mà thôi bất quá tuyên bố rõ ràng đạo hữu tình hình giống như cùng ta không lớn đồng dạng đạo hữu thân thể sớm sẽ phá hủy a đây là đoạt xá sau thân thể muốn khôi phục đến nguyên anh kỳ cảnh giới chỉ sợ không dễ dàng như vậy còn cần một lần nữa ngưng kết nguyên anh mới được cái này bình cảnh không phải tốt như vậy đột phá a AH. hát về phần mượn xác hoàn hồn chi thuật rất ít gặp người thi triển, Hattori giới xử trí hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không hướng phương diện kia đi thi lo. Cảm ơn Hattori đạo hữu quan tâm, lão đạo tử có chừng mực. Tuyên bố rõ ràng chân quân ôn hòa nói. Như không phải tất yếu, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội Hattori giới xử trí. Cái này lão quái vật cho dù còn không có khôi phục đến nguyên anh kỳ cảnh giới, ít nhất cũng nên là kim đan hậu kỳ tu vi, 10 năm trước hắn đổ đệ Sarutobi Y xương đều đã có kim đan trung kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hattori giới xử trí lại chuyển hướng tiêu phàm, lạnh lùng cười một tiếng, nói ra tiêu đạo hiếu, nghe lão phu một câu khích lệ, người có lẽ hay là mang theo thê thê hát yêu ta ép của người đám bọn họ trở về đi, tốt nhất không cần phải thang cái này giao du với kẻ xấu. Không dối gạt đạo hiếu, ta năm đó cùng quý môn lý trưởng giáo có chút ăn tết ân oán. Lão phu cũng không dám cam đoan, đến trong lăng mộ về sau, ta còn có thể khắc chế tốt tính tình của mình. UH iota lộ rõ. vừa nghe lời này, tân lâm cùng cơ lụa mỏng cũng vẫn có thể nhẫn nại. Huyền thiên thiên cùng trần dương sớm đã khuôn mặt hiện hồng, hướng về không trung khói đen trợn mắt nhìn. cái này đông đảo đến lão quỷ tử, lại ý định một mình tiến vào cha ma tổ vu lăng mộ, độc chiếm bên trong chỗ tốt liễu tương đương. tiêu phàm cười nhạt một tiếng, nói ra hatori tông chủ đối với chúng ta vô cực môn có thành kiến lời nói thật nói, ta đối với quý tông cũng không có hảo cảm gì. Đạo hữu nhược là cảm thấy có 10 phần nắm chắc đánh bại lời của chúng ta, cứ việc ra tay tốt rồi. Tiêu mỗ không ngại lĩnh giáo tông chủ thủ đoạn. Một cổ nghiêm nghị khí, nhập vào cơ thể ra. Ha ha, tốt, rất tốt. Người trẻ tuổi, dũng khí có thể khen. Hy vọng bản lãnh của ngươi có thể xứng với ngươi ngạo khí. Tuyên bố rõ ràng đạo hiếu, các người chính đạo liên minh người, chắc là đứng chung một chỗ đúng không? Hattori giới sử trí cũng không nổi trận lôi đình, chỉ là lạnh lùng nói. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười nói, Hattori đạo hiếu, không cần phải uổng phí tâm cơ liễu tương đương. Người đã còn không có khôi phục nguyên anh kỳ tu vi, muốn dựa vào một câu, liền đem chúng ta dọa chạy, tuyệt không khả năng. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng đích, Hattori giới sử trí chí chính thức kiêng kỵ đích, hay là hắn vị này đã từng nguyên anh tu sĩ. Muốn đem tiêu phàm hù sợ, bởi như vậy, tuyên bố rõ ràng chân quân cùng phái Mao Sơn vài tên đệ tử, tổ tương đối thế đơn lực cô liễu tương đương. Hiện tại vô cực môn cùng phái Mao Sơn hợp cùng một chỗ, kim đan tu sĩ có ba người nhiều, Hatori giới xử trí chỉ có một người, cho dù hắn có kim đan hậu kỳ tu vi, một khi động thủ cũng không có tất thắng nắm chắc, tương đối mà nói, bọn hắn bên này có lẽ hay là chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế. Khói đen chậm rãi cuồn cuộn lấy, lâm vào trong yên lặng. Liền ở phía sau lại một đạo độn quang bay vụt mà đến, lại là đến từ phương Tây, cùng Hattori giới xử trí xa xa tương đối, đồng dạng khói đen quay cuồng, tràn ngập yêu tả khí. Tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân liếc nhau, trên mặt đều đều hiện lên một vòng vẻ sầu lo. Cái kia khói đen độn nhanh chóng, chút nào cũng không tại Hattori giới xử trí phía dưới, trong nháy mắt, liền đi tới mọi người trên không, không ngừng lăn lộn, yêu tả khí càng thâm, còn mang theo ẩn ẩn mùi huyết tinh. Thần niệm tìm kiếm, tất cả mọi người có chút biến sắc, đúng là không thua kim đan hậu kỳ tu sĩ linh lực chấn động. Tiêu phàm lại càng tại hắc trong sương mù đã nhận ra một cổ cực kỳ quen thuộc khí tức. Đến lại là vị đạo hữu nào, hiện ra bổn tướng A. Tuyên bố rõ ràng chân quân hừ lạnh một tiếng, nói ra. Khói đen lăn lộn, chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong một thân già nua khuôn mặt, thân mặc áo bào trắng, tròm dâu cùng tóc đều quan xoắn lấy, trắng noãn như tuyết, có đôi mắt, thì là đỏ bừng đích, Lóng lánh lấy huyết sắc quang mang, làm cho người vừa nhìn phía dưới, liền là toàn thân hàn khí đại bốc lên, phi thường không thoải mái. Ánh mắt như vậy, thật sự không phải là nhân loại nên có, coi như một đầu hoang dã mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Này đôi huyết hồng con mắt, chỉ ở tuyên bố rõ ràng chân quân trên mặt dừng lại thoáng một tí, liền yên lặng đã rơi vào Tiêu phàm trên mặt, khóe miệng một kéo, lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, chậm rãi nói ra Tiêu chân nhân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Giống như cùng tiêu phàm rất quen thuộc bộ dạng. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhíu lại, cũng yên lặng nhìn thẳng giữa không trung áo bảo trắng lão nhân, lạnh lùng nói ra, đều nhờ cho thiên giáo chủ quải niệm, ta rất tốt. Người này, dĩ nhiên là tiêu phàm tử địch, tây cách giáo giáo chủ cho thiên tổ sư. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, tiêu phàm đều chưa từng cùng cho thiên tổ sư mặt đối mặt, bọn hắn trong lúc đó nhưng lại có hai lần sinh tử quyết đấu đối với lẫn nhau khí tức thật sự lại quen thuộc bất quá theo uông vĩ thành trong miệng tiêu phàm từ lâu hiểu rõ đến cho thiên tổ sư cùng tây cách dạy hết thảy chỉ là mười mấy năm trước cho thiên tổ sư rõ ràng thân chịu trọng thương vì tránh hỏa cả tây cách dạy tổng đàn một dạ chi gian biến thành thành trống không nguyên lai tưởng rằng cái này vài chục năm đi qua cho thiên tổ sư cho dù không có thương tổn trọng mà chết từ lâu là gần đất xa trời, cách cái chết không xa. Ai biết hắn lại bỗng nhiên đứng ở đoàn người trước mặt, cũng đã trở thành một gã tu chân giả, hơn nữa còn có kim đan hậu kỳ đáng sợ tu vi. Cái này ảo thuật rốt cuộc như thế nào biến thành, tung tính toán cơ trí như tiêu phàm, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút tìm hiểu không thấu. chương 740, Thương Ngô Ba Hiểu Tiêu chân nhân không nghĩ tới A, à, ta còn chưa có chết. Cho thiên tổ sư đỏ bừng hai mắt, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, lóng lánh lấy lãnh khốc quang mang. Đối với tiêu phàm căm thù, nhầm ai nấy đều thấy được đến. Tiêu tiểu hiếu, người này khí thức phi thường cổ quái, phảng phất là đến từ hoang dã cổ thú, lại ẩn cất giấu một cổ thi khí, có khả năng là nào đó phụ thể bí thuật. Loại này bí thuật một khi phát động, thường thường uy lực kinh người, người muốn cẩn thận một chút. Tiêu phàm vang lên bên tai tuyên bố rõ ràng chân quân khuyên bảo thanh âm. Không hổ là thời kỳ thượng cổ nguyên anh tu sĩ, kiến thức rộng rãi, trên cơ bản nhìn thấu cho thiên tổ sư chân thật diện mục. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói ra, cho thiên giáo chủ, ta và ngươi ở giữa thù hận, bởi vì ngươi mà dạy. Là ngươi trước hãm hại gia tộc của ta, lúc này mới nâng lên song phương đại chiến. Ngươi nhất định phải xem tiêu mỗ là giặc thù, vậy cũng không có sao. Có thủ đoạn gì, cứ việc xử đi ra. Cho thiên tổ sư lạnh, hừ, một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm giật mình vì cùng tiêu phàm đối kháng cho thiên tổ sư không tiếc dùng thân huyết tế tại cuối cùng trước mắt cùng trấn giáo thánh thú hợp thể cái này mới hoàn toàn đem thánh thú triệu hoán đi ra tìm suốt thập năm thời gian chậm rãi cùng thánh thú dung hợp nguyên lai tưởng rằng có thể quét ngang vô cực môn đơn giản diệt sát tiêu phàm ai ngờ tiêu phàm tu vi vậy mà cũng tinh tiến đến tận đây cùng hắn cũng không có tương kém bao nhiêu mà chính mình bởi vì dùng thân huyết tế cùng thánh thú hợp thể sớm đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ tồn tại, cùng tiêu phàm loại này bành trướng tràn đầy sinh mệnh lực tương đối mà nói, thật sự là thiên xoa địa viễn. Ngoại trừ tiêu phàm, vô cực môn mặt khác vài người nữ tử, cũng đều có chút cơ trung hậu kỳ thực lực, dùng thực lực như vậy, một mình cùng cho thiên tổ sư chống đỡ, tự nhiên là xa xa không đủ, vốn lấy tiêu phàm làm chủ, mấy người theo bên cạnh kiềm chế, lại có thể phát huy rất trọng yếu tác dụng. Tại chỉ thủy quan thời điểm, Tiêu Phàm liền từng cùng chư nữ nghiên cứu luyện tập qua bảy trận hợp kích chi thuật. Tuy nhiên không nói uy lực nhân, nhưng đối với bình thường liên thủ tác chiến, uy lực xác thực muốn lớn. Cha Ma Tổ Vu là chúng ta vô thuật truyền thừa thủy tổ một trong. Các người vô cực môn tự xưng là là chính đạo tông môn, lại chạy đến nơi đây đến đánh Tổ Vu lăng mộ chủ ý, có chút không thể nào nói nổi a. À. Trầm mặc hơi khoảnh cho Thiên Tổ sư lạnh lùng nói ra. Tiêu Phàm đơn giản chẳng muốn mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn. Bên hồ trở nên an tĩnh lại, lẫn nhau lẫn nhau kiêng kỵ, ai cũng không dám dẫn đầu xuống nước đi, sợ bị người sau lưng đánh lén. Chỉ chốc lát, lại có vài đạo độn quang bay tới, lại là một hung thần ác sát sát đầu đà, một người trung niên nam tử hòa một vị ba mươi mấy tuổi thiếu phụ đang trổ hoa, rõ ràng ba người đều có kim đan kỳ tu vi, đầu đà lại càng đạt đến kim đan trung kỳ cảnh giới, trung niên nam tử thì là kim đan sơ kỳ đỉnh phong bộ dạng, chỉ có thiếu phụ đang trổ hoa hơi yếu tượng là mới vừa tiến vào kim đan kỳ, ngay cảnh giới đều còn không có hoàn toàn vững chắc. Bất quá một hơi xuất hiện ba gã kim đan kỳ tu sĩ, thực sự cũng đủ làm cho người ta giật mình liếu tương đương. Trong ba người, rõ ràng đầu đà là vì thủ đích, vốn là vinh váo tự đắc, mặt mũi tràn đầy ngang ngược vẻ, thần niệm quét qua về sau, lập tức trên mặt có chút biến sắc, đem vinh váo tự đắc thần thái, lặng lẽ thu vào. Ánh mắt tại cho thiên tổ sư, Hattori giới xử trí, Tiêu Phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân bọn người trên mặt quét tới quét lui. Ở đây mọi người, mấy vị này tu vi, đều ở kim đan trung kỳ đã ngoài, tự nhiên đặc biệt làm cho người chú mục. Ta còn tưởng rằng là ai đâu rồi, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh thương ngô ba Hữu Kim đạo Hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức sẽ đem ba người nhận ra được, vừa cười vừa nói bị tuyên bố rõ ràng chân quân xưng là kim đạo hữu hung ác đầu đà, sắc mặt lại càng biến đổi, có chút kinh nghi mà nhìn qua tuyên bố rõ ràng chân quân, ôm quyền nói ra, xin thứ cho ta mắt phụng về, vị đạo hữu này phải. Có thể liếc tựu bọn hắn thương ngô ba hữu nhận ra, cái kia khẳng định cũng là ngàn năm trước phong ấn đến nay người quen cũ, chỉ là hung ác đầu đà trong đầu chuyển nhiều vòng tròn luẩn quẩn, cũng thật sự không nghĩ bắt đầu đứng dậy vị này tiên phong đạo cốt máu vàng rốt cuộc là phương nào cao nhân tuyên bố rõ ràng chân quân cười cười nói ra bần đạo mao sơn tuyên bố rõ ràng thay đổi chiếc cụ túi ra khó trách kim đạo Hữu không biết ta hung ác đầu đà lập tức bừng tỉnh đại ngộ vội vàng lần nữa hướng tuyên bố rõ ràng chân quân vừa chắp tay nói ra nguyên lai là tuyên bố rõ ràng đạo hiếu thất lễ lúc cách ngàn năm còn có thể lần nữa nhìn thấy đạo hiếu thật sự là không thắng chi hỉ đầu đà trong miệng nói như vậy lấy trong nội tâm nhưng lại âm thầm chửi bới như thế nào cái này lão nghiêu tị tử rõ ràng cũng còn sống. Hơn nữa tại đây thoáng cái tập trung một đống lớn thực lực không kém tu sĩ, kế tiếp cũng phải cẩn thận cẩn thận mới được liễu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân cùng hung ác đầu đà hàn huyên vài câu, lập tức hướng tiêu phàm truyền âm, nói ra tiêu tiểu hiếu, cái này ba cái tên nhưng không phải là cái gì người tốt. Năm đó thương ngô ba hiếu là nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Hai người khác cũng là mà thôi, này đầu đà năm đó thực sự bước chân vào nguyên anh cảnh giới hai người khác khi đó cũng có kim đan hậu kỳ tu vi không thể chủ quan tiêu phàm ngay vội vàng gật đầu đồng ý nếu như trung thổ giới không có phát sinh lớn như vậy dị biến thương ngô ba hữu nói không chừng đều có cơ hội tiến giai nguyên anh bất quá nói đi thì nói lại trải qua như vậy một hồi đại biến ba người bọn họ cũng còn có thể sống đến hiện tại đã muốn xem như vận khí tốt vô cùng a à. bao nhiêu đẳng cấp cao tu sĩ tại thiên địa dị biến về sau không có thể kịp thời tìm được nơi thích hợp đem chính mình phong ấn, cứ như vậy không thể làm gì nhìn xem thọ nguyên hao hết, tỏa hóa mất. Bên này vẫn còn mỗi người đều có mục riêng phải đạt được, ai cũng không dám trước xuống nước, chỉ chốc lát, lại có vài phê tu sĩ đuổi tới, mặc dù nhiều tính ra là trúc cơ kỳ tu sĩ, rồi lại gia tăng rồi ba gã kim đan kỳ tu sĩ. Chư vị đạo hiếu, lão phu đông đảo yêu đao tông tông chủ Hattori giới xử trí, có mấy câu, cùng với mọi người nói nói. Mắt thấy tụ tập tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà dưới chân hồ, tựa hồ cũng đang tại hướng phía đông di động, Hattori giới xử trí rốt cục nhịn không được mở miệng. Hattori giới xử trí. Cái tên này vừa báo đi ra, cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi, nhìn về phía cái kia đoàn khói đèn ánh mắt, trở nên lại là khẩn trương lại là sợ hãi, đi một lần đắc tương đối gần tu sĩ, lại càng dưới chân độn quang cùng một chỗ, liên tục không ngừng mà trượt ra đi hơn 10 trượng, xa xa tránh đi. Xa nhớ năm đó, yêu đao tông đúng vậy uy chấn trung thổ tu chân giới hattori giới xử trí lại càng đại danh đỉnh đỉnh nguyên anh trung kỳ tu sĩ một trong ngay hung ác đầu đà cùng cho thiên tổ sư đều giật mình không nhỏ cho thiên tổ sư cùng thánh thú hợp thể về sau cũng dùng hợp thánh thú bộ phận phong ấn trí nhớ đối với năm đó tu chân giới rất nhiều sự tình hiểu rõ không ít đối mặt mọi người giật mình thần sắc hattori giới xử trí tương đối hài lòng dừng một chút tiếp tục nói chư vị Cha ma tổ vu lăng mộ rất có thể ngay tại chúng ta dưới chân hồ ở chỗ sâu trong. Cha ma tổ vu là người nào, chứ vị chắc là biết đến, lão phu sẽ không lắm mồm liếu tương đương. Nếu như phía dưới thật sự là cha ma tổ vu tỏa hóa chi địa, cái kia chính là chúng ta duyên phận đến. Tụ tập ở chỗ này đạo hiếu, nói nhiều hay không, nói thiếu thực sự không ít đích. Trung thổ tu chân giới yên lặng ngàn, nhiều năm, rất nhiều bạn tốt đều lạnh nhạt liếu tương đương. Lão phu nói cho đúng là, tất cả mọi người là vì cơ duyên mà đến. Đã như vậy, chúng ta đây nên tề tâm hợp lực, cùng một chỗ tiến vào lăng mộ. Bất luận cái gì từ g i lẫn nhau, đối với đoàn người đều là bất lợi đích, sẽ chỉ làm tất cả mọi người mất đi một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Mọi người nói có đúng hay không? Vừa dứt lời, hung ác đầu đà lập tức tiếp lời nói, Hattori Tông Chủ nói được lại chính xác cũng không có. Mọi người là tới tìm bảo bối đích, bảo bối còn không tìm được, chính mình tự đánh tới đánh lui, không khỏi cũng quá gấp gáp liếu tương đương. Kết quả là, chỉ sợ đoàn người đều muốn công dã tràng. Hattori giới xử trí ha ha cười một tiếng, nói ra kim đạo hữu nói cực kỳ. Bởi vậy lão phu đề nghị, mọi người cùng nhau xuống nước, cùng một chỗ tìm kiếm lăng mộ, cùng một chỗ đi vào. Đến vu tiến lăng mộ về sau, vậy thì tất cả bằng cơ duyên, tất cả bằng bổn sự. Chư vị nghĩ như thế nào? tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức nói, ta không có ý kiến, chính là chỗ này làm sao đây? Những người khác cũng hào ào tỏ vẻ đồng ý. Thấy tiêu phàm không có lên tiếng, Hattori giới xử trí hỏi, tiêu đạo hiếu, ý của ngươi như? Tiêu phàm nói ra, y ta ý, mọi người cho dù vào lăng mộ về sau, cũng hay là muốn đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Mình tàn sát, đối với ai đều không có lợi. Hattori giới xử trí cười lạnh một tiếng, nói ra tiêu đạo hữu không khỏi đem hết thảy nghĩ đến quá hoàn mỹ, bất luận cái gì hợp tác đều cũng có điều kiện tiên quyết đích. Tất cả mọi người là vì tầm bảo mà đến, vào lăng mộ, vậy thì tất cả bằng bổn sự. Như thế nào, tiêu đạo hữu sợ hãi, quả thật như thế, các người có thể không vào đi. Ai sợ hãi, người phải sợ, người trước tiên có thể đi về nhà. Tiêu phàm chưa mở miệng, một bên trần dương rốt cuộc kềm nén không được, nổi giận đùng đùng nói. Trần Dương dù sao không có cùng chính thức tu sĩ chính diện đã giao thủ, không rõ đối với chúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, kim đan hậu kỳ tu sĩ rốt cuộc là loại nào đáng sợ nhân vật. Lại càng không cần phải nói, người này kim đan hậu kỳ tu sĩ, đã từng còn là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hattori giới xử trí nhìn Trần Dương ngạo nghễ dáng người liếc, nhưng cũng không bởi vì bị vãn bối chống đối mà tức giận, cười cười, nói ra, đã không sợ hãi, vậy thì người này nói định rồi mọi người cùng nhau xuống nước lão phu đi trước một bước nói xong hattori giới xử trí trên người khói đen quay cuồng đè xuống độn quang trực tiếp xuống phía dưới bên cạnh hồ nước vò tới khói đen lóe lên bình tĩnh mặt hồ liền là vỡ ra một đường nhỏ khe hở hattori giới xử trí sôi nổi mà hạ rất nhanh liền trong nước nhìn không thấy bóng dáng liễu tương đương mắt thấy hattori giới xử trí đoạt tiên cơ hung ác đầu đà không nói hai lời phi thân hướng mặt nước kích bắn đi vừa tiếp cận mặt nước thời điểm, giơ tay lên trung hàn lóng lánh trăng lưỡi liềm xúc, hung hăng dưới lên một kích, một đạo cao vài trượng quang nhận bổ ra, lập tức sóng lớn ngập trời mà dậy, mặt nước bị hắn ngạnh xanh xanh tách ra, thân hình nhoáng một cái, cũng không còn vào trong nước. Thương ngô ba hữu hai người khác, tên kia trung niên nam tử hòa thiếu phụ đang trổ hoa, theo thật sát đầu đà phía sau. Cho thiên tổ sư liếc tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân liếc, cũng không lại do dự, đè xuống độn quang, trực tiếp vào trong nước. Cứ việc cho thiên tổ sư cùng tiêu phàm là sinh tử đại địch, lại không chút do dự mà đi ở tiêu phàm phía trước. Tiêu phàm hạng phẩm hạnh, hạng thân phận, quả quyết không có khả năng làm ra sau lưng đánh lén vô sỉ hoạt động. Tu sĩ khác cũng phía sau tiếp trước, đều tự thi triển thần thông, ào ào không có vào trong nước không thấy bóng dáng. Tiểu Hữu đi thôi, cũng đừng làm cho những người kia đoạt trên nước. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói một tiếng, cũng thả người mà dậy, cùng chính đợi Mao Sơn đệ tử cùng một chỗ, chui vào dưới nước. Cuối cùng mới được là Tiêu Phàm cùng Vô Cực chư nữ, trên người ào ào chấp động hào quang, thi triển ra Tiêu Phàm truyền thụ cho thủy độn thuật, một người tiếp một người mà ẩn vào trong hồ. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 741, dưới nước kim tự tháp. Nguyên Lai tưởng rằng như vậy tùy cơ hội xuất hiện hồ, nước sẽ không quá sâu. Dựa theo nguyên lý dưới bình thường tình huống, như vậy biển tử bình thời là giấu ở dưới mặt đất đích, cơ duyên xảo hợp mới có thể bỗng nhiên xuất hiện. Thủy vực diện tích tuy khá lớn, nhưng chiều sâu khẳng định thập phần có hạn. Ai ngờ thực tế tình huống lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tiêu tiểu hiểu, tình huống có chút không đúng, cái này hồ cũng không tránh khỏi quá sâu chút ít. Người liên can thi triển thủy độn thuật, không ngừng xuống phía dưới, không sai biệt lắm đã muốn xâm nhập hơn 10 trượng, lại thủy chung không có chạm đến đến cứng rắn đất liền. Tiêu phàm vang lên bên tai tuyên bố rõ ràng chân quân kinh nghi bất định thanh âm. Vô cực môn cùng phái Mao Sơn hai nhóm người, lúc này như cũ là tụ tập cùng một chỗ đích. Mắt thấy tu sĩ khác lực lượng cũng có chút không kém, cái này đương làm khẩu, tự nhiên là hợp binh một chỗ càng thêm ổn thỏa một ít. Tiêu phàm trầm giọng nói ra, tiền bối, nơi này có không gian cấm chế. Xem ra cho dù không phải cha ma tổ vu lăng mộ cũng có thể là huyền vu môn mặt khác đại năng người tỏa hóa chỗ. Giống nhau tu sĩ, sao có thể tùy tùy tiện tiện tại chính mình mộ địa bố trí xuống không gian cấm chế. Tiêu phàm người mang, đỉnh càn khôn, như vậy không gian trí bảo, tăng thêm tại hoa đào trải chỗ đó thu bổ sung không gian cấm chế công năng hoa đào ảo trận, tìm hiểu nhiều năm, cũng mới lĩnh ngộ mộ đến một ít gia lông chi học, nhiều nhất có thể bố trí xuống mấy cái rất đơn giản không gian cấm chế, hơi chút phức tạp một điểm đích, vậy thì lực có không bắt bớ liễu tương đương tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, anh hùng chứng kiến lược đồng, lão đạo cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, cái này nước nếu sâu hơn hơn 10 trượng, mấy người chúng ta có lẽ còn không có vấn đề, mặt khác tiểu bằng hiếu, đã có thể chịu không được liếu tương đương. Dưới nước càng sâu, áp lực càng lớn, đây là cơ bản nhất nguyên lý, tung tính toán tại tu chân giới, cũng giống như vậy đích. Xâm nhập dưới nước 2-300 trăm trượng, đối với bọn hắn mấy cái kim đan tu sĩ mà nói, có lẽ còn có thể đính đến ở, trúc cơ kỳ tu sĩ, vô luận như thế nào đều chịu không được đích. Tân lâm mấy người này tị thủy cháo, quang mang chấp tránh, hiển nhiên đã tại toàn lực vận chuyển. liền vào lúc này, một mực phía trước xa xa vượt lên đầu Hattori giới xử trí, thân hình bỗng nhiên nhanh hơn, khói đen quay cuồng, trong nháy tựu không thấy bóng dáng. Theo sát phía sau cho thiên tổ sư cũng bỗng nhiên nhanh hơn đột nhanh chóng, chăm chú đi theo. Không tốt, chúng ta mau cùng thưởng, biệt đừng làm cho bọn họ đoạt tiên cơ tuyên bố rõ ràng chân quân khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang loạn tránh, cũng lập tức nhanh hơn độn nhanh chóng, mau chóng đuổi mà đi, kêu lên tiêu tiểu hữu người dẫn bọn hắn theo kịp, ta đi trước coi chừng cái kia vài lão quái vật. Tiêu phàm mỉm cười, tay trái niết quyết, miệng lầm bẩm tay phải đi phía trước hư bổ một trường, khoác suy, một tiếng, phía trước hồ nước lập tức hướng hai bên một phần, lộ ra một cái lối đi đến. Vô cực môn chư nữ cùng phái Mao Sơn mấy vị đạo sĩ, chăm chú đi theo ở phía sau, về phía trước kích bắn đi, độn nhanh chóng chút nào cũng không so phía trước vài tên lão quái vật chậm hơn bao nhiêu. Đây chính là tiêu phàm tìm hiểu đến một chút không gian chi lực vận dụng pháp môn, mượn nhờ, đỉnh càn khôn, lực lượng, thoảng qua triệt tiêu cái này đáy nước không gian cấm chế chi lực, lại để cho mọi người độn nhanh chóng nhanh hơn vài phần, cũng không phải khó làm đến. Nếu như không có, đỉnh càn khôn, gia trì, tiêu phàm vận dụng loại này tiểu bí quyết, chính mình có lẽ có thể nhanh hơn vài phần độn nhanh chóng, nhưng muốn một trưởng bổ ra như vậy thông đạo, nhưng tất nhiên không thể dễ dàng. Lại giảm xuống hơn 10 trượng, rốt cục, một tòa cự đại hình chóp hình công trình xây dựng, hiện lên hiện tại mọi người trước mắt. Nghiêm khắc mà nói, này tòa hình chóp hình công trình xây dựng, chỉ là hiển lộ ra một góc mà thôi, một đạo lăng hình bên cạnh tường, lẳng lặng vây quanh tại dưới nước một ngọn núi nhai bên trong, cao tới hơn 10 trượng, đều đều dùng cực lớn vô cùng hòn đá xây mà thành cực kỳ giống kim tự tháp. Chama Tổ Vu Chi Lăng Tất cả mọi người bị cái này đồ sộ cảnh tượng kinh trụ, nguyên một đám không hẹn mà cùng mà ngừng độn quang, chừng to mắt nhìn xem đạo kia lăng hình bên cạnh tường, há to miệng không thể chọn đến. Không đúng, khổng lồ như vậy kiến trúc, làm sao có thể theo dưới mặt đất hồ nước khắp nơi di động. Cái này kim tự tháp rõ ràng là vây quanh tại vách núi bên trong đích. Lập tức, tiêu phàm vang lên bên tai uyển thiên thiên giật mình thanh âm đại đương ra móc qua không biết bao nhiêu cổ mộ, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy đồ sộ huyệt, coi như là toàn bộ thế giới nhất đồ sộ, quy mô nhất to lớn Ai Cập hồ phu kim tự tháp, cùng trước mắt chỗ ngồi này khổng lồ dưới nước kim tự tháp vừa so sánh với, đã thành gặp dân chơi thứ thiệt. Tại đáy nước phát hiện như vậy một tòa khổng lồ kim tự tháp, đã đầy đủ làm cho người ta giật mình rồi, lại càng không cần phải nói, chỗ ngồi này khổng lồ kiến trúc còn có thể theo dưới mặt đất hồ nước khắp nơi chạy loạn, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Tiêu phàm nhẹ nói nói, nơi này có không gian chi lực, bất luận cái gì tình hình cũng có thể phát sinh. Phật gia nói, không gian giới chỉ, vốn là thần diệu vô cùng. Mọi người kinh ngạc, cũng chỉ rằng có một lát, dù sao đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Rất nhanh, khói đen lóe lên, Hattori giới sử trí hướng về kim tự tháp lang hình bên cạnh tường cuối cùng kích bắn đi. Tại đó, có thể cảm giác được rõ ràng nước chảy dị thường, tạo thành một cái không nhỏ nước xoáy dùng những này lão quái vật mấy trăm năm kiến thức, tự nhiên có thể biết rõ, chỗ đó nên vậy chính là chỗ này tòa cự đại lang hình công trình xây dựng cửa vào. Đoàn người không chút do so dự đi theo. Mấy trượng bên ngoài, có thể cảm nhận được nước xoáy bàng nhiên sức lực, mọi người ào ào tăng mạnh hộ thể màn hào quang lực lượng, lúc này mới chống đỡ cổ lực lượng kia, sợ bị nước xoáy hút vào. Dùng năng lực của bọn hắn, bình thường dưới nước nước xoáy đương nhiên không thèm quan tâm, cho dù bị hút vào, cũng vấn đề không lớn dưới mắt cái này chỗ ngồi, tự nhiên không giống với. Bá, hàn mang lóe lên, một đạo sáng như tuyết ánh đao, xé rách khói đen, tránh hiện ra. Yêu đao, trong đám người một hồi nho nhỏ bạo động, vài tên cách Hattori giới xử trí tương đối gần tu sĩ, ào ào hướng một bên tránh đi, đối với chuôi. Này tung tính toán tại dưới nước cũng lóng lánh lấy cực độ yêu tà khí yêu đao, cảm thấy sợ hãi. Tiêu phàm hai mắt có chút nhíu lại. Mười năm trước, hắn đã từng thấy qua một thanh yêu đao, Sarutobi xương Sương lúc ấy đã là kim đan trung kỳ tu vi đỉnh cao, nhưng này chui yêu đao cho cảm giác của hắn, xa xa không bằng trước mắt cái thanh này yêu đao yêu dị. Rõ ràng chỉ là một chuôi trường đao, lại phảng phất có tánh mạng giống nhau, chỉ cần nhìn nhiều vài lần, thậm chí ngay thần thức đều bị hắn dung chuyển, kìm lòng không được địa sản sinh thật sâu sợ hãi ý, không chiến trước e sợ. Cái này yêu đao, rõ ràng có đoạt người tâm phách yêu tà chi lực, Yêu đào tông, coi đây là tên, Hattori giới xử trí được xưng, chém đầu người, tuyệt không phải là không có lý do đích. Sarutobi xương yêu đào không có cho tiêu phàm như vậy yêu gì cảm giác, chỉ là bởi vì Sarutobi xương tu vi không đủ. Tiêu phàm thần thức chi lực lại đặc biệt cường đại, vượt qua xa bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ có thể so sánh, tung xem như kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, đơn tuần thần niệm chi lực cũng chưa chắc tựu so tiêu phàm càng mạnh. Sarutobi xương phong ấn chính mình trước kia, thì ra là kim đan hậu kỳ tu vi, thần thức chi lực cũng không vượt qua tiêu phàm, thậm chí còn hơn một chút, hắn luyện chế bổn mạng yêu đao, tự nhiên đối với Lay không nhúc nhích được tiêu phàm thần thức. Mà hiện tại, Hattori giới sử trí tuy còn không có khôi phục đến nguyên anh kỳ tu vi, thần niệm chi lực lại mạnh mẽ là nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, như thế nào Sarutobi Xương có thể so sánh đích? Sáng như tuyết yêu đao, chậm rãi dơ lên, bốn phía hồ nước bỗng nhiên kịch liệt mà quay cuồng bắt đầu đứng dậy, dùng yêu đao làm trung tâm, tạo thành khác một cái nho nhỏ nước xoáy, phảng phất vạn phản lưu quy tông giống nhau, trong nước thiên địa nguyên khí, cuồn cuộn không dứt về phía lấy yêu đao mang tất cả mà đi. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là một chủng trồng biểu tượng, không có đến ngộ linh kỳ cảnh giới, tung xem như nguyên anh hậu kỳ đại thành tu sĩ, cũng khó có thể thật sự thay đổi thiên địa nguyên khí vì mình sử dụng. Cuống chi hatori dưới xử trí dưới mắt tu vi còn dừng lại tại kim đan kỳ bởi vì yêu đao tụ lực động tính quá lớn, nhìn về phía trên hình như là thiên địa linh khí vạn lưu quy tông, kỳ thật chỉ là quấy những nảy linh khí, hình thành một cái tiểu tuyển cơn xoáy mà thôi. Thoáng qua trong lúc đó, dưới nước yêu đao tựa như đồng nhất luân thanh u trăng sáng, hào quang chói mắt. Y a a a a gạch nối dài gạch nối dài ngoặc kép. Hattori giới sử trí quát khẽ một tiếng, yêu đao mãnh liệt đi phía trước chém, một đạo dài đến hai ba trượng sáng như tuyết đao mang, gào thét ra, Quanh thân hồ nước, bỗng nhiên sôi trào lên, quay cuồng không thôi. Những kia đã muốn thối lui mấy trượng tu sĩ, nhịn không được lại xa hơn xa xa né tránh, mỗi người sắc mặt đại biến. Ngay tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt đều chìm xuống đến, trở nên có vài phần khó coi. Tiêu Tiểu Hữu, cái này lão yêu quái tu vi, tuyệt đối đã đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong trạng thái, tùy thời cũng có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Người phải biết rằng, tượng hắn loại tình huống này là không cần phải nữa ngưng kết nguyên anh đích, chỉ cần khôi phục tu vi. Chỉ cần cơ duyên xảo hợp, tùy thời có thể đột phá. Nhất định phải cẩn thận một chút. Tiêu phàm bên tai lần nữa vang lên tuyên bố rõ ràng chân quân truyền âm. Trong miệng nói là lại để cho tiêu phàm cẩn thận một chút, kỳ thật chính hắn không phải là không đã khởi hoàn toàn tinh thần. Tuy nhiên ngàn năm trước kia, hắn cũng không cùng Hattori giới xử trí đã giao thủ, song phương tựa hồ cũng không có quá lớn ăn tết ân oán, nhưng lẫn nhau phân thuộc bất đồng trận doanh, tránh tả bất lưỡng lập. Hôm nay hắn mới khó khăn lắm khôi phục đến kim đan trung kỳ tu vi, cùng tiêu phàm bọn người liên thủ, đối mặt kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới Hattori giới xử trí, cũng chỉ có điều miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu thật là Hattori giới xử trí không nghĩ qua là đột phá đến nguyên anh kỳ, tuy hội không chút khách khí mà đối với tiêu phàm cùng vô cực môn chư nữ ra tay, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn phái Mao Sơn tu sĩ thừa dịp tất cả mọi người rất suy yếu thời điểm, bọn hắn những này ngày xưa may mắn lưu lại nguyên anh tu sĩ, có thể diệt một cái tính toán một cái. Đối thủ càng ít, tương lai Hattori giới xử trí độc bá nhất phương khả năng lại càng lớn, nếu thật là như vậy, mặc kệ đối với chính hắn, hay là đối với cả yêu đao tông tương lai phát triển, tự nhiên đều là rất nhiều chỗ tốt. Rất trực quan một cái đạo lý chính là, ai chiếm tài nguyên càng nhiều, ai thực lực tự phát triển càng nhanh. Đạt tại ngàn năm trước kia, tu chân văn minh hưng thịnh vô cùng thời điểm, giống như Hattori giới xử trí như vậy nguyên anh trung kỳ tu sĩ, rất khó xưng bá một phương. Trừ phi tiến dài đến nguyên anh hậu kỳ, cái kia mới có thể. Nhưng là tình huống hiện tại, đương nhiên hoàn toàn bất đồng liễu tương đương. Ít nhất tại trước mắt, kim đan hậu kỳ đỉnh phong đã là cao nhất cảnh giới. Hattori giới xử trí hào không ngại mà triển lộ ra chính mình chân thật tu vi, khó không có mượn lần này lập uy ý. Một đao kia chém qua về sau, phỏng chừng vào trong lăng mộ, cũng không ai dám cao hứng cùng hắn đối nghịch tâm tư. Hoác suy suy, một hồi nổ mạnh, cực lớn nước xoáy ngạnh xanh xanh bị yêu đao đao mang từ đó vừa bổ vì hai, khói đen lóe lên, Hattori giới xử trí nhanh như thiểm điện loại bắn vào tách ra nước xoáy bên trong, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Vòng xoáy khổng lồ lập tức hướng chính giữa hợp lại, lại khôi phục nguyên dạng, phảng phất Hattori giới xử trí hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có tồn tại qua chương 742, rộng lớn không gian. Cho thiên tổ sư liếc tiêu phàm bên này liếc, bất động thanh sắc mà thúc dục độn quang, như vậy bị nước xoáy hút vào đi vào, vô thanh vô tức. Lại chờ dây lát, thấy nước xoáy bên trong cũng không dị thường sự tình phát sinh, những người khác cũng kềm nén không được, ào ào cùng thi triển thần thông, tiến vào nước xoáy bên trong. Tiêu phàm như trước tay trái niết quyết, tay phải về phía trước vừa bổ, khoác suy, một tiếng, tách ra nước xoáy, tị thủy cháo quang mang chấp rượu, Phiêu nhiên vào nước xoáy, lập tức một cổ đại lực truyền đến, lôi kéo lấy Tiêu Phàm, thân bất do so kỷ về phía lấy dưới nước xoay tròn mà đi. Tiêu Phàm toàn thân hào quang lóe lên, lập tức liền định trụ thân thể, tùy ý nước xoáy lôi kéo, cũng là không chút sức mẻ. Ngũ hành cấm chế chi thuật, tại đây nước xoáy bên trong cũng như trước rất có tác dụng. Sau một lát, Tiêu Phàm mới theo nước xoáy chi lực, chậm rãi hướng nước xuống di động, tốc độ rõ ràng so vừa rồi muốn chậm nhiều trong mắt lục mang lòe lòe, hướng đáy nước nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 trượng ở chỗ sâu trong, tối om om đích, có một cực lớn lỗ thủng ra hiện tại lang hình bên cạnh trên tường. Không thể nghi ngờ, cái này là vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm, cũng hẳn là tiến vào dưới nước kim tự tháp chỗ. liền tại đây một lát trong lúc đó, lúc trước tiến vào nước xoáy mọi người, đã muốn không thấy bóng dáng, đoán chừng là tiến nhập kim tự tháp. Hắc mang lóe lên, tính ra miếng băng phách phi đao di động hiện ra, tại màn hào quang bên trong vây quanh tiêu phàm thân hình chậm rãi bay múa. Tại đây dưới nước, viêm linh chi lưới kiếm uy lực không thể phát huy đến mức tận cùng, tiêu phàm liền thả ra băng phách phi đao phòng thân. Vô luận Hattori giới xử trí có lẽ hay là cho thiên tổ sư, đối với hắn đều rất không hữu hảo, tiểu tâm cẩn thận chút ít không có chỗ hỏng. Hơn 10 trượng khoảng cách, chớp mắt là tới, lang hình bên cạnh trên tường cái kia lỗ thùng, chừng 3-4 trượng rộng hẹp, đại lượng hồ nước rót vào trong lỗ thùng tạo thành cực lớn nước xoáy, tiêu phàm theo nước chảy, phiêu nhiên vào lỗ thủng trong, lại đi về phía trước không xa, rõ ràng thấy được ánh sáng, tuy nhiên không phải rất rõ sáng, nhưng ở cái này dưới nước hắc ám thế giới, cái này một đám ánh sáng, đã đầy đủ trói mắt liếu tương đương. Hoác suy, một tiếng, tiêu phàm theo đáy nước sông ra, phát triển hiện tại hắn trước mắt đích, là một đầu cao hơn mặt nước ẩm ướt thông đạo, rất rộng mở, có thể đủ bốn năm người cũng sắp xếp mà đi. Đại lượng hồ nước, tắc chính là theo lỗ thủng hướng một phương hướng khác dũng mãnh lao tới. Trong thông đạo không có một bóng người, thông đạo trên đỉnh, tắc chính là vây quanh lấy mấy khối nguyệt quang thạch. Thông đạo do cực lớn hòn đá xây thành, phi thường hình thành, đủ thấy lúc trước xây chỗ ngồi này khổng lồ lăng mộ thời điểm, hao tốn to như vậy công phu. Tiêu phàm thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, bất từ bất tật mà đi thẳng về phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là một chỗ thập phần rộng rãi đại sảnh Hattori giới xử trí bọn người, đều đều tụ tập tại đây trong đại sảnh, đang tại mọi nơi dò xét, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ gây ết yêu ta ép sợ. Chỗ này đại sảnh chi rộng rãi, sâu sắc vượt qua mọi người đoán trước, khoảng chừng trên dưới 100 trượng rộng lớn, ngẩng đầu hướng lên, bầu trời một bên lờ mờ, sám mông mông đích, vậy mà nhìn không tới khung đình. Phảng phất bọn hắn không phải ở vào một chỗ phong bế đáy nước công trình xây dựng trong, mà là đã tới một chỗ kỳ dị không gian, rất nhanh, tuyên bố rõ ràng chân quân mang theo Mao Sơn đệ tử hòa vô cực chư nữ cũng vào đại sảnh. Không có khả năng, trong lúc này làm sao sẽ thật lớn như thế. Huyền Thiên Thiên đánh giá bốn phía, giật mình nói, tuy nhiên theo bên ngoài xem, cái này dưới nước kim tự tháp xác thực cũng đủ cực lớn, bất quá chỉ cần cái này một cái đại sảnh, cơ hồ có thể chống đỡ mà vượt kim tự tháp bên trong không gian hơn phân nửa liễu tương đương. Hơn nữa cái này trong đại sảnh gian như thế chống chải không có chứng kiến bất luận cái gì trèo chống vật. Tại kiến trúc học thượng, đây cũng là một loại gần như không có khả năng xuất hiện kỳ tích. Tuyên bố rõ ràng chân quân không nói một lời, nhấc tay bắn ra, một đạo bùa bắn ra, tại giữa không trung trung hóa làm một đoàn hỏa cầu, kích xạ đại sảnh phía trên cái kia xám mông mông là bầu trời bao la. Oanh, mà một tiếng, hỏa cầu không có phi rất cao, liền hóa thành vô số hỏa vũ, lốm đa lốm đốm mà tứ tán mở đi ra, như vậy dập tắt tuyên bố rõ ràng đạo hiếu, đây là một nơi tu khắp trời gian, có rất rõ ràng không gian cấm chế. Xa xa chạm ở đại sảnh một góc khác Hattori giới xử trí bất tử bất tật nói, có vẻ đã tính trước. Như thế nói đến, tại đây thật là có có thể là cha ma tổ vu lăng mộ rồi. Có phải là cha ma tổ vu lăng mộ bây giờ còn không tốt xác định, nhưng tại đây xác thực cùng quyển vu môn có quan hệ. Chư vị thỉnh xem, Hattori giới xử trí ống tay áo dương lên, một cổ màu đen sương mù lan tràn ra, sương mù nơi đi qua, vốn là bóng loáng hình thành tường đá mặt ngoài, lóng lánh khởi điểm chi điên, điểm quang mang, một ít kỳ lạ đồ án di động hiện ra. Cổ khuyển nhung văn, tuyên bố rõ ràng chân quân hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói ra. Xác thực là cổ khuyển nhung văn. Họ kim hung ác đầu đà cũng đem những này ký hiệu nhận ra được, gật đầu nói. Tiên bối, cái này bên trên viết những thứ gì? Tiêu phàm cứ việc uyên bác, đối với cái này trùng trồng cổ khuyển nhung văn, có lẽ hay là thấy không hiểu thấu, bất minh sở dĩ. Tuyên bố rõ ràng chân quân chầm chầm vào những kia lóng lánh bất định ký hiệu, thấp giọng nói ra, đây là một thiên cùng loại mộ trí minh văn vẻ, nói tại đây nghỉ ngơi lấy một vị người vĩ đại vật, là chư nhung tổ tiên. Chỗ ngồi này to lớn cung điện tính cả trong cung điện chư đa bảo vật, đều bị tổ tiên anh linh, thi dùng đáng sợ nguyền rủa bất luận cái gì ý đồ ở chỗ này tìm kiếm bảo vật, quấy giày tổ tiên nghỉ ngơi mạo phạm hành vi, đều muốn đã bị gian nan vất vả vô tuyết, băng hỏa lôi điện nhiều loại trừng phạt, cốt nhục hóa thành bùn đất, linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm ở trong lăng mộ, đời đời kiếp kiếp không được bình yên. Quyền thiên thiên vội vàng nói, đó không phải là nói cha ma tổ vu sao. Chư nhung tổ tiên, cùng trong truyền thuyết cha ma tổ vu, thập phần gần, nhất định phải cho rằng bọn họ là cùng là một người, cũng không có gì không đúng. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhẹ gật đầu, Nói ra khả năng xác thực là một người A à. Tiêu phàm cười nhạt một tiếng Nói ra cái này thiên mộ trí Thật đúng là rất có ý tứ A H Bên ngoài nói xong Bất luận kẻ nào không cho phép quấy giày tổ tiên linh hồn nghỉ ngơi Trên thực tế lại giấu giếm hấp dẫn ý Không ngừng nói cho mọi người Trong cung điện có rất nhiều bảo vật Đúng vậy A à, Cái này không phải là để cho người khác đi tìm bảo sao Trần Dương cũng ở một bên nói ra Hai hàng lông mày chăm chú trao lên lại ẩn ẩn mang theo một tia hưng phấn. Dưới mắt Trần Cảnh Quan, vừa mới đặt chân tu chân giới, tu luyện, hảo nhiên chính khí, có chút tựu thành, cơ bản không cùng tu chân chi sĩ đứng đắn đã giao thủ, càng thêm không qua cái gì thiếu thiệt thòi, đúng vậy tràn đầy tự tin thời điểm. Cái gọi là tổ tiên nguyền rủa băng hỏa lôi điện trừng phạt, trên cơ bản không biết đối với nàng tạo thành nhâm gì trên tâm lý uy hát yêu Đã đến nơi này, cũng không thể cứ như vậy tay không trở về. Uyển Thiên Thiên lập tức nhận lấy Trần Dương câu chuyện. Son xã, Uyển Đại Đương ra, nhiều năm qua trộm mộ vô số, cho tới bây giờ đều không có nhập bảo sơn mà không phản thói quen. Quay mắt về phía khổng lồ như vậy một tòa chư nhung tổ tiên lăng mộ, nói như thế nào đều muốn hảo hảo thăm dò một phen. Những kia lóng lánh ký hiệu, dần dần biến mất, một tòa kim bích huy hoàng cung điện, lộ ra hiện ra, đang lúc mọi người trước mắt chậm rãi xoay tròn lấy, thật giống như hiện đại hình chiếu kỹ thuật, lập thể cảm giác mười phần lập tức tại kim bích huy hoàng cung điện bên cạnh bắt đầu xuất hiện những thứ khác đồ án không ngừng mà ra bên ngoài bên cạnh kéo dài đúng là một bức cực lớn địa đồ núi non sông ngòi núi cao rừng rậm cái gì cần có đều có cực kỳ rộng lớn cái này cái này lại là địa phương nào cách đó không xa một gã trúc cơ kỳ tu sĩ kinh hô lên người này tu sĩ cũng có trúc cơ trung kỳ tu vi theo sau một vị kim đan trung kỳ lão giả mà đến tên lão giả kia tựa hồ cũng là ngàn năm trước phong ấn xuống cổ tu, hơn nữa nghe nói qua Hattori giới xử trí, tuyên bố rõ ràng chân quân, thương ngô ba hữu bọn người hiển hách uy danh. Chính hắn, phòng trừng phong ấn trước kia là một gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, tên không nổi danh, Hattori giới xử trí đợi nguyên anh kỳ lão quái vật, lại là không có nghe nói qua tên của hắn. Hattori giới xử trí lạnh nhạt nói ra, đúng đấy chỗ ngồi này lăng mộ bên trong địa đồ. Bên trong địa đồ, cái này, điều này sao có thể? Chẳng những người này chúc cơ kỳ tu sĩ, mặt khác vài mọi người lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Theo trên bản đồ xem, quả thực chính là sông núi địa lý trí, bày ra không gian rộng mậu, cơ hồ so một quốc gia còn muốn lớn hơn. Tại sao có thể là trong lăng mộ bộ địa đồ? Chỗ ngồi này lăng mộ tuy nhiên nhìn về phía trên to lớn vô cùng, nếu như đặt ở cái này bức bản đồ trong, cũng không quá đáng chính là một chấm đen nhỏ mà thôi. Hừ hừ, chẳng lẽ chư vị không có nghe nói qua tu khắp trời gian sao? Hattori giới xử trí cười lạnh nói, ngữ khí hơi có chút khinh thường. Ngay có được lấy, đỉnh càn khôn, như vậy không gian trí bảo tiêu phàm, cũng có chút kinh ngạc, nói khẽ với tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, tiền bối, không gian bảo vật, thật sao có thần kỳ như vậy sao? Cho tới bây giờ, tiêu phàm cũng chỉ có thể ra vào, đỉnh càn khôn, trong một chỗ đỉnh viện, trong đỉnh hắn không gian của hắn, hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá chắc hẳn cũng sẽ không như thế rộng lớn a. À. Ngoại hình bất quá cao gần tắc thấp, đỉnh càn khôn, chẳng lẽ còn thật có thể đủ thôn thiên phệ địa, bụng giấu càn khôn vô cực. Tiêu phàm mặt khác có được một kiện không gian bảo vật, nam cực tiên ông linh dược viên, tắc chính là lại càng nhỏ hẹp, rộng lớn bất quá vài mẫu lớn nhỏ. Tuyên bố rõ ràng chân quân hơi khẽ cao mày đầu, nói ra, lão đạo đối không gian bảo vật hiểu rõ, cũng không phải rất nhiều. Trong lúc này không gian phỏng chừng không biết thật sự như thế rộng lớn, xem chừng còn có một chút ảo thuật thành phần ở bên trong. Bất quá chắc hẳn chính thức không gian, cũng sẽ không quá nhỏ đích. Tiêu phàm liền nhẹ nhàng gõ đầu. Không gian cấm chế tăng thêm ảo thuật, xác thực có thể tạo thành như vậy lỗi giác. Cái kia y tiền bối ý, chúng ta phía dưới phải làm như thế nào làm việc. Hơi khoảnh, tiêu phàm hỏi. Tuyên bố rõ ràng chân quân vuốt vuốt tròm dâu, thấp giọng nói ra, chúng ta là tại tìm vận may đích. Tại đây nếu thật là cha ma tổ vu lăng mộ, trước kia không có bị người phát hiện qua lời mà nói, thứ tốt nên vậy không ít đích, cứ như vậy lui ra ngoài, khẳng định không cam lòng. Nhưng là bảo vật mặc dù tốt, nếu như nguy hiểm quá lớn, thực sự không có lợi nhất. Ta xem mọi người hợp binh một chỗ, chậm rãi siêu tầm một chút đi. Về phần muốn hay không đi chỗ đó tòa, ngồi, đại cung điện, xem trước một chút bên ngoài tình huống rồi nói sau nếu như nguy hiểm không lớn, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi vào trong đó đích. Chính thức bảo vật, nhất định là giấu ở trong đại điện. Này cũng xác thực là Lão Thành nói như vậy. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, liền là vuốt cầm đồng ý, nói ra tự y tiền bối nói. Liền vào lúc này, trong đại sảnh ánh sáng tối sầm lại, cái kia bức cực lớn địa đồ, biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi ở chỗ này chậm rãi thương lượng, Lão Phu đi trước một bước liếu tương đương. Hattori giới sử trí ha ha cười một tiếng, khói đen quay cuồng, hướng về đại sảnh hơi nghiêng một cái lối đi, thích bắn đi. Cả đại sảnh, tổng cộng có bốn cái lối đi, trừ bọn họ ra vào cái kia một đầu bên ngoài, mặt khác ba cái lối đi đều ở khác một bên. Hattori giới sử trí tiến vào đích là chính giữa thông đạo. Sau đó đoàn người cũng hào ào hành động. Ngoại trừ cho thiên tổ sư đi theo Hattori giới sử trí sau lưng, tiến vào chính giữa thông đạo bên ngoài những người khác không hẹn mà cùng lựa chọn mặt khác cái lối đi, cố ý tránh open server bộ giới xử trí cùng cho thiên tổ sư hai vị này tu vi cảnh giới kẻ cao nhất. chương 743, Hầu Mặt Bức Cùng Linh Hầu Quả Tiêu phàm thói quen mà nổi lên một quẻ, kết quả quẻ tượng biểu hiện phi thường mơ hồ, cũng không có chỉ dẫn hắn nên vậy đi cái đó con đường. Nếu như miễn cưỡng muốn giải đọc quẻ tượng lời mà nói, tựa hồ là quay đầu rời đi, lúc này rời đi thôi càng thêm ổn thỏa một ít chỉ là đã đến tại đây, hoàn toàn không dò xét thượng tìm tòi, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Cuống hồ quẻ tượng cũng không biểu hiện, tiếp tục sống ở chỗ này, sẽ có đại tai hàng lâm. Tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân lược vừa thương lượng cuối cùng nhất tuyển bên trái thông đạo. Thông đạo không dài, hơn 10 trượng về sau, một cổ tươi mát vô cùng gió mát liền trước mặt thổi tới, phảng phất đi tới sơn giã đồng ruộng, tiếp lên trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, một mảng lớn kéo dài núi rừng ra hiện tại trước mặt. Mà bọn hắn tắc chính là đứng ở một chỗ trong vách núi gian một khối đột xuất trên mặt đá, dõi mắt chỗ đến, cho đá mắt xanh ngắt, liên miên bất tận dãy núi, liếc trông không đến đầu. Điều đó không có khả năng. Lần này, ngay cơ lụa mỏng cũng nhịn không được nữa sợ hãi thán phục lên tiếng. Ngẫm lại xem, bọn hắn ngay từ đầu là ở trên đại thảo nguyên ăn thịt nướng, tổ chức đống lửa tiệc tối, sau đó, trên thảo nguyên bỗng nhiên không hiểu thấu mà xuất hiện một cái hổ lớn đỗ, hồ nước phía dưới có một tòa cự đại kim tự tháp. Tại kim tự tháp bên trong, bọn hắn rõ ràng chứng kiến như vậy không ngớt không dứt dãy núi, thậm chí so khánh nam miêu cương dãy núi còn muốn rộng lớn, còn muốn vô biên vô hạn. Tân Lâm cũng kinh ngạc nói, tiêu phàm, tu khắp trời gian, có thể rộng như vậy đại sao? Ước chừng tất cả trong những người này, Tân Lâm là đúng, đỉnh càn khôn, hiểu rõ nhiều nhất đích, nàng đi theo tiêu phàm thời gian dài nhất, tiêu phàm đối với nàng không có bất kỳ giữ lại, tại đỉnh Càn Khôn, ở phía trong đạt được hết thảy, đều cùng Tân Lâm chia sẻ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói ra, không biết, bất quá tại đây nhìn về phía trên, là chân chính nguyên thủy rừng cây. Tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, nói ra, Tiêu Tiểu Hữu nói không sai, tại đây hoang dã khí thức như thế nồng hậu dày đặc, xem ra tồn tại thế thời gian không ngắn. Chỉ cần trước kia không có bị người đại quy mô càn quét qua, chỉ cần tại đây bầy trong núi, tự có thể tìm tới không ít thứ tốt. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, cũng có chút hưng phấn. Phải biết rằng, hắn đỉnh càn khôn trong tự cất giấu một cái linh dược viên. Đối với hắn mà nói, dù cho chỉ là tìm được một ít cũng không thành thục linh thảo linh dược, thậm chí chỉ là tìm được cây non cùng hạt giống đều là rất lớn thu hoạch. Hiện nay trong tay hắn có mấy cái đan phương, phân biệt theo tuyên bố rõ ràng chân quân Sarutobi xương cùng đào thiên thu trong tay lấy được, có thể tinh tiến kim đan kỳ tu vi. Hắn một người trong đan phương càng là có thể gia tăng đột phá trung kỳ đỉnh phong bình cảnh tỷ lệ. Nhưng đều không ngoại lệ đích, đều thiếu khuyết trong đó một mặt hoặc là hai ba vị linh dược, tiêu phàm tạm thời chỉ có thể dùng mặt khác dược thảo thay thế, luyện ra được linh đan, tự nhiên hiệu quả rất là không bằng. Nếu như có thể ở cái này hoang dã trong rừng rậm tìm được những này linh dược, thì phải là ngoài ý muốn chi hỉ. Lúc này đoàn người độn quang cùng một chỗ, hướng về dưới chân dãy núi bay lượn mà đi. Đều tự thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, bao trùm lấy phía dưới rừng rậm. Nói như vậy, thiên địa linh dược đều có đặc biệt khí thức cùng linh áp, chỉ cần khi bọn hắn thần niệm chi lực bao trùm phía dưới, có thể bị kịp thời phát hiện. Sự thật chứng minh, bọn hắn có lẽ hay là đánh giá thấp bọn này trong núi giấu giếm lấy hung hiểm. Vừa mới bay ra không bao xa, bỗng nhiên từng đợt gió tanh tịch cuốn tới, một đám mấy chục cực lớn con rơi, mãnh liệt tự phía dưới trong rừng rậm phóng lên trời, hướng của bọn hắn mãnh liệt nhào đầu về phía trước những này con rơi từng chiếc hình thể cực đại, mở ra hai cánh, chừng hơn một trượng chi trường, chiều cao cũng vượt qua ba thước, đầu hình cầu đích, cực kỳ giống hầu tử, miệng đầy cao thấp không đều răng nanh, đôi mắt nhỏ đỏ rừng rực đích, hung quang lập lè. Hết lần này tới lần khác còn dài một đôi loài chim lợi chảo, hình dạng xấu xí vô cùng. Hầu mặt bức, tuyên bố rõ ràng chân quân một tiếng lạnh, hừ, thủ đoạn một phen, ánh vàng rực rỡ roi lôi điện di động hiện ra, theo giơ tay lên, từng đạo màu vàng lôi điện bắn ra, chuẩn xác vô cùng mà đánh chúng trước nhất bên cạnh vài con hầu mặt bức, chi chi trong tiếng, cái này vài dài đến hơn một trượng con rơi, lập tức hóa thành trận trận khói xanh, biến mất vô tung. Cùng lúc đó, tiêu phàm mười ngón ngay dương, vô số ngân sắc lôi điện cũng bắn ra, chính thì là vung trong tay ngọc như ý, một mảnh hoàng mông mông xương ngủ mang tất cả mà đi. Những này hầu mặt bức cứ việc hình thể cực lớn, trên người linh lực chấn động, lại cũng không quá mạnh mẽ, nhiều lắm là tương đương với nhất gia yêu thú, tại ba gã kim đan tu sĩ công kích phía dưới, nửa điểm chống đỡ chi lực đều không có, trong nháy, mấy chục hầu mặt bước liền bị diệt sát không còn. Tân lâm các nàng thậm chí cũng không kịp ra tay. Lão gia tử, những này là vật gì a hát, xấu như vậy. Trần Dương không có gặp may động thủ, rất có điểm khó chịu, hỏi. Tuyên bố rõ ràng chân quân roi lôi điện vừa thu lại, vừa cười vừa nói, những này hầu mặt bước đều là cấp thấp yêu thú, thành niên thể có hai ba cực yêu thú thực lực, cũng không biết cái gì đặc biệt thủ đoạn công kích, chính là da dày thịt béo, tính tình hung mãnh, hung hãn không sợ chết. Tăng thêm hầu mặt bức ưa thích quần cư, muốn là các người một mình gặp được, phiền toái không nhỏ. Hai ba cực yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỷ lục cấp đến cửu cấp tiêu chuẩn. Bất quá yêu thú thân thể cường hãn, tăng thêm có một chút thiên phú thần thông, nếu thật là một trọi một so đấu, cùng giai luyện khí kỳ tu sĩ, hơn phân nửa không phải yêu thú đối thủ. Mấy chục hai ba cực yêu thú đồng thời vây công, tượng Trần Dương như vậy trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, một mình gặp được, thật đúng là thập phần phiền toái, hơn phân nửa chỉ có thể nghĩ biện pháp cướp đường mà chạy. Cái này vài chục trích hầu mặt bước vận khí thật sự không tốt, rõ ràng một đầu đánh lên ba gã kim đan kỳ cao thủ, lập tức bị diệt sát, thì tại hợp tình lý liễu tương đương. Những này hầu mặt bước lợi trảo, kỳ thật còn có chút tác dụng, có thể luyện thành cấp thấp pháp khí. Tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức nói ra, lắc đầu, tựa hồ có chút đáng tiếc. Thân là nguyên anh tu sĩ, hắn đương nhiên chướng mắt thấp như vậy ra yêu thú tài liệu, bất quá tại đây mạt pháp thời đại, phái Mao Sơn thực lực không lớn bằng lúc trước, trong phái tương đương với luyện khí kỳ hậu bối đệ tử không ít, nếu là có vài món pháp khí phòng thân, thực lực cũng muốn tăng tiến không ít. Đi thôi, đi xuống xem một chút, tại đây đã có nhóm lớn hầu mặt bức, khẳng định có linh hậu quả, nếu đã muốn thành thục trái cây, hái một ít trở về luyện đan, đối với tăng tiến thân thể kiên cường dẻo dai trình độ, thật cũng không không ích lợi. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói xong, nhấn một cái độn quang, xuống phía dưới phương rừng rậm kích bắn đi. Đi theo như vậy một vị bách sự thông tựa như lão tiền bối, tất cả mọi người là hứng thú giạt rào, nguyên một đám đẻ xuống độn quang, theo xuống dưới. Đợi đi vào phía dưới trong rừng rậm, đoàn người mới phát hiện, tại đây đại thụ, đều dài hơn đắc đặc biệt vừa thô vừa to, không sai biệt lắm cao tới 2-30 trượng, bình thường trà cây đều thập phần trắng kiện. Trà cây phía trên, có một chút nhánh cây đáp thành tổ chim, đa số giống tuếch, truyền đến từng đợt mùi tanh. Không hề nghi ngờ, cái này là những kia hầu mặt bức ổ. Vài tên nữ hài tử không khỏi che miệng mũi lại, đôi mi thanh tú cao lại. Tuyên bố rõ ràng chân quân tự nhiên chút nào cũng lơ đánh, đứng ở tán cây phía trên, dõi mắt chung quanh, rất nhanh thì có phát ra hiện. Chỉ thấy một ít mọc lan tràn trà cây lá cây che giấu phía dưới, từng khỏa màu xanh trái cây, như ẩn như hiện. Nhìn kỹ lại, những này màu xanh trái cây, rất giống từng trích cuộn mình tứ chi tiểu hầu, ước chừng người bình thường hay chỉ lớn nhỏ, ba thốn đến trường, vô lại nhăn nhăn, bộ dáng thật sự không thế nào đòi hỉ. Tuyên bố rõ ràng chân quân lại mặt mang mỉm cười, nói ra quả nhiên là linh hầu quả, hơn nữa số lượng không ít những này linh quả luyện chế đan dược là luyện thể phụ trợ linh dược cho dù ăn sống đều có một chút chỗ tốt đích tất cả mọi người hái một ít a à. theo tuyên bố rõ ràng chân quân cái này biểu lộ xem ra cái này linh hầu quả quả thật có nhất định tác dụng nhưng hiệu dụng có nên không quá rõ ràng dù sao chỉ là cấp thấp yêu thú thủ hộ linh quả nếu dược tính thật tốt lời mà nói sớm đã bị mặt khác càng thêm yêu thú lợi hại dành ăn không còn nơi nào sẽ bị một đám hầu mặt bức chiếm lấy đoàn người theo lời đều tự ngắt lấy một ít, thu vào chữ vật vòng tay chung. Loại này linh hầu quả, tại Nam Cực sách thuốc bên trong cũng có ghi lại đích, đồ án cùng trước mắt trái cây giống như đúc, chẳng những như tuyên bố rõ ràng chân quân nói, có thể luyện chế luyện thể phụ trợ linh dược, phàm nhân nếu là ăn vào, còn có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Trừ lần đó ra, Nam Cực y kinh bên trong ghi lại nhiều cái phương thuốc, cũng có thể cần dùng đến linh hầu quả xem ra lại có thể vì linh dược viên gia tăng đồng dạng linh quả giống liễu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân tiện tay đem một quả linh hầu quả ném vào chính mình trong miệng, ăn liên tục bắt đầu đứng dậy, mấy ngụm nuốt nuốt xuống, nói ra, mới vừa vặn đến chỗ này rừng rậm bên ngoài, cũng đã gặp được hầu mặt bức như vậy hai ba cực yêu thú rồi, xem tới nơi này mặt cũng rất không thái bình. Kế tiếp, tất cả mọi người chú ý một ít, không cần phải phi đắc rất cao, lại càng không muốn bay đắc quá nhanh, muốn ôm thành đoàn, hợp cùng một chỗ, ngàn vạn không thể đi tản. Một khi đụng phải ngũ lục cấp yêu thú, các người những này tiểu nha đầu tiểu hậu sinh, nhưng thì phiền toái. Thấy tuyên bố rõ ràng chân quân nói được trịnh trọng, đoàn người liền ào ào gật đầu, nguyên một đám thần sắc đều trở nên nghiêm trọng bắt đầu đứng dậy. Tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức nói ra, tiêu tiểu hiếu, đợi tí nữa ta cùng chính phía trước bên cạnh mở đường, người phụ trách cản phía sau, những này nha đầu hậu sinh đi ở chính giữa, canh phòng nghiêm ngặt yêu thú đánh lén. Tốt, hết thảy y tiền bối an bài. Tiêu phàm tự nhiên không có ý kiến gì. Tuyên bố rõ ràng chân quân lại lắc đầu, nói ra, hừ, thì ra là lão phu tu vi còn không có khôi phục, nếu không làm gì phiền toái như vậy. Cái này trong rừng rậm cũng sẽ không có trên 10 cấp yêu thú. Thập cấp yêu thú, tự có thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ liễu tương đương. Bình thường mà nói, cùng giai tu sĩ cùng yêu thú đơn đả độc đấu, yêu thú còn có thể chiếm cứ một đốt phong. Tuyên bố rõ ràng chân quân nếu khôi phục tu vi, dưới 10 cấp yêu thú, tự nhiên đều sẽ không đặt tại trong mắt. Tiêu phàm ha ha cười một tiếng, nói ra tiền bối không cần phải phiền não, chỉ cần đợi một thời gian, khôi phục ngày xưa tu vi là khẳng định không thể nghi ngờ đích. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, vậy cũng không nhất định, dù sao cái này thân thể không phải của chính ta. Muốn khôi phục tu vi, đồng dạng cần một lần nữa ngưng kết nguyên anh, kết đàn cũng thì thôi, kết anh cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu phàm lại cũng không nên nói cái gì nữa. Trung quy chính hắn chưa từng ngưng kết qua nguyên anh, thật sự không biết kết anh hội có gì đợi gian nan. Cũng may tuyên bố rõ ràng chân quân cũng không phải cái loại này đa sầu đa cảm tính cách, lập tức tiêu sái mà cười một tiếng, đem còn lại linh hầu quả thu vào chữ vật vòng tay, độn quang cùng một chỗ, dẫn đầu bay ra rừng cây, hướng về dãy núi ở chỗ sâu trong bay đi. Quả nhiên, trên đường đi không ngừng gặp được phiền toái, cách một thời gian ngắn thì có yêu thú lao tới tìm phiền phức của bọn hắn, tốt tại đẳng cấp cũng không tính toán rất cao, thường thường là vừa vặn một có ngọn, đã bị vài tên kim đan tu sĩ tiện tay diệt sát liếu tương đương. Thực sự tiện đường thu vài chủng trồng linh thảo linh quả. Bất quá càng đi sơn lâm thâm sử, gặp được yêu thú cùng bậc lại càng cao. Lại không biết xa hơn ở trung tâm, có thể hay không gặp được đặc biệt khó giải quyết yêu thú chương 744, Kim Linh Thú. Nhìn qua phía trước mình mông rậm dạp bạc phơ hoang dã rừng rậm, tất cả mọi người âm thầm hút miệng lương khí. Tại rừng rậm trên không phi hành tính ra canh giờ về sau, mọi người rốt cục phát hiện chỗ này không gian cùng bên ngoài không gian bất đồng, cái kia chính là trong chỗ này mặt không có ngày đêm luân chuyển, bầu trời vĩnh viễn đều là xám mông mông một mảnh, làm cho người cảm thấy thập phần áp lực. Bởi vì vì sợ hãi yêu thú đánh lén, một đoàn người tận lực đã khống chế độn nhanh chóng, làm cho là như thế liên tục tốt mấy canh giờ phi hành xuống khoảng cách này cũng tuyệt đối không ngắn cách bọn họ rời đi đại sảnh chính là cái kia vách núi lối ra tối thiểu nhất có hơn ngàn dặm xa nhưng mà liếc trông đi qua phía trước vẫn là vô cùng vô tận xanh ngắt sương mù lượn lờ nhìn không tới cuối cùng trong đại sảnh nhìn qua cái kia bức toàn bộ tin tức hình chiếu địa đồ lại di động hiện tại đoàn người trong óc bề ngoài giống như muốn đến hoàng kim đại điện chỗ trên mặt đất chẳng những muốn bay càng cánh rừng rậm này còn có một tấm càng thêm rộng lớn sa mạc cần xuyên Việt. Tuy nhiên trong lúc này linh khí sung túc, đoàn người cũng có thể ngồi xuống khôi phục tiêu hao pháp lực chân nguyên, lý tưởng dưới tình huống, cho dù khoảng cách lại xa, cũng không cần phải lo lắng. Nhưng tại đây dù sao cũng là tại đáy nước kim tự tháp bên trong, tung tính toán trong đó bao hàm có rảnh gian cấm chế, như thế rộng lớn, có lẽ hay là làm lòng người trung thẳng bồn chồn Đối với chỗ này không gian tràn đầy cảm giác thần bí, ngay kiến thức rộng rãi tuyên bố rõ ràng chân quân cũng hiểu được nơi này có chút ít tà môn. Bất quá, xét thấy cho tới bây giờ, bọn hắn chưa đụng phải chính thức nguy hiểm, đảo là không có ai nửa đường bỏ cuộc. Một đoàn người tiếp tục tạo thành đơn giản trận hình phòng ngự, tại dãy núi rừng rậm trên không chậm rãi về phía trước phi hành. Nguyên gốc thẳng tại linh thú hoàn trung nằm ngáy o, o, hắc lân, bỗng nhiên rực mình tỉnh lại, phát ra báo động thanh âm. Tiền bối, Tiêu Phàm lập tức mở ra linh thú hoàn, đem Hắc Lân phóng ra, đồng thời lên tiếng nhắc nhở một chút phía trước tuyên bố rõ ràng chân quân. Tuyên bố rõ ràng chân quân hừ lạnh một tiếng, đè xuống độn quang, thủ đoạn một phen, kim chói roi lôi điện di động hiện ra. Liền vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa giống giận tự phía dưới trong rừng rậm truyền đến, thằng trùng vân tiêu, chân đắc đoàn người màng nhĩ từng đợt nổ vang, chư nữ chỉ cảm thấy tâm phù khí táo, nguyên một đám khuôn mặt biến sắc. Kim linh thú. Tuyên bố rõ ràng chân quân cũng là sắc mặt đại biến, giật mình nói. Mọi người vội vàng dưới lên bên cạnh rừng rậm nhìn lại, nhưng lại đám xương lượn lờ, khán bất chân thiết. Bất quá lúc này đoàn người đều thanh thanh sở sở mà cảm ứng được cổ cuồng bạo vô cùng khí tức, bản thân ở dưới trong rừng rậm thẳng thấu cửu trùng Cổ hơi thở cường đại, chút nào cũng không tại tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân hai vị này kim đan trung kỳ tu sĩ phía dưới, thậm chí càng cường đại hơn vài phần, so sánh với cho thiên tổ sư cũng không kịp nhiều lại để cho. Tiêu phàm nâng lên tay phải, một trường đẩy ra, lập tức cuồng gió gào thét, đem lượn lờ tại rừng rậm trên không đám xương, mang tất cả không còn, rốt cục loáng thoáng mà hiện ra phía dưới tình hình. Chỉ thấy một mảnh trong sơn cốc, hiển lộ ra một đạo kim quang lập lè thân hình, nhìn kỹ lại, nhưng lại một đầu cùng loại cùng con cọp mãnh thú, chiều cao vượt qua hai trường, toàn thân da lông kim sáng lóng lánh, phảng phất vàng dòng chế tạo giống nhau. Cái này mãnh thú ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lên đến, tức giận bừng bừng phấn chấn, ánh mắt hung hoành vạn đoan. Cảm nhận được này đầu màu vàng mãnh thú trên người phát ra khí tức, người liên can nhịn không được đều hít một hơi thật dài lương khí. Đây là một đầu bát cấp đỉnh phong, sắp bước vào cửu cấp hàng ngũ yêu thú, khó trách khí tức cường đại như thế, thậm chí so tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân hai vị này kim đan trung kỳ tu sĩ, khí tức còn mạnh hơn một ít. Bát cấp yêu thú, Vốn là tựu cùng nhân loại kim đan trung kỳ tu sĩ tương đương, yêu thú thân thể cường hoành, nếu như cận thân vật lộn lời mà nói, nhất định là yêu thú đại chiếm thượng phong. Nhưng mà phía dưới trong sơn cốc, còn không dừng lại cái này một con yêu thú. Màu vàng yêu thú đối diện cách đó không xa, núp lấy một đầu cùng loại viên hầu yêu thú. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cái này viên hầu yêu thú đã có thể quá không ngờ rồi, chỉ có điều cùng bình thường tinh tinh không sai biệt lắm, một thân màu đen bộ lông lộn xộn đích, hơn nữa là núp tại đó, thì càng gia tăng có vẻ thấp bé, xa xa không bằng đối diện màu vàng yêu thú như vậy uy phong lẫm lẫm. Nhưng mà theo viên hầu yêu thú trên người phát ra khí tức, so với màu vàng yêu thú càng cường đại hơn, vậy mà đã muốn siêu việt bát cấp đỉnh phong, bước chân vào cửu cấp yêu thú hàng ngũ, có thể so với nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ tu vi. Cái này viên hầu yêu thú, hít mắt liếc trong mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn thẳng đối diện màu vàng yêu thú, đối với bỗng nhiên ra hiện lên đỉnh đầu đám người kia loại tu sĩ, mặc kệ hội. Viên hầu yêu thú đẳng cấp, thậm chí so màu vàng yêu thú còn muốn cao hơn một chút, bất quá màu vàng yêu thú ngoại hình như thế chói mắt, khẳng định có lấy đặc biệt thiên phú năng lực, có can đảm cùng cửu cấp yêu thú phóng đúng, tất nhiên có chỗ dựa vào. Con yêu thú cách xa nhau hơn 10 trượng, mà con yêu thú trong lúc đó, tắc chính là có một cây ba thước đến cao cây ăn quả, hành cán đen nhánh như sắt, tuy nhiên nhìn về phía trên cũng không tráng kiện, lại làm cho người ta một loại thập phần cứng cỏi cảm giác. Hành cán phía trên, chiều dài ba tấm lớn cỡ bàn tay màu đen phiến lá, mỗi tấm lá cây phía dưới, đều treo một quả màu đen trái cây. Cái quả này bề ngoài, hết sức kỳ lạ, thô thô xem xét, tựa như một đầu vươn người đứng thẳng, cao dơ hai tay viên hầu, cao chừng ba thốn. Hai tay tự động ở thân cành phía trên, lại vững vàng mà định tại đó, nửa phần cũng không lay động. Một mắt nhìn đi, cái này cây cây ăn quả cùng ba quả linh quả, thật giống như thép dội đúc bằng sắt giống nhau, vô luận như thế nào gió táp mưa xa, tất nhiên là lù lù bất động. Nhưng cẩn thận phân biệt rõ phía dưới, vẫn có thể đủ nhìn ra được, ba khỏa linh quả hơi có khác biệt, trong đó tiếp cận cây ăn quả gốc cái kia một khỏa linh quả, linh khí đặc biệt tràn đầy, viên hầu bộ dáng cũng đặc biệt rõ ràng, nhìn qua có thể biết ngay, cái này là hoàn toàn thành thục linh quả. Trên lên viên thứ hai linh quả, linh khí chấn động hơi yếu, viên hầu bộ dáng cũng thoáng mơ hồ, hẳn là gần thành thục nhưng còn không có hoàn toàn thành thục trái cây mà trên nhất bên cạnh viên thứ ba linh quả tác chính là chỉ có hai thốn chiều cao viên hầu bộ dáng thập phần mơ hồ rõ ràng còn không có thành thục mọi người lui về sau động tác nhu hòa không cần phải chọc giận cái này con yêu thú lập tức mỗi người tai trung đô vang lên tuyên bố rõ ràng chân quân truyền âm thanh âm thập phần nghiêm trọng kỳ thật không cần tuyên bố rõ ràng chân quân nhắc nhở mọi người cũng đều minh bạch cái này còn yêu thú đáng sợ, lập tức tại tuyên bố rõ ràng chân quân xuất lĩnh phía dưới, khống chế độn quang, chậm rãi hướng phía lúc đầu thối lui, không sai biệt lắm một hơi thối lui ra khỏi hơn 10 dặm, trên cơ bản cảm thụ không đến cái kia con yêu thú khí tức về sau, tuyên bố rõ ràng chân quân mới rốt cục đè lại độn quang, nhẹ nhẹ thở vào một cái, hai hàng lông mày chăm chú nhân bắt đầu đứng dậy. Tổ sư, cái này con yêu thú, là bực nào lai lịch? thấy tuyên bố rõ ràng chân quân như vậy như lâm đại địch bộ dạng ngay chính đều có chút giật mình liễu tương đương. Một đầu bát cấp đỉnh phong yêu thú, một đầu mới vừa tiến vào cửu cấp cảnh giới yêu thú, tuy rất lợi hại, nhưng bọn hắn bên này, có ba gã kim đan kỳ tu sĩ, trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ chín tên, thật sao động thủ, cũng chưa chắc nhất định tựu thua. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhíu mày nói ra, đầu kia kim chó yêu thú, chính là đại danh đỉnh đỉnh kim linh thú. Nói xong, ánh mắt tại Trần Dương trên mặt đảo qua. Kim Linh Thú Trần Dương bị nhìn thấy không hiểu thấu, trò chuyện yêu thú đâu rồi, lão đạo nhìn mình cầm chầm làm gì vậy? Hắc hắc, cái này Kim Linh Thú, cùng ngươi đồng giảng, là trời sinh Kim thuộc tính linh thể. Nghe nói có thượng cổ thánh linh Kim kỳ lân huyết mạch. Loại này yêu thú, trời sinh tiểu thích hợp tu luyện hết thảy Kim thuộc tính công pháp, đối với hết thảy Kim thuộc tính linh quả linh vật, đều đặc biệt mẫn cảm. Cái bọc người đang ở đây trong, Trần Dương không khỏi lại càng hoảng sợ, kêu lên, lão gia tử, người đừng làm ta sợ, cái gì gọi là cái bọc ta ở bên trong. Tuyên bố rõ ràng Trần Quân cười hắc hắc nói, người cũng là tinh khiết kim linh căn, linh thể, cùng cái kia kim linh thú khí thức đặc biệt tiếp cận, đối với cái kia yêu thú mà nói, người chính là hắn yêu nhất điểm tâm, thập toàn đại bổ. Nếu không phải bên kia có ba quả cự linh quả hấp dẫn lấy chú ý của nó lực, hắn vừa nhìn thấy ngươi, nhất định truy tới, không đem ngươi một ngụm ăn tươi, quyết không bỏ qua. Không phải đâu, hắn hư hỏng như vậy. Trần Dương nhịn không được hét dầm lên, khuôn mặt biến sắc. Cái này nếu như bị mạnh mẽ như vậy một yêu thú đuổi gờ yêu ta tư vị tuyệt đối sẽ không quá tốt. Đây là yêu thú bản năng mà thôi, cũng chưa nói tới xấu không xấu. Đồng dạng đạo lý, người nếu gờ yêu ta ít hắn, luyện hóa hắn nội đan, tu vi lập tức sẽ nâng cao một bước, tương lai ngưng kết kim đan, trên cơ bản không gặp được cái gì bình cảnh liễu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân ngữ khí, bỗng nhiên trịnh trọng lên, nghiêm trang nói: Tuyên bối, lời ấy thật sao?" Lần này xin hỏi đích, nhưng lại Tiêu Phàm, sắc mặt cũng thập phần ngưng trọng. Đối với bất luận cái gì một vị trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, ngưng kết kim đan chính là nguyện vọng lớn nhất, đồng thời cũng là lớn nhất chướng ngại. Tiêu Phàm đã sớm nghe tuyên bố rõ ràng chân quân nói qua, 100 tên trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong có thể có một hai người thành công ngưng kết kim đan, cũng đã xem như phần trăm phi thường độ cao liễu tương đương. Như thế nào trợ giúp bên người thân nhân bằng hữu bước vào kim đan kỳ, vẫn luôn là tiêu phàm quan tâm vấn đề. Hiện tại đột nhiên nghe tuyên bố rõ ràng thực quân nói như vậy, tiêu phàm tự nhiên phi thường chú ý liễu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân liếc nhìn hắn một cái, nói ra cái này có cái gì tốt lửa gạt ngươi. Nhà đầu kia vốn chính là cực kỳ hiếm thấy kim linh thể, muốn ngưng kết kim đan, trên cơ bản cũng sẽ không có quá lớn khó xử. Thật muốn có thể luyện hóa cái này kim linh thú nội đan, cái kia cuối cùng một tia chướng ngại đều tiêu trừ đắc sạch sẽ. Chỉ cần an tâm ngồi xuống điều tức, thời gian vừa đến, tự nhiên ngưng kết kim đan, không gặp được cái gì bình cảnh đích. Người phải biết rằng, mang theo kim kỳ lân huyết mạch yêu thú, thật sự quá hiếm thấy. Ngàn năm trước kia trung thổ giới, như vậy yêu thú sớm đã bị gợi yêu ta ết cái sạch bong, coi như là hoang dã chi cảnh, cũng rất khó tìm được có thể tại đây trong lăng mộ đụng phải như vậy một đầu, coi như là vận khí. Bất quá cái này yêu thú thân mình đã đến bát cấp đỉnh phong trạng thái, tăng thêm người mang thánh linh huyết mạch, một thân thần thông, tuyệt sẽ không so bình thường cửu cấp yêu thú hơi yếu đích. Bằng không thì, hắn cũng không dám cùng cửu cấp cự linh thú rằng co. Muốn gỡ yêu ta ít hắn, độ khó thật sao không nhỏ. Tuyên bố rõ ràng chân quân vừa nói vừa lắc đầu liên tục. Cái này còn yêu thú nếu không đáng sợ, hắn vừa rồi cũng sẽ không làm như vậy yếu thế cử động đến. Nhưng là, đối mặt hai đầu như vậy khó gặp yêu thú, còn tăng thêm ba khỏa đồng dạng khó gặp linh quả, tung xem như tuyên bố rõ ràng chân quân cũng đồng dạng hội động tâm. Vừa rồi lại để cho mọi người cấp tốc tránh lui, không có nghĩa là lấy tựu nhất định không biết lại gởi yêu ta ít bằng được. Trước tiên lui trong vòng hơn 10 dặm, mọi người hảo hảo thương lượng một chút nói sau. Cũng không thể cứ như vậy đỉnh đạc mà đứng ở con yêu thú trên không, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà thương lượng như thế nào gỡ yêu ta ết thú lấy đàn A. Bát cấp cửu cấp yêu thú chỉ số thông minh, nhưng xa không phải những kia cấp thấp yêu thú có thể so sánh đích. chương 745, cự linh thú cự linh quả. Lão gia tử, cái kia cửu cấp cự linh thú, vậy là cái gì yêu thú? Nhìn về phía trên gầy teo nho nhỏ đích, không chút nào thu hút, khởi cái danh tự như vậy khí phách. Lúc này xin hỏi đích, nhưng lại huyền thiên thiên. Tương đối mà nói, nàng cùng Trần Dương tính cách tương đối hoạt bát, cơ lụa mỏng tác chính là tương đối ổn trọng, Tân Lâm thuần túy chính là băng mỹ nhân, từ đầu đến cuối, làm bạn tại tiêu phàm bên người, không thế nào mở miệng, bất quá ngập nước mắt to, cũng một mực chăm chú nhìn tuyên bố rõ ràng chân quân, hiển nhiên đối với vấn đề này đồng dạng chú ý đắc vô cùng. Ha ha, người xem hắn bây giờ là gầy teo nho nhỏ đích, toàn thân không có bốn lượng thịt, đợi hắn khởi sướng uy đến, người chỉ biết lợi hại. Kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân, là cự linh thú hai đại thiên phú thần thông. Kim cương thiết cốt nói rất đúng nhục thể của nó cường hoành, một khi hắn hoàn thành cự linh biến thân, cùng giai yêu thú bên trong, cũng rất ít có thể tìm tới so nhục thể của nó càng thêm cường hoành đích. Nói đau thương bất nhập, đó là không chút nào khoa trương. Không chỉ nói các người đem ra sử dụng pháp khí, coi như là kim đan tu sĩ bình thường pháp bảo, đối với sau khi biến thân cự linh thú trên cơ bản không hề có tác dụng nếu như không có cái loại này đặc biệt sắc bén pháp bảo mặc dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ chống lại cửu cấp cự cử linh thú cái kia cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần tuyên bố rõ ràng chân quân trong miệng đập vào ha ha sắc mặt lại càng nói càng là trịnh trọng cái kia kim linh thú còn dám cùng hắn rằng co trần dương tò mò hỏi đối với này đầu cùng nàng giống nhau là kim thuộc tính tinh khiết linh thể yêu thú trần dương tự nhiên nhiều một phần chú ý Kim linh thú đối với hết thảy kim thuộc tính gì đó đều rất mẫn cảm, thực tế ưa thích thôn phệ thiết tinh đồng tinh những vật này, hắn lợi trảo cùng hàm răng, thậm chí mỗi một căn cốt đầu bên trong đều ẩn chứa canh kim tinh hoa, phong duệ vô cùng, là vì số không nhiều có thể đối với cự linh thú kim cương thiết cốt tạo thành uy hát yêu ta ép yêu thú. Tuyên bố rõ ràng chân quân giải thích nói. Trần Dương chớp chớp mắt to, ngạc nhiên nói, cái này yêu thú thích ăn khoáng thạch. Vậy nó cùng cự linh thú đoạt trái cây làm gì vậy đâu rồi, lại không ăn. Cướp thú vị sao? Có lẽ hay là nói chuyên môn muốn chán ghét cái kia cự linh thú. Tuyên bố rõ ràng chân quân không khỏi bật cười, nói ra, ai nói kim linh thú không có kết quả tử. Cái loại này trái cây vốn tên là đã kêu cự linh quả, là cự linh thú thích ăn nhất linh quả, ngàn năm mới có thể, năng lực tính toán là chân chính thành thục, ăn sống đối với cự linh thú kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân tu luyện, đặc biệt có hiệu nhưng loại này trái cây đối với kim linh thú cũng đồng dạng hữu hiệu, hoặc là nói, cự linh quả đối với tất cả yêu thú tất cả tu sĩ đều có phi thường chuyện tốt hiệu quả. Ví dụ như chúng ta phía trước hái đến linh hầu quả, đối luyện thể có phụ trợ tác dụng, nhưng cự linh quả hoàn toàn không giống với, cự linh quả là luyện thể thuốc chủ yếu. Tung xem như không có tu luyện qua luyện thể chi thuật tu sĩ, nếu như có thể thường xuyên dùng thành thục cự linh quả, thân thể cũng sẽ trở nên xa so bình thường tu sĩ muốn cường hoành nhiều lắm thậm chí có thể vượt qua tu luyện có luyện thể chi thuật tu sĩ. Nghe đến đó, Tân Lâm nhịn không được nhìn tiêu phàm liếc. Tiêu phàm có linh dược viên, nếu như có thể đem cự linh quả cấy ghép đến linh dược viên ở phía trong, ngàn năm một thục, đối với tiêu phàm mà nói, thì ra là 10 năm một cái luân hồi mà thôi. Chỉ cần trồng thập cây cự linh quả cây ăn quả, chẳng phải thì có liên tục không ngừng linh quả có thể cung ứng. Cho dù một cây cây ăn quả, một lần chỉ có thể kết ba cái trái cây, như vậy thiên địa linh vật, như thế nào cũng nên hoa mấy tháng thời gian luyện hóa ha. Thập cây cây ăn quả thay phiên thành thục, mỗi cây cây ăn quả một năm cung ứng ba quả cự linh quả, vậy thì cũng đủ tiêu phàm luyện thể sử dụng. Khó trách cái này con yêu thú muốn đánh nhau, kỳ thật chúng cũng không cần liều cái người chết ta sống, không phải có ba quả trái cây sao. Trong đó một quả không có thục, còn lại hai quả chín đích, một người một quả phân ra, tất cả đều vui vẻ, không cần phải dốc sức liều mạng a hát trần dương thì thào nói ra đàm hiên không khỏi bật cười nhẹ nhàng gõ khuê nữ một cái bạo lật nói ra ngươi cho rằng là văn minh xã hội sắp xếp sắp xếp ngồi ăn quả quả đâu này yêu thú với ngươi nói cái gì đạo lý bắt lại ngươi tự ăn tuyên bố rõ ràng chân quân cười một tiếng lập tức nghiêm mặt chuyển hướng tiêu phàm nói ra tiêu tiểu hữu ý của ngươi như nếu không muốn gây chuyện chúng ta đổi lại phương hướng lúc này rời đi thôi chính là con yêu thú tại rằng co không biết đuổi theo chúng ta. Nếu không nỡ, vậy chúng ta muốn hảo hảo cộng lại cộng lại liễu tương đương. Tuy nhiên trong miệng nói có thể quay đầu bước đi, bất quá đoàn người đều có thể nghe được đi ra, tuyên bố rõ ràng chân quân trong giọng nói, thật sự là có chút lưu luyến. Vô luận là con yêu thú có lẽ hay là cự linh quả, đều là khó gặp thứ tốt. Cũng ở này trước kia có rất ít người đi vào cha ma tổ vu trong lăng mộ còn ngẫu nhiên đụng đến đến, bỏ lỡ cái này thôn sẽ không có cái này điếm liễu tương đương. Tiêu phàm trầm ngâm, hơi khoảnh, nói ra, lấy tiền bối chi cách nhìn, chúng ta có nhiều hơn phần thắng. Chúng ta toàn lực ứng phó, đối phó trong đó một đầu, phần thắng ngăn tại chín thành đã ngoài. Tuyên bố rõ ràng chân quân không cần suy nghĩ, lập tức nói ra, cho thấy đắc hắn sớm đã trong lòng tính toán qua rất nhiều lần liễu tương đương. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra, bởi như vậy, chúng ta chẳng những hội mất đi một đầu khác yêu thú, ngay cự linh quả cũng sẽ mất đi bọn hắn ra tay đối phó trong đó một con yêu thú bên kia yêu thú dĩ nhiên là hái cự linh quả bỏ trốn mất dạng liếu tương đương tuyên bố rõ ràng chân quân mỉm cười tựa hồ tiêu phàm cái này tỏ vẻ đang tại dự liệu của hắn bên trong nói ra xem ra tiêu tiểu hữu khẩu vị cũng không nhỏ nếu như đồng thời đối phó con yêu thú lời nói thật nói phần thắng vẫn chưa tới năm thành hơn nữa rất dễ dàng tạo thành thương vong hai đầu bát cấp cửu cấp yêu thú không sai biệt lắm tương đương với hai gã kim đan hậu kỳ tu sĩ, thân thể cường hoành độ, càng tại nhân loại tu sĩ phía trên, chỉ có linh trí phương diện, có lẽ còn thoảng qua không bằng người loại tu sĩ. Dù sao yêu thú muốn triệt để mở ra linh trí, cần rất lâu thời gian đến từ từ tích lũy, một chút mở ra. Một khi giao thủ, trúc cơ kỳ tu sĩ bất ngờ không đề phòng, bị yêu thú đi lên một gia hỏa, vậy cũng tự không chết tức bị thương. Tiêu Phàm lập tức nói ra, khẳng định không thể đem yêu thú bức cùng một chỗ đánh, ngoan cố chống cự nha, như vậy phong hiểm không cần phải bốc lên. Bắt bọn nó tách ra, chúng ta tất cả đối phó một đầu. Nếu như tiền bối không có ý kiến lời mà nói, chúng ta tới đối phó đầu kia kim linh thú như thế nào? Nói xong, liếc Trần Dương liếc. Đối với đầu kia kim linh thú mà nói, Trần Dương là vị rất ngon, bữa tiệc lớn tương đối dễ dàng dụ dỗ hắn mắc câu. Tốt, ta không có ý kiến cự linh sao sao cho chúng ta để đối phó. Tuyên bố rõ ràng chân quân không có như thế nào do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Cứ việc cự linh thú đẳng cấp cao hơn một chút, nhưng thân pháp thượng, xa xa không bằng kim linh thú nhanh nhẹn. Cũng chưa nói tới cái đó một đầu quái thú khó đối phó hơn. Như thế nào bắt bọn nó tách ra? Đàm Hiên hỏi, đây mới là nơi mấu chốt. Con yêu thú lách vào cùng một chỗ, liên thủ đối địch, một đầu thân thủ nhanh nhẹn, răng trào lợi hại, Phô kiên bất tồi, một đầu khắc cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng. Đúng vậy, hoàng kim tổ hợp xa không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, có thể phát huy ra vượt xa người thường uy lực. Chúng ta hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, nghĩ biện pháp đem linh quả lấy đi, bởi như vậy chúng nhất định sẽ đuổi theo, có thể đem chúng tách ra. Tuyên bố rõ ràng chân quân tựa hồ đối với hết thảy đều sớm có mưu đồ, lập tức tự lấy ra cái có thể thành. Đàm Hiên nhíu mày nói ra cái này còn yêu thú nhìn về phía trên linh trí không thấp đối với linh quả lại thập phần chú ý muốn hấp dẫn chú ý của bọn nó lực sợ là không dễ dàng hơn nữa tại mắt của bọn nó ra dưới lấy đi linh quả quá nguy hiểm nói xong ánh mắt tại tuyên bố rõ ràng chân quân cùng tiêu phàm trên mặt khẽ quét mà qua ở đây mọi người dùng tiêu phàm cùng tuyên bố rõ ràng chân quân tu vi cao nhất đột nhanh chóng nhanh nhất ăn cắp linh quả nhiệm vụ tự nhiên chỉ có thể do hai người bọn họ bên trong một cái đến gánh chịu. Nhưng là bất kể là ai đi làm, nhiệm vụ này đều thật sự là đủ nguy hiểm đích. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhặt lấy tròm dâu, trầm ngâm. Hắn tu luyện công pháp, cũng không dùng độn thuật cùng ẩn nấp thân hình tăng trưởng. Dùng hôm nay vừa mới khôi phục đến kim đan trung kỳ tu vi, muốn bất chi bất giác mà tại con yêu thú mí mắt phía dưới lấy đi linh quả, độ khó rất lớn. Tiêu phàm cười cười, nói ra tiền bối, lấy linh quả việc này, tự giao cho ta. ah tiêu tiểu hữu tinh thông thuấn di chi thuật sao? Đem tiêu phàm chủ động đảm đương nhiệm vụ này, tuyên bố rõ ràng chân quân có chút kinh ngạc. Giống như vô cực môn công pháp, cũng không dùng độn thuật tăng trưởng. Vô cực môn với tư cách chính đạo liên minh đứng đầu, lãnh tụ truyền lại công pháp quang minh chính đại, cực kỳ đường hoàng. Tiêu phàm mỉm cười nói, vãn bối không dám nói tinh thông thuấn di chi thuật, bất quá ta còn có giúp đỡ tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức hướng tiêu phàm đầu vai hắc lân nhìn lại, bừng tỉnh đại ngộ. Này đầu đại hắc miêu, là tiêu phàm bổn mạng linh sủng, phỏng chừng không phải độn thuật rất cao minh, chính là che giấu khí tức thập phần xuất chúng. Tiêu phàm biết rõ hắn hiểu lầm, mỉm cười, cũng không nhiều làm giải thích. Tay hắn đầu giúp đỡ, rất không dừng lại hắc lân một cái. Tiên bối, chúng ta chia nhau làm việc lời mà nói, ít nhất muốn đem con yêu thú tách ra 50 dặm đã ngoài, tránh khỏi chúng thấy tình thế không ổn, hợp cùng một chỗ liên thủ tác chiến. Tuyên bố rõ ràng chân quân gật đầu nói, cái này tự nhiên, chúng ta vừa rồi trải qua chính là cái kia khe núi, tự là rất không tệ địa phương, ta sẽ tại đó bố trí mai phục. Dụ dỗ cự linh thú đi qua. Ừm, tiền bối tuệ nhãn như đuốc, chỗ đó xác thực rất tốt bố trí mai phục. Chúng ta đây tự hướng phía đông tìm xem xem đi, đợi sau khi bố trí xong, chúng ta ở chỗ này tụ họp, cùng đi tìm cái kia con yêu thú. Tốt, một lời đã định, các tiểu tử, chúng ta đi. Tuyên bố rõ ràng chân quân cũng là vô cùng có quyết đoán tính cách, thương nghị đã định, lập tức liền độn quang cùng một chỗ, xuất lĩnh lấy chính cùng mặt khác bốn gã mau sơn đệ tử, hướng tây bên cạnh kích bắn đi. Tiêu phàm tắc chính là dẫn vô cực chư nữ, hướng về phương đông bay đi, ước chừng thoát ra hai ba mươi dặm mà, tìm được một cái sơn cốc tương đối chật trội. Tiêu phàm liền tại trên sơn cốc phương ngừng lại, cử động giơ tay lên, vài mặt trận kỳ trận bàn phi bắn đi ra, lập tức ẩn nấp không thấy, vốn là cho đã mắt xanh tươi sơn cốc, lập tức tự trở nên mây mù lượn lờ, khán bất chân thiết liếu tương đương. Mười năm này gian, tiêu phàm sớm đã đem hoa đào ảo trận nghiên cứu cái thấu triệt, còn gia tăng đi vào một số biến hóa, ví dụ như đem ngũ hành cấm chế chi lực sáp nhập vào đi vào, lệnh ảo trận vây hãm địch công hiệu nâng cao một bước. Thậm chí tiêu phàm vẫn còn hoa đào trong huyến trận sáp nhập vào ba tờ định thân phù, với tư cách ảo trận đòn sát thủ một trong. Thời khắc mấu chốt, có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Tại đây địa thế chật trội, bất lợi với xê dịch, dùng đến đúng phó kim linh thú cái loại này dùng nhanh nhẹn cùng phong duệ tăng trưởng yêu thú, thập phần phù hợp. Bố trí tốt hoa đào ảo trận, tiêu phàm lại để cho mặt khác mấy nữ nhân tử tiến vào huyễn trong trận, ẩn nấp tốt thân hình, chính mình mang theo trần dương, hướng chạm chán địa điểm bay đi. Tại đó lược chờ dây lát, tuyên bố rõ ràng chân quân liền từ phía tây bay vụt mà đến, chỉ là hắn lẻ loi một mình, ngay chính đều không có đồng hành. Audio điện tử võ tấn bền chương 746 Thiên Phú Thần Thông Tuyên bố rõ ràng chân quân nhìn Trần Dương liếc, hai hàng lông mày có chút nhăn lại, nói ra tiêu tiểu hiếu, người thật sự ý định dùng tiểu nha đầu với tư cách mồi như sao. Người phải biết rằng, kim linh thú ra tay như điện, công kích sắc bén vô cùng. Trần Dương tu vi thấp như vậy, gần kề chỉ là trúc cơ trung kỳ, cùng bát cấp đỉnh phong kim linh thú tương đối mà nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Đơn đả độc đấu, Trần Dương thậm chí đều chống cự không được kim linh thú tiện tay một kích. Tiêu phàm mỉm cười nói, thì ra là lại để cho cái kia yêu thú liếc mắt nhìn mà thôi. Một bộ tin tưởng mười phần bộ dạng. Nếu như đồng thời đối mặt kim linh thú cùng cự linh thú, tiêu phàm tự nhiên không làm như thế đại ý. Lấy một địch hai, hắn chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Bất quá, chỉ là đối mặt một con yêu thú lời mà nói, thật cũng không vô cùng khẩn trương. Thực tế kim linh thú qua như gió, ra tay sắc bén bổn sự, tiêu phàm cũng không phải đầu một hồi lĩnh giáo, Sarutobi y xương cùng hai đầu lưng sắt con bọ ngựa, đều có cùng loại năng lực, nhất là lưng sắt con bọ ngựa, mặc dù chỉ là tương đương với trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ cấp hai linh trùng, thiên phú thần thông lại là không giống tiểu khả, Tiêu Phàm không dám nói có 100% nắm chắc đối với phó kim linh thú loại thiên phú này thần thông, chỉ cần lược gia tăng ngăn cản thoáng một tí, đem dụ dỗ đến ảo trận nơi, cho dù đồng thời muốn chiếu cố Trần Dương an nguy, chắc hẳn độ khó cũng sẽ không quá lớn. Tuyên bố rõ ràng chân quân sững sờ, lập tức ha ha nở nụ cười, nói ra, đã tiểu hữu như vậy tin tưởng 10 phần, ngược lại lão đạo quá lo lắng, chúng ta thương lượng một chút cụ thể hành động trình tự A. Sau một lát, ba người độn quang cùng một chỗ, liền hướng lúc trước phát hiện yêu thú cùng linh quả khe núi bay đi. Trần Dương chăm chú nằm tiêu phàm bên người, thần sắc trong hưng phấn hơi một vẻ khẩn trương. Nhiều như vậy năm, đây là Trần Dương lần thứ hai cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ làm nhiệm vụ, bất quá giống như lần đầu tiên, nàng không có như thế nào ra tay, chính là ở một bên nhìn xem, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm sẽ đem sự tình đều làm thỏa đáng liễu tương đương. Lần này, giống như nàng như trước không cần phải ra tay chỉ là lại để cho yêu thú liếc mắt nhìn, ngồi nhử mà thôi. Vừa nhanh đến khe núi nơi, tiêu phàm cổ tay phải run lên, linh thú hoàn ở phía trong bay ra hai đạo màu dỉ xét sắc bóng dáng, lóe lên tựu không thấy bóng dáng, tuyên bố rõ ràng chân quân mắt sắc. Lờ mờ chứng kiến là hai đầu màu dì xét sắc khổng lồ bọ ngựa, song mắt đỏ bừng, màu dì xét sắc lưng, có một đạo nhàn nhạt kim tuyến sỏ xuyên qua toàn thân, như ẩn như hiện. Kỳ trùng tuyên bố rõ ràng chân quân bái kiến không ít, nhưng giống như vậy thân pháp như điện đích, lại phi thường hiếm thấy. Hơn nữa, bình thường mà nói, bọ ngựa loại linh trùng, tại kỳ trùng bên trong, đều đều dùng sức chiến đấu cường hãn chứ danh. Vốn là bọ ngựa chính là dùng mặt khác côn trùng là thức ăn đích. Vị này tiêu tiểu hiếu, tuy nhiên bước vào tu chân giới thời gian không hề dài, trong tay thứ tốt, thật đúng là không ít. Nhìn xem muốn tiếp cận khe núi, tiêu phàm bỗng nhiên tự phát giác không đến tuyên bố rõ ràng chân quân khí thức rồi, trong nội tâm dùng mình, vội vàng hướng phải phía trước nhìn lại, lại chỉ thấy tuyên bố rõ ràng chân quân như trước tại đó bất tử bất tật mà phi độn lấy. Tiên bối, thật thần kỳ liếm tức chi thuật. Tiêu phàm nhịn không được tán thán nói. Tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, nói ra, đây chỉ là bình thường liếm tức chi thuật mà thôi, ta thần niệm chi lực hơi cường một ít, cho nên người phát giác không đến. Nếu như thần niệm chi lực cùng ta tương đương, thậm chí so với ta càng mạnh, như vậy liếm tức chi thuật, nửa phần tác dụng cũng sẽ không có. Nếu bàn về ẩn nặc thuật, yêu đào tông mới thật sự là người trong nghề, người cái kia thiên huyễn mặt nếu dùng đắc tốt rồi, cho dù so người cao nhất dài dài tu sĩ, đơn dụng thần niệm chi lực điều tra, đều không nhất định có thể phát giác ngươi. Liếm tức chi thuật hiệu quả như thế nào, nói như vậy, cùng thần niệm chi lực lớn nhỏ có trực tiếp liên quan. Vô cực môn truyền thừa công pháp, vốn là tụ thập phần chú trọng thần niệm chi lực tu luyện, bất quá tiêu phàm dù sao vẫn chỉ là kim đan trung kỳ tu vi, thần niệm chi lực tuy cùng bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ tương đương, cùng nguyên anh kỳ tu sĩ tương đối mà nói, còn là xa xa không bằng. Trung quy kém lấy một cái đại cảnh giới. Tiêu phàm nếu như thi triển ra tìm hiểu tự yêu đao tông ẩn nạc thuật tăng thêm có thiên huyễn mặt phối hợp, cự ly xa thượng giấu giếm được hai đầu kim đan kỳ yêu thú thần niệm điều tra, tuyệt không vấn đề. Nhưng bên cạnh hắn còn mang theo một cái trần dương, dùng chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng muốn giấu giếm được hai đầu bát cấp cửu cấp yêu thú, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông liễu tương đương. Cũng may lần này dụng ý, vốn là hấp dẫn con yêu thú chú ý, liếm không liếm tức, cũng không muốn nhanh. Tiêu chân nhân cứ như vậy mang theo trần dương, nghênh ngang mà bay đến khe núi trên không, một trường đẩy ra, lượn lờ đám xương phi dương mà dậy, lộ ra phía dưới tình hình, còn yêu thú quả nhiên vẫn còn hùng hổ mà rằng co, Ai cũng không dám tỷ lệ xuất lĩnh, động thủ trước. Tiêu phàm đè lại độn quang, từ từ xuống phía dưới đáp, vững vàng đợi tải toàn thân kim lóng lánh kim linh thú trên không 50-60 trượng nơi, không hề di động. Tuy nhiên tiêu phàm có nắm chắc có thể ngăn cản được kim linh thú một kích toàn lực, cuối cùng trần dương tu vi quá thấp, cũng không dám vô cùng mạo hiểm. Ai biết cái này yêu thú thiên phú thần thông, rốt cuộc cường hãn đến loại tình trạng nào. Kim linh thú định tính, rõ ràng không bằng đối diện cự linh thú, lập tức tự ngẩng đầu lên, hung dữ về phía lấy không trung gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bắn ra lại là phẫn nộ lại là tham lam ánh mắt, định dạng tại Trần Dương trên người, thật lâu không muốn rời, trên mặt lộ ra nhân cách hóa vô cùng tham lam ý, thậm chí còn có lập tức dao động, tựa hồ đang tại Trần chờ, rốt cuộc là tiếp tục cùng cự linh thú tranh đoạt cái này cự linh quả, có lẽ hay là dứt khoát buông tha cho cự linh quả, thẳng đến Trần Dương. Tim thuộc tính tinh khiết linh thể đối với xúc sinh này hấp dẫn, Thật sự không tại cự linh quả phía dưới. Bất quá ép tại Tiêu Phàm trên người phát ra cường đại khí tức, cái này yêu thú rốt cục cường ép hatiotaf kiềm chế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bên kia cùng kim linh thú rằng có cự linh thú, chỉ là dương mắt nhìn Tiêu Phàm cùng Trần Dương thoáng một tí, liền lần nữa rủ xuống mí mắt, lý đều không để ý bọn họ. Bất quá cái này yêu thú lưng bộ lông, tựa hồ có một bộ phận bị dựng lên, ẩn ẩn tại vì ra tay làm chuẩn bị chỉ cần kim linh thú lần nữa phân thần, cự linh thú muốn không chút khách khí mà đối với cái kia ba khỏa cự linh quả xuất thủ. Đừng nhìn Trần Dương tính cách hoạt bát, trước sau như một không sợ trời không sợ đất, khoảng cách gần như vậy mà đối diện hai đầu bát cấp cửu cấp yêu thú, cảm nhận được hắn trên người chúng cường đại vô luân uy áp, tiểu nha đầu trong đầu cũng nhịn không được khẩn trương lên, nhắc tới đan điền chân nguyên, đã làm xong tùy thời ứng đối công kích chuẩn bị. Kim linh thú định lực xa không bằng cự linh thú, rõ ràng trở nên có chút bực bội bất an, chân trước tại mặt đất nhẹ nhàng, đào, bào động, hô hấp cũng ồ ồ vài phần. Thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy thứ tốt, cái này yêu thú cũng bị ký bản quyền tê ý bản quyền đắc tâm ngứa khó gãi. Tiêu phàm thủ đoạn vừa nhất, hắc lân lóng lánh ra, mắt nhìn phía dưới con yêu thú, đại hắc miêu cũng trở nên thập phần hưng phấn, bí mật mang theo lấy một ít khẩn trương, một tiếng kêu hoán, toàn thân lông màu đen chuẩn bị dựng đứng mà dậy, một đạo hắc sắc mãnh thú hư ảnh, tại hắn sau lưng thoáng hiện, uy phong lẫm lẫm ngưỡng thiên giống to một tiếng, sau đó vừa thu lại, liền nhào vào hắc lân trong cơ thể. Sau một khắc, đại hắc miêu hình thể mặc dù không có thành lớn, khí tức trên thân, lại mãnh liệt trở nên thập phần cuồng bạo bắt đầu đứng dậy, tràn đầy hoang dã khí, ẩn ẩn có thất cấp yêu thú tu vi. Vốn là không thèm để ý chút nào lượng con yêu thú, bốn mắt đồng loạt mà nhìn thẳng hắc lân, lộ ra như lâm đại địch biểu lộ tiêu phàm muốn tùy thời bảo vệ Trần Dương an toàn, không dám rời đi quá xa, liền đem Hắc Lân triệu hoán đi ra, thay thế mình ra tay. Hắc Lân trước mắt mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, tương đương với thất cấp yêu thú tiêu chuẩn, so sánh với phía dưới con yêu thú, còn có một định tranh lệch, một mình đối mặt trong đó một đầu, không dám nói đã có sức đánh một chân, ít nhất cũng có thể quần nhau một phen. Thực tế hắn trên người hoang dã khí tức, lại để cho con yêu thú đều đại được ký bản quyền tê ý bản quyền, tựa hồ có chút cảnh giác. Liền vào lúc này, giữa không trung một đạo ánh vàng rực rỡ lôi hồ lóe lên, xét đánh một tiếng, liền hướng lấy cự linh thú chém thẳng vào mà hạ, nhưng lại ẩn nấp khí tức tuyên bố rõ ràng chân quân, thừa dịp con yêu thú chú ý bị hắc lân hấp dẫn, đã muốn thần không biết quỷ không hay mà thuấn di đến cự linh thú trên không, thi triển lôi điện chi lực tiến hành đánh lén. Con thú này thân là cửu cấp yêu thú, tuy nhiên chưa đạt tới đỉnh phong trạng thái, thực sự đã không giống tiểu khả, lúc trước tuyên bố rõ ràng chân quân dùng nguyên anh kỳ thần thức chi lực ẩn liếm khí tức, hắn nhất thời chưa từng phát giác, hôm nay hồ quang điện trước mắt đánh xuống, làm sao có thể tiếp tục hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mãnh liệt hướng bên cạnh lóe lên, tránh qua, tránh né đạo này ánh vàng rực rỡ hồ quang điện, tùy theo gầm lên giận dữ, toàn thân hắc quang đại phóng, còn nhom thân hình chợt dâng lên, giống như thổi hơi giống nhau, trong khoảnh khắc tựu dài đến 4 năm trượng chiều cao, bốn quả trắng hiếu răng nanh thử ra miệng bên ngoài, toàn thân bộ lông đen nhánh tỏa sáng, một đôi thiết quyền tại chính mình ngực liều mạng đánh vài cái, tiếng hô kinh thiên động địa. Đôi mắt nhỏ hung dữ mà nhìn thẳng đánh lén tuyên bố rõ ràng chân quân, hung quang bắn ra bốn phía, cái mũi không ngừng phún ra ngoài lấy khí thô, hiển nhiên đã bị tuyên bố rõ ràng chân quân triệt để chọc giận. Dù sao tuyên bố rõ ràng chân quân chân thật tu vi, chỉ là vừa vừa bước vào kim đan trung kỳ cảnh giới mà thôi, cùng này đầu tương đương với kim đan hậu kỳ tu sĩ cửu cấp yêu thú tương đối, kém lấy lão đại một đoạn, khí tức cũng xa không bằng cự linh thú như vậy cuồng bạo uy mãnh. Hiển nhiên vốn là giống như tiểu hầu tử giống nhau gầy yếu cự linh thú, trong nháy mắt tự biến thành như vậy kim cương thiết cốt quái vật khổng lồ, khí tức cũng khác hẳn bất đồng, Trần Dương không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tuyên bố rõ ràng chân quân hừ lạnh một tiếng, trong tay roi lôi điện dương lên, một đạo xa so lúc trước thô lớn màu vàng hồ quang điện, chợt hiện ra, chém thẳng vào cự linh thú trên đỉnh đầu, hắn lần này nhiệm vụ chính là triệt để chọc giận này đầu cự linh thú tốt đem cự linh thú cùng kim linh thú ngăn ra cự linh thú ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng đối mặt thô như nhi cánh tay màu vàng hồ quang điện không tránh không né vung vẩy cực lớn chân trước một quyền hướng lên đảo ra lập tức cuồng gió gào thét xét đánh chi tiếng nổ lớn thanh thế ra oai mãnh liệt càng tại màu vàng hồ quang điện phía trên oanh thiết quyền cùng màu vàng hồ quang điện hung hăng đụng vào nhau nhìn như vô kiên bất tồi màu vàng hồ quang điện, lại bị cái này yêu thú một quyền cho ngạnh xanh xanh mà đánh tan, vừa thô vừa to hồ quang điện hóa thành vô số tinh xảo điện xà, tứ tán bay múa, trừ khử ở vô hình. Lần này, ngay Tiêu Phàm đều có chút giận xem líu lưỡi. Tuyên bố rõ ràng chân quân vừa rồi cố ý nâng lên, cái này viên hầu loại cự linh thú, có hai đại thiên phú thần thông, kim cương thiết cốt cùng cự linh biến thân. Tiêu Phàm cũng chỉ là nghe, không có gì trực quan nhận thức hiện tại mới rốt cuộc kiến thức đến, yêu thú thiên phú thần thông, rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Vậy mà bằng nhờ vào thân thể chi lực, không có sử dụng mọi. Khác kỹ xảo, ngạnh xanh xanh đánh tan kim đan tu sĩ thả ra lôi điện chi lực. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tiêu phàm nói cái gì cũng không biết tin tưởng đích. chương 747, đắc quả. Bất quá, cự linh thú hiển nhiên chưa triệt để mất đi lý trí, một quyền đánh tan tuyên bố rõ ràng chân quân thả ra màu vàng hồ quang điện, nhưng lại không tiếp tục ra chiêu, chỉ là đấm ngực giống giật, hướng giữa không trung tuyên bố rõ ràng chân quân thị uy, hai chân một mực đứng ở chỗ cũ, không chịu di động nửa phần. Cự linh quả đối với nó lực hấp dẫn thật sự vô cùng cực lớn, tung tính toán bị người đánh trộm, cũng không nỡ như vậy buông tha cho cái này linh quả. Kim linh thú trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng chỉ cần cự linh thú thật sự bị cả nhân loại kia tu sĩ chọc giận, cơ hội của nó đã tới rồi. Nhưng cái này yêu thú chỉ số thông minh, tựa hồ cũng cứ như vậy rồi, mới vừa rồi còn đối với Hắc Lân nhìn chằm chằm, trong nháy mắt lại đem Hắc Lân cùng Tiêu Phàm ném ra. Đến sau đầu, chuyên chú tại cự linh thú cùng tuyên bố rõ ràng chân quân tranh đấu liễu tương đương. Mắt thấy cự linh thú bất phi sở động, tuyên bố rõ ràng chân quân dương lên roi lôi điện, phát động lần thứ ba công kích. Lúc này đây công kích, còn hơn hồi nãy nữa muốn càng thêm sắc bén, sơ lên cao cao roi lôi điện phía trên, hồ quang điện lập loè, dần dần hội tụ thành một đảo càng thêm vừa thô vừa to lôi hồ, có bát to phẩm chất, ở giữa không trung giảng rỡ sáng chói Nhanh, tuyên bố rõ ràng chân quân một tiếng hét to, roi lôi điện mãnh liệt đi xuống đất vừa bổ, xét đánh đại tác, vừa thô vừa to lôi hồ oanh kích mà xuống. Một tia thần sắc dữ tợn, tại cự linh thú trong mắt chợt lóe lên, lại cũng không thấy hắn có động tác khác, như trước dùng sức một đấm ngực khẩu vung vẩy nắm tay phải kình phong gào thét hướng lên đón đánh mà đi âm âm một tiếng vang thật lớn màu vàng hồ quang điện tứ tán vẩy ra giống như một đoàn kiêu dương tại yêu thú đỉnh đầu bạo liệt mà đến trói mắt kim mang đâm vào mỗi người hai mắt đều kìm lòng không được mà híp mắt một chút liền vào lúc này một đạo hắc mang tự giữa không trung bay vụt mà hạ xuyên qua bạo liệt hồ quang điện thẳng đến cái kia cây cự linh quả đúng vậy hắc lân dưới mắt cự linh thú đang toàn lực cùng tuyên bố rõ ràng chân quân đối chiến, kim linh thú chú ý tựa hồ cũng không có đặt ở hắn cùng tiêu phàm trên người, chính là cướp lấy linh quả thời cơ tốt nhất. Đại Hắc Miêu động tác cực nhanh, 40 50 trượng khoảng cách đảo mắt tức đến, Hắc mang lóe lên về sau, Đại Hắc Miêu kiện tráng thân ảnh tựu ra hiện tại cự linh cây ăn quả phía trên, lợi trào như đao, hướng treo cự linh quả vạch tới. Chỉ có điều, Đại Hắc Miêu động tác mặc dù nhanh, yêu thú động tác thực sự tuyệt đối không chậm, một tiếng kinh thiên động địa giống giận, cũng sớm đã vận sức chờ phát động kim linh thú chân trước dương lên, năm đạo phong duệ vô cùng phong nhận, giống như thật thể giống nhau, bá, về phía Hắc Lân chém tới. Cái này năm đạo phong nhận vừa mới chém ra, phụ cận không khí đều bị bóp méo, phát ra suy suy tiếng thét chói tai. Đại Hắc Miêu thức gay gắt, lập tức bất chấp đi ngắt lấy cự linh quả, thân thể một cung, toàn thân bộ lông thượng hắc mang chói mắt, hóa thành vạn thiên đạo sắc bén màu đen khí nhọn hình lưỡi dao hướng năm đạo phong nhận đón đánh đi lên. Trong khoảnh khắc hai chủng phong nhận tự đụng vào cùng một chỗ, phát ra mật như châu khuyên tai ngọc bàn kim thiết giao kích thanh âm. Đại Hắc Miêu thừa dịp cái này cơ hội, lách mình trốn được một bên, kim linh thú nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt phốc mà trước. Một lớn một nhỏ linh thú, lập tức đấu làm một đoàn. Kim lóng lánh, hắc mang nhấp nháy. Kim thiết giao kích không ngừng bên tai. Đánh cho chính náo nhiệt, cách cự linh cây ăn quả cách đó không xa dưới một cây đại thụ bên cạnh, hai đạo khô vàng sắc bóng dáng lóe lên, nhanh như thiểm điện loại hướng cự linh cây ăn quả vọt tới, trong nháy mắt, ba thước đến cao cự linh cây ăn quả, đã bị nhổ tận gốc. Lúc này, hai đạo khô vàng bóng dáng, cũng hiện ra diện mạo thật. Nhưng lại hai đầu thân dài vượt qua hai thước khổng lồ bọ ngựa, chỉ có điều ngày bình thường màu dỉ xét nhan sắc, biến thành khô vàng, cùng đại thụ dề cây cùng một chỗ, quả thực giống như đúc, không cẩn thận xem, căn bản là phát giác không được. Biến ảo bên ngoài thân nhan sắc, cùng quanh thân hoàn cảnh tan ra làm một thể, chính là bọ ngựa thiên phú thần thông một trong. Chẳng những lưng sắt bọ ngựa biết cái này tuyệt chiêu, rất nhiều mặt khác bọ ngựa cũng sẽ. Cái này lưng sắt bọ ngựa, là sinh trưởng tại trong rừng rậm linh trùng, đối với như thế nào lợi dụng quanh thân cỏ cây che giấu hành thích của mình, có cực kỳ kiệt xuất thiên phú, sớm đã sử dụng một độn thuật, lặng lẽ tiềm hành đến cách đó không xa, thừa dịp con yêu thú đều bề bộn nhiều việc ứng đối công kích thời điểm, bạo khởi làm khó dễ, quả nhiên nhất cử xây công, tại cự linh thú cùng kim linh thú mí mắt dưới, đem cự linh cây ăn quả nhổ tận gốc. Cự linh cây ăn quả vừa xuất hiện dị biến, con yêu thú liền lập tức cảm ứng được rồi, không khỏi nổi giận như điên. Oanh! Cự linh thú lập tức bỏ qua một bên tuyên bố rõ ràng chân quân, một quyền hướng bên này đảo đến. Kim linh thú cũng đem hắc lân phiết qua một bên, vung vẩy lợi trảo, lập tức bổ ra hơn 10 đạo sắc bén vô cùng phong nhận. Không chỉ nói lượng cấp hai linh trùng, coi như là cự linh thú cũng không dám đón đỡ. Hắc lân tự đối với mấy cái này phong nhận kiêng kỵ dị thường, Thủy Trung cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể thi triển hắc mang, không ngừng chống cự trốn tránh, vừa mới giao thủ, tự ở vào hạ phong. Cũng may tiêu phàm thả ra hắc lân mục đích, cũng là vì hấp dẫn kim linh thú chú ý, vì lưng sắt con bạo ngựa sáng tạo cơ hội. Dù sao thực lực của hai bên còn tại đó, chỉ tương đương với thất cấp yêu thú tu vi hắc lân, nếu có thể cùng bát cấp đỉnh phong khó khăn lắm tự muốn đi vào cửu cấp kim linh thú đánh cho ngang tay, đó mới thật là quái sự tình liễu tương đương. Một tiếng vang thật lớn, sinh trưởng lấy cự linh cây ăn quả địa phương, bị cự linh thú một quyền ném ra cái cự đại hố đất, kim linh thú bổ ra tới hơn 10 đạo phong nhận, cũng bổ vào không chung, tại chỗ sớm đã không thấy lưng sắt con bọ ngựa bóng dáng. Cái này đương lúc, linh trùng tiến thối như điện thiên phú thần thông, phát huy đến cực hạn cự linh thú kim linh thú phản ứng tuy cũng không chậm, đúng là vẫn còn cản không nổi lưng sắt con bạo ngựa tốc độ. hai đạo màu gì xét sắc quang mang lóe lên, phân biệt bắn về phía giữa không trung tuyên bố rõ ràng chân quân cùng tiêu phàm, bắn về phía tuyên bố rõ ràng chân quân cái kia đầu linh trùng trong miệng ngậm một quả lớn nhất cự linh quả cũng là hoàn toàn thành thục cái kia quả, bắn về phía tiêu phàm linh trùng tác chính là ngậm nguyên vẹn cự linh cây ăn quả cùng với bên trên dắt mặt khác hai quả cự linh quả một khỏa gần thành thục, một viên khác vẫn còn tương đối trẻ trung. Tuyên bố rõ ràng chân quân thủ đoạn tiếp nhận cái kia khỏa hoàn toàn thành thục cự linh quả, ha ha cười một tiếng, hào không ngừng lại, độn quan cùng một chỗ, hướng về phương Tây kích bắn đi. Tiêu phàm cũng là thủ đoạn một phen, cự linh cây ăn quả ẩn nấp không thấy, một tiếng gào thét, mang theo trần dương, hướng phương hướng ngược nhau phi độn mà đi. Hắc lân cùng lưng sắt con bạo ngựa, lại đi lại là hướng khác đây là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt. Con yêu thú lập tức đã bị khiến cho đầu óc choáng váng, không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Bất quá trong khoảng khắc, yêu thú liền làm ra quyết định. Cự linh thú chính mình lồng ngực, hóa thành một đạo hắc sắc gió lốc, gào thét lên hướng về tuyên bố rõ ràng chân quân thẳng truy mà xuống. Hắn thấy minh bạch, tuyên bố rõ ràng chân quân lấy đi nhất thành thuộc cái kia khỏa cự linh quả. Đây mới là hắn nhất muốn có được đồ vật gì đó, tăng thêm tuyên bố rõ ràng chân quân vừa rồi một lại ra tay khiêu khích, sớm đã chọc giận cái này yêu thú, quyết đoán không chịu buông tha hắn. Kim linh thú phản ứng, so cự linh thú nhanh hơn thượng ba phần, một hét lên biên cuồng, hóa thành một đạo kim quang lập lòe độn quang, hướng về tiêu phàm cùng Trần Dương đuổi theo. Tuy nhiên nhất thành thục cự linh quả bị tuyên bố rõ ràng chân quân mang đi, tiêu phàm tại đây còn có một quả tiếp cận thành thục linh quả, là trọng yếu hơn là Trần Dương đã ở. Đây chính là không thua gì thành thuộc cự linh quả, đại bổ vật. Đối với Hắc Lân cùng hai đầu lưng sát con bạo ngựa, yêu thú ai cũng không rãnh mà để ý hội. Hết thầy cũng như cùng bọn hắn lúc trước kế hoạch tốt như vậy. Chỉ có một chút vượt ra khỏi tiêu phàm đoán trước. Kim linh thú độn nhanh chóng cực nhanh, xa không phải hắn trong tưởng tượng như vậy. Hắn bên này cùng Trần Dương Cương vừa phi độn ra hơn trăm trượng, cái kia đạo kim quang cũng đã hàm theo sau đến trong nháy lẫn nhau khoảng cách tiểu thu nhỏ lại đến chưa đầy 50 trượng, giữa kim quang, kim linh thú bị lửa giận nung đỏ hai mắt đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Tiêu Phàm giơ tay lên, năm lục đạo bùa bắn ra, tại giữa không trung trung hóa vì năm sáu cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án, hướng kim linh thú trước mặt đánh tới. Những này bùa đều là Tiêu Phàm dùng thanh quang tê phù bút cùng thiên phù diệp luyện tập chế phù thời điểm, thứ phẩm, với tư cách chính phẩm sử dụng, uy lực rõ ràng không đủ nhưng vứt bỏ lời mà nói, lại tương đối đáng tiếc. Dưới mắt sử sắp xuất hiện đến, ngược lại phù hợp, hoàn toàn bất dụng tâm đau, chỉ để ý ném là được. Bất quá nếu là thứ phẩm, dùng để đối phó bát cấp đỉnh phong kim linh thú, hiệu quả như thế nào, tự có thể nghĩ liếu tương đương. Kim linh thú ngay chính mắt cũng không nhìn một chút, giơ lên móng vuốt vẽ một cái, vài đạo phong nhận bắn ra, dễ dàng sẽ đem chút ít hỗn độn đồ cắt thành một chút cũng không có tính ra mảnh nhỏ, trên không trung tán loạn ở vô hình nhưng tiêu phàm tranh thủ đích, thì ra là cái này một lát quang cảnh. Một tiếng cao vút chim hót vang lên, tiêu phàm sau lưng một đạo lôi bằng hư ảnh tránh hiện ra, phải duỗi tay ra, đem trần dương đầy đặn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, đột nhanh chóng bỗng nhiên nhanh hơn, tiếng rít ở bên trong, về phía trước kích bắn đi, trong khoảnh khắc tự kéo ra khoảng cách. Kim linh thú nổi trận lôi đình, ngửa mặt lên trời giống to, kim quang lóe lên, toàn lực đuổi theo. Trần Dương hai tay ôm tiêu phàm cổ, chỉ nghe bên tai vù vù phong vang lên, toàn thân đều bị cực lớn không khí áp lực đè xuống, cả thân tử đô dính sát tại tiêu phàm trong ngực, cao mất bộ ngực sữa, lại càng cùng tiêu phàm trong lúc đó đã không có nửa điểm khoảng cách, bị áp bách thành mỗ trùng trồng kỳ lạ hình dạng. Chóp mũi ở phía trong nghe tiêu phàm nồng đậm hơi thở nam nhân, Trần Dương cảm giác mình ngay khí đều thở không được đến rồi, chỉ có thể càng thêm dùng sức mà ôm tiêu phàm cái cổ, đem đầu sâu chôn sâu ở hắn rắn chắc rộng lớn ngực trong ngực, Bọn hắn cùng một chỗ thời gian vượt qua 10 năm, có lẽ hay là đầu một hồi như thế thân mật. Cái này lại để cho Trần Dương một lần có chút khó chịu. Mình và tiêu phàm thân mật, so ra kém tân lâm còn chưa tính, ai gọi bọn hắn là thanh mai trúc mã, đâu này. Đúng vậy ngay uyển thiên thiên cùng cơ lụa mỏng, đều cùng tiêu phàm thân mật dị thường, Trần Dương tựu rất không cao hứng liễu tương đương. Chỉ là một thẳng đều bề bộn nhiều việc tu luyện, Trần Dương đành phải đem những này khó chịu đều vùi dưới đáy lòng. Bất quá hạnh phúc thời gian luôn ngắn như vậy tạm. Tiêu Phàm cùng kim linh thú độn nhanh chóng toàn bộ triển khai, một đuổi một chạy, hơn 10 dặm lộ trình, cơ hồ là chớp mắt là tới. Tiêu Phàm bỗng nhiên nhấn một cái độn quang, hướng về phía dưới một chỗ sơn cốc bay đi, đảo mắt sẽ không nhập cuồn cuộn trong sương mù dày đặc, không thấy bóng dáng. Dãy núi trong rừng rậm, sương mù nặng nề chính là thường thấy nhất tình hình, hoa đào ảo trận lại dẫn tinh thuần mộc linh khí cùng quanh thân hoàn cảnh hoàn toàn tan ra làm một thể, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ, không tập trung tư tưởng suy nghĩ xem, cũng chưa chắc có thể phát giác tại đây bố trí một cái ảo trận. Kim linh thú không có chút nào trần chờ do dự, màu vàng độn quang thậm chí đều không dẫn nửa điểm giảm tốc, một đầu tựu vào sơn cốc trong sương mù dày đặc. Vừa vừa tiến vào ảo trận, kim linh thú liền lập tức phát giác được trên mình trở thành. Ngay sau đó, một tiếng kinh sợ gầm rú vang tận mây xanh trong sơn cốc nồng đậm sương mù, lập tức kịch liệt quay cuồng bắt đầu đứng dậy, giống như nấu phí nước sôi giống nhau. chương 748, Vây hãm thú chi đấu Lúc trước tiêu phàm dùng cái này ảo trận vây khốn hai đầu lưng sắt con bọ ngựa, hiệu quả phi thường chuyện tốt, vô luận hai đầu linh trùng như thế nào dễ dụa, đều không thể phá trận ra, cuối cùng mệt mỏi tinh bị lực tấn, bị tiêu phàm thoải mái chế ngự. Những năm này, tiêu phàm tại nơi này hoa đào ảo trận phía trên hao tốn không ít tâm huyết, hắn tại trên trận pháp tạo nghệ vốn là không thấp, cái này một cẩn thận nghiên cứu cải tiến, lại đem hoa đảo ảo trận uy lực gia tăng rồi không ít. Bởi vậy tiêu phàm đối với ảo trận rất có lòng tin, ngay hắc lân cùng lưng sắt con bọ ngựa như vậy sắc bén giúp đỡ đều thả ra rồi, không tại bên người. Bất quá rất hiển nhiên, tiêu chân nhân sai lầm phỏng trừng bát cấp đỉnh phong yêu thú cùng cấp 2 lưng sắt con bọ ngựa khác biệt. Cấp 2 lưng sắt con bọ ngựa, chỉ tương đương với chút cơ kỳ tu sĩ, thì ra là ngũ lục cấp yêu thú. Tuy nhiên lưng sát con bọ ngựa mượn nhờ thiên phú của mình thần thông, có thể tại có chút dưới tình huống vượt cấp diệt sát càng đẳng cấp cao tu sĩ cùng yêu thú, nhưng cũng không có nghĩa là lấy, lực chiến đấu của bọn nó thật sự so ra mà vượt tương đương với kim đan trung kỳ bát cấp yêu thú. Thực tế cái này ảo trận cấm chế chi lực, tại kim thuộc tính tinh khiết linh thể yêu thú trước mặt, lại càng có vẻ tương đối đơn bạc. Hơn nữa yêu thú linh trí, so côn trùng vừa muốn cao hơn nhiều. Kim Linh thú một phát hiện mình tiến nhập bảy dập, lập tức biết không hay, lợi chảo vung lên, rõ ràng không tái sử dụng phong nhận công kích, mà là trực tiếp dùng tới bản thể. Tại Kim Linh thú có thể so với thần binh lợi khí lợi chảo phía dưới, ảo trận cấm chế cơ hồ giống như một trương bạch giấy loại bạc nhược yếu kém, xoẹt một tiếng, cấm chế tự bị xé nứt. Chỉ có điều, yêu thú lợi chảo tuy sắc bén, dù sao đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, một chảo này cầm ra, xé rách chính là hướng vào phía trong cấm chế không phải bên ngoài cấm chế, nếu không, hắn lập tức có thể thoát ly pháp trận đối với nó gông cùng xiềng xích, bỏ trốn mất dạng. Kim quang lóe lên, yêu thú vọt vào một cái khác tầng trong cấm chế, ngược lại tại pháp trận trung càng thêm xâm nhập một bước. Yêu thú tuy nhiên không hiểu trận pháp, nhưng bằng trực giác chỉ biết, chính mình như trước còn ở vào pháp trận trong cấm chế, lập tức không chút do dự dương lên lợi trảo, xoẹt lại lại xé rách một cái khác tầng cấm chế. Không đợi tiêu phàm làm ra phản ứng, Kim Linh thú liền nhanh như thiểm điện loại liên tiếp vạch tìm tòi ba đạo cấm chế, kính sông pháp trận trung tâm khu vực. Dùng cậy mạnh phá trận, từ trước chính là đơn giản nhất thô bạo, đồng thời lại biện pháp hữu hiệu nhất. Mấu chốt là cậy mạnh muốn cũng đủ. Cái này hoa đào ảo trận do Đào Thiên Thu truyền thừa, năm đó vị này Linh trùng tông tông chủ, nhưng cũng là Kim Đan hậu kỳ tu vi, theo lý hắn truyền thừa pháp trận, do tiêu phàm vị này Kim Đan trung kỳ tu vi tu sĩ bố trí đi ra đồng dạng chỉ là kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi kim linh thú, muốn dùng cậy mạnh phá trận, độ khó rất lớn. Thay vào đó yêu thú thiên phú thần thông, thật sự sắc bén phi phàm, ảo trận tại tuyệt đối phong duệ kim thuộc tính công pháp công kích phía dưới, rất nhiều cấm chế thậm chí không kịp khởi động, đã bị dễ dàng xé rách rồi, chút nào cũng không yếu tại nguyên anh tu sĩ công kích. Tuyên bố rõ ràng chân quân từng từng nói qua, kim linh thú bởi vì đặc biệt ưa thích thôn về các loại kim thuộc tính vật phẩm, cứng rắn vô cùng đồng tinh thiết tinh, là thế gian khó cầu tài liệu luyện khí, cần vận dụng chân hỏa mới có thể năng lực luyện chế, nhưng lại cái này yêu thú nhất tầm thường đồ ăn mà thôi. Do cái này yêu thú trong người luyện hóa, còn hơn thế gian hết thải luyện khí chiết xuất phương pháp, cái này yêu thú hàm răng, lợi trào thậm chí xương cốt, hắn trung đô ẩn chứa canh kim tinh, đến phiên công kích sắc bén, thậm chí hoàn toàn không tại rất nhiều thần binh lưỡi dao sắc bén phía dưới. Vừa rồi cùng hắc Lân giao thủ thời điểm, cái này yêu thú căn bản là không xuất toàn lực, chỉ là dùng phong nhận công kích, nếu không, Hắc Lân chỉ sợ còn kiên trì không được cái này hồi lâu. Yêu thú một hơi xé rách ba đạo cấm chế, mắt thấy bốn phía như cũ là sương mù nặng nề, ẩn ẩn có cấm chế chi lực tại chấn động, cảm thấy không khỏi cũng nôn nóng bắt đầu đứng dậy, bỗng nhiên ngẫng đầu, nhìn phía không chung, chân trước vung lên, hướng lên chém ra. Cái này kim linh thú linh trí thật sao không thấp, hiển nhiên đi phía trước sông tựa hồ là chỉ còn đường chết, cấm chế trồng chất, nhìn không tới đường ra, liền chuyển di công kích phương hướng. Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to. Bá! Một đạo bạch mông mông huyền băng tấm chắn tại yêu thú đỉnh đầu di động hiện ra, huyền băng tấm chắn về sau, là vẻ mặt kinh ngạc tân lâm. Lại nguyên lai yêu thú trong lúc vô tình xé mở tầng này cấm chế, tân lâm chính tàng hình trong đó. Tại đây đã muốn rất tiếp cận ảo trận ở trung tâm, cấm chế chi lực thập phần cường đại, vốn là vô cùng an toàn, sốt cuộc không nghĩ tới, kim linh thú thiên phú thần thông thật không ngờ lợi hại, nhanh và gọn ngay phá ba đạo cấm chế, gợi yêu ta ít phụ cận, còn rất quỷ dị mà ngược lại hướng lên công kích. Cũng may tân lâm tại ảo trận trên không chứng kiến kim linh thú đã đến dưới chân, lập tức đã làm xong ứng đối chuẩn bị. Nàng tu luyện cửu chuyển băng tâm quyết, là tinh khiết băng thuộc tính công pháp, tiêu phàm đem còn lại băng tủy một tia ý thức đều cho nàng. Tân lâm một chút mà luyện hóa băng tủy tinh hoa, thập năm trôi qua, cũng chỉ luyện hóa ngón cái đại một ít khối. Dù sao lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi, có thể luyện hóa một chút như vậy băng tủy, đã muốn rất khó lường rồi, băng tủy chi lực cúng trợ giúp nàng không hề trở ngại mà tiến cấp tới trúc cơ hậu kỳ. Còn lại băng tủy, Tân Lâm lại luyện hóa một bộ phận dung nhập đến chính mình nguyễn kiếm bên trong. Hôm nay giả nhi, từ trong ra ngoài, đã thành một cái lạnh lùng băng mỹ nhân. Kim linh thú một xé rách cấm chế, Tân Lâm liền lập tức huyễn hóa ra một mặt huyền băng thuẫn lá chắn đến, đồng thời thân hình vừa động, muốn hướng một cái khác tầng cấm chế chuyển di mà đi. Thấy được cái này yêu thú xé rách cấm chế sắc bén công kích, Tân Lâm chút nào cũng không còn ý định cùng hắn cứng đối cứng. Song phương tương kém một cái đại cảnh giới, lấy cứng trọi cứng tuyệt đối là tự tìm phiền toái. Tuy nhiên già nhi phản ứng đã muốn được coi là rất nhanh, kim linh thú động tác lại càng thêm nhanh đắc không hợp thói thường. Lợi chảo dương lên, rầm rầm tiếng vang bên trong, dày đến vài tắc huyền băng tấm chắn bị cắt thành một chút cũng không có tính ra mảnh nhỏ, vụn băng văng khắp nơi, kim quang lóe lên, yêu thú đã muốn phi nhảy dựng lên, giống như mùi tên, kích xả hướng lên. Ánh vàng rực rỡ chân trước bên trong, năm đầu ánh vàng rực rỡ lợi chảo mở rộng ra, dài đến năm sáu thốn, kim mang lập lòe, diễm lệ phi thường, lại mang theo tử vong khủng bố khí tức, đập vào mặt. Tân lâm chấn động, trong tay nguyễn kiếm dương lên, kéo ra ba đóa kiếm hoa, nghênh đón tiếp lấy. Bá, ba đóa kiếm hoa bị lợi chảo phá tan thành từng mảnh. Suy, tân lâm trích nghĩ đến trong tay chợt nhẹ, chuôi này trộn lẫn vào băng tùy luyện chế, làm bạn nàng nhiều năm nhuyễn kiếm, cũng lặng yên không một tiếng động mà cắt thành năm sáu đoạn, thậm chí ngay cả nửa phần chống cự chi lực đều không có. Tân lâm khuôn mặt thoáng một tí trở nên trắng bệch. Liền vào lúc này, màu đỏ sậm đao mang lóe lên, một thanh thật dài quá hẹp trường đao, từ một bên gỡ yêu ta ra. b gạch nối dài gạch nối dài ngoặc kép. Kim thiết vang lên thanh âm bạo vang lên. Ngay sau đó, kim linh thú trên mặt hiện lên một vòng nhân cách hóa giật mình biểu lộ. Chui, này màu đỏ sậm trường đao, vậy mà không có bị hắn một chảo trào thành mảnh nhỏ, ngạnh xanh xanh đứng vững hắn canh kim thể, loại tình hình này, cực kỳ hiếm thấy. Coi như là đầu kia cự linh thú kim cương thiết cốt, bị hắn một trào trào thực rồi, sở cũng có mổ bụng liệt bụng hỏa. Sau một khắc, màu đỏ sậm lưới đao phía trên, liệt diễm bốc hơi, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Kim linh thú thức gay gắt, không dám đón đỡ, một tiếng gầm nhẹ, màu vàng thân hình như thiểm điện trước sau thối lui. Chỉ thấy tiêu phàm cầm trong tay viêm linh chi lưới kiếm, áo trắng bồng bềnh, đứng ở trước mặt của nó, tiêu phàm bên người, thì là mặt mũi tràn đầy băng hàn tân lâm, lạnh lùng mà nhìn thẳng hắn chuôi này nguyễn kiếm là tân lâm dùng quen binh khí, đi theo tại bên người nhiều năm, không được muốn ở chỗ này bị yêu thú hủy diệt rồi. Tuy nhiên nguyễn kiếm bên trong trộn lẫn vào một ít băng tủy, nhưng nguyễn kiếm bản thể, cuối cùng là sắt thường, luận đến cứng rắn trình độ, làm sao có thể đủ cùng kim linh thú canh kim thể đánh đồng. Giống, kim linh thú ngưỡng thiên gầm lên giận dữ, cũng hung dữ mà nhìn thẳng bọn hắn, chân trước trên mặt đất nhẹ nhàng, đào, bào lấy, một khối cứng rắn vô cùng nham thạch, tại loại này không đếm xỉa tới động tác phía dưới, hóa thành bột mịn. Tiêu phàm lôi kéo tân lâm bàn tay nhỏ bé, thân ảnh lóe lên, tự ẩn vào bên cạnh cấm chế, không thấy tung tích. Kim linh thú không có lại vội vã phóng ra, vì hơi, khẽ cúi đầu, ánh mắt âm trầm, có chút mấp máy lấy mũi thở, đầu thoảng qua lệch lạc, tựa hồ như muốn nghe cái gì. Bỗng dưng, kim linh thú một tiếng gầm nhẹ, trong đôi mắt, bắn ra ra thần sắc tham lam. Hắn rõ ràng cảm ứng được trần dương khí tức, ngay tại cách đó không xa. Hai người đều là canh kim thể, cảm ứng đặc biệt nhạy cảm. Hơi chút do so dự một chút, kim linh thú hét lớn một tiếng, thả người mà dậy, một chảo hướng về phía trước cấm chế chộp tới. Hoác suy, ngay tại kim linh thú lợi chảo khó khăn lắm bắt được thời điểm, quanh thân một hồi vần nước loại chấn động, ảo trận cấm chế phải biến đổi, xuất hiện một mảnh diễm lệ rừng đào, nở rộ hoa đào phía dưới, trần dương thanh tú động lòng người mà đứng vững, người Mỹ như ngọc, Bất quá tại kim linh thú trong mắt, vị này mỹ nhân chính là một trầu, bữa tiệc lớn, lúc này không trần chờ nữa, kim quang nhoáng một cái, gấp tựa như tia chớp hướng trần dương vào tới. ba bá, bá, vài tiếng, sương đào ảo ảnh tan vỡ, trần dương cũng không thấy bóng dáng, trước mắt lại biến thành sương mù một mảnh. Kim linh thú mãnh liệt quay đầu lại, trần dương lại đến sau lưng, như trước đứng ở một mảnh đào trong rừng, trong tay vuốt vuốt nhất chi đào hoa, cười má lúm đồng tiền như hoa, kiều mị dị thường yêu thú sớm được cái này không ngừng khiêu khích XS tức giận đến nổi giận như điên, chỉ vẹn vẹn có một điểm lý trí cũng ném ra. Đến trời cao vân ngoại, giống giận liên tục, dùng so vừa rồi nhanh hơn tốc độ hướng Trần Dương đánh tới. Kết quả tự nhiên có lẽ hay là giống như đúc, mặc kệ tốc độ của nó nhiều nhanh, công kích cỡ nào sắc bén, luôn nhào vào không nơi. Tiêu phàm đã muốn tự mình tại điều khiển ảo trận, cùng vừa rồi không người điều khiển thời điểm, đương nhiên là hai chuyện khác nhau. Yêu thú động tác mau nữa, công kích lại sắc bén, cũng đã không làm nên chuyện gì, trừ phi hắn ngay từ đầu tự lựa chọn chính xác tiến công phương hướng, xé rách tít mãi bên ngoài cấm chế mới có thể thoát được tánh mạng. Chỉ có điều yêu thú vốn là hướng về phía cự linh quả cùng trần dương canh kim thể đuổi gờ iota s mà đến, như thế nào lại đơn giản chạy trốn? Hôm nay tại tiêu phàm khống chế phía dưới, dần dần xâm nhập đến ảo trận trung tâm. Tiêu Phàm không ngừng thúc dục Huyễn trong trận luyện hóa ngũ hành cấm chế chi lực, hướng yêu thú một chút mà đè ép mà đi. Kim linh thú qua như gió động tác, đã ở một chút mà chậm chạp xuống. Chỉ có điều loại biến hóa này cực kỳ rất nhỏ, nổi giận bên trong yêu thú, chính mình chút nào đều chưa từng cảm nhận được. Hẹn ước mặc hơn nửa canh giờ đi qua kim linh thú động tác rốt cuộc càng ngày càng chậm, thậm chí bắt đầu trở nên cất bước duy gian. Lại là nửa canh giờ đi qua huyến trong trận bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương vô cùng rú thảm, một đạo huyết quang, phóng lên trời. Sương trắng quay cuồng, cả cái sơn cốc đều chấn động lên, ầm ầm rung động, thật lâu mới rốt cục dần dần chìm xuống. chương 749, Cự Linh Đan Hơn một canh giờ về sau, tiêu phàm triệt hồi hoa đào ảo trận, một đoàn người khống chế độn quang, hướng tây bên cạnh bay đi. Nơi đó là tuyên bố rõ ràng chân quân bọn hắn bố trí mai phục chỗ, xem chừng này sẽ, Mao Sơn chúng tu sĩ nên vậy cũng đã diệt sát này đầu cự linh thú A. Tuy nhiên cự linh thú là cửu cấp yêu thú, so kim linh thú cao hơn thượng nhất sai, nhưng Mao Sơn bên kia, đúng vậy có hai gã kim đan tu sĩ, tuyên bố rõ ràng chân quân Nguyên Anh kỳ tu sĩ thần niệm, kiến thức cùng với tranh đấu kinh nghiệm, cũng không phải đùa giỡn đích. Khó khăn lắm sắp tiếp cận tuyên bố rõ ràng chân quân bọn hắn bố trí mai phục sơn cốc, ước chừng còn có 4 năm dặm mà, tiêu phàm thiên nhãn thần thông sớm đã thấy minh bạch. Chỉ thấy trong sơn cốc, một mảnh đống bừa bộn, vô số hai bao ôm thô đại thụ, hoành thất thụ bát mà đảo đầy đất. Từng đợt cuồng bạo linh khí chấn động, theo trong sơn cốc phóng lên trời, lôi hồ lè lè, mãnh thú gào thét, rõ ràng chính đánh túi bụi. Bọn hắn vẫn chưa xong sự tình, chúng ta đi băng giúp bắt tay. Trần Dương nhịn không được kêu lên. Tố tố! Đàm Hiên không khỏi kêu một tiếng, hai hàng lông mày chói chặt, có chút không vui chừng mắt nhìn khuê nữ liếc. Đứa nhỏ này là có chút không hiểu chuyện, không có gì kinh nghiệm giang hồ. Người ta không có mời, người cứ như vậy chạy tới hỗ trợ, lại để cho tuyên bố rõ ràng chân quân một tấm mặt mo này hướng cái đó đặt. Đây chính là hàng thật giá thật nguyên anh kỳ tu sĩ. Trần Dương vẫn còn không hiểu thấu, không biết mẫu thân vì cái gì không vui. Uyển Thiên Thiên liền cười hì hì đem Trần Dương kéo qua một bên, cho nàng cắn vài câu lỗ tai, đừng nhìn hai cái nữ hài không sai biệt lắm tuổi tác, uyển thiên thiên kinh nghiệm giang hồ, có thể so sánh Trần Dương phong phú nhiều lắm liễu tương đương. Trần Dương lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, bất quá theo tiểu nha đầu thần sắc đến xem, hơi có chút không cho là đúng. Hôm nay thời đại nào, còn chú ý những này, không phải càng nên vậy chú ý đoàn đội hợp tác sao? Bất quá cân nhắc đến tuyên bố rõ ràng chân quân cuộc sống niên đại cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, Trần Dương cuối cùng là một không có kiên trì ý kiến của mình liền vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, một cổ màu đen gió lốc tịch đi lên, vô số vừa thô vừa to cây cối ảo ảo bị nhổ tận gốc, đầy trời bay loạn. Trong gió lốc, bọc lấy một đầu cao tới 6-7 trượng màu đen cự thú, hướng đông mà chạy. Cái này cự thú hình thái mãnh liệt ác, đúng vậy đầu kia biến thân về sau cự linh thú, chỉ là dưới mắt toàn thân máu tươi đầm đìa, vài nơi da thịt cháy đen, có vẻ chật vật muôn dạng. Đạo độn quang theo sát phía sau, hàm đuôi mau chóng đuổi tiêu phàm thiên nhãn thần thông thấy minh bạch đuổi theo hai người là tuyên bố rõ ràng chân quân cùng chính bất quá tuyên bố rõ ràng chân quân sắc mặt lược lược có chút tái nhợt tựa hồ lỗ lá vài phần nguyên khí chính vai trái có một bãi máu cánh tay trái mềm rủ xuống xuống dưới có chút chuyển động mất linh bộ dạng xem ra hai người cũng đều mang thương trong người may mắn thế nào đích cái kia cự linh thú hoảng hốt chạy bừa trực tiếp hướng về tiêu phàm bọn hắn lao đến tiêu tiểu hữu ngăn lại hắn rất xa, tuyên bố rõ ràng chân quân cũng nhìn thấy tiêu phàm một chuyến, lập tức kêu lên. Tốt, tiêu phàm gật gật đầu, cũng không nhiều lời, giơ tay lên, linh thú hoàn bay lên, một đạo hắc mang cùng hai luồng màu dỉ xét sắc bóng dáng, bắn ra. Ở giữa không trung hiển lộ ra hắc lân cùng hai đầu lưng sắt con bọ ngựa thân hình. Thành công lấy ra cự linh quả về sau, còn yêu thú đều không có đuổi theo đuổi chúng, sớm đã trở lại tiêu phàm bên người. Hắc lân không nói hai lời, thân thể run lên, thành trăm thượng ngàn đạo hắc mang, hướng về chạy vội mà đến cự linh thú kích bắn đi, giống như mũi tên, mau lẹ vô luân. Hai đầu lưng sắt con bọ ngựa lại càng lóe lên về sau, tự không thấy bóng dáng, sau một khắc, cũng tại màu đen trong gió lốc di động hiện ra. Cái kia mãnh liệt màu đen gió lốc, tựa hồ đối với chúng cơ bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hành động như gió tiến thối như điện. Cự linh thú trong mắt hung quang lóe lên, mãnh liệt há mồm một hét lên điên cuồng, một cổ dị thường mãnh liệt vòi rồng xoay tròn tới, lập tức đem hắc lân phóng bắn ra hắc mang tất cả đều cuốn đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng trong lúc này, đã muốn bản thân bị trọng thương cự linh thú không dám ham chiến, lập tức uốn éo thân thể, muốn thay đổi chạy trốn phương hướng, lại bỗng nhiên một tiếng rú thảm, màu đen trong gió lốc huyết quang đột nhiên hiện, hai đạo máu tươi bay thẳng trời cao. Bất ngờ không đề phòng, tung tính toán cự linh thú ra dày thịt béo, có kim cương thiết cốt thiên phú thần thông, cũng ngăn cản không nổi lưng sát con bọ ngựa kiên hơn kim thiết đường cánh tay, bị thông suốt mở hai đạo lỗ hồng lớn, sâu đủ thấy xương. Nhanh, tiêu phàm cử động giơ tay lên, hơn 10 đạo hắc trung sáng băng phách phi đao, kích xạ ra, mang theo trước nay chưa có giá lạnh chi lực, trong khoảng khắc. Cự linh thú kích khởi màu đen trong gió lốc liền hiện ra tầng một tầng băng sương mù, lập tức ngưng kết thành từng hột băng vướng mắc hạt. Cấp tốc chạy trốn cự linh thú, thật giống như bỗng nhiên lâm vào lạnh vô cùng trong ao đầm, thoáng cái trở nên hành động chậm chạp, nửa bước cũng khó rời đi. Cái này đương làm khẩu, cự thú cũng biết đạo sống còn, nửa phần cũng không muộn nghi, hai tay một chủy nện chính mình ngực, rầm rầm hai tiếng, về phía trước mãnh lực đảo ra lưỡng toàn, lập tức cuồng gió gào thét, đất sung núi chuyển, đem đang chuẩn bị ngưng tụ thành huyền băng thuẫn lá chắn một mảnh băng vướng mắc hạt cuốn đắc phóng lên trời. Khoảng cách không thấy bóng dáng, thậm chí cái kia mười miếng băng phách phi đao, đều bị cái này cổ kinh khủng sức lực quét đắc ngã trái ngã phải. Cự linh thú đại hỉ, cầm lên băng trong xương mù lao ra, không hề dấu hiệu đích, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm ngân sắc lôi hồ, xét đánh một tiếng, từ giữa không chung chút xuống mà hạ, công bằng, ở giữa cự linh thú đỉnh đầu. Nhưng lại tiêu phàm đem ra sử dụng lôi điện chi lực. Cự linh thú một hét lên điên cuồng, vừa mới nâng lên chân phải, mãnh liệt ngừng tạm đến, cứ như vậy ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, hơi khoảnh, ầm ầm về phía trước bổ nhào, như vậy vẫn không nhúc nhích, lại không một chút tiếng động. Cái này hung mãnh vô cùng cửa thú, thân chịu trọng thương ngoài, đã là nỏ mạnh hết đà, cứ như vậy bị tiêu phàm thiên lôi tại chỗ đánh gục. Nếu như cái này cửa thú không có bị thương trước đây, tung xem như thiên lôi ở giữa trên đỉnh đầu, cũng nhiều nhất lệnh hắn trọng thương, lại lấy không được tánh mạng của nó. Ha ha, thật tốt quá, người này rốt cuộc bị sao mất. Tuyên bố rõ ràng chân quân bay vụt tới, nhìn qua nằm sấp tại đó, như trước dài đến 6-7 trượng cực lớn thi thể, cười lên ha hả, tựa hồ tác động thương thế, lại liên tục ho khan không thôi. Tiêu tiểu hiếu, không nghĩ tới các người động tác nhanh như vậy, sẽ đem cái kia kim linh thú thu thập, chúng ta thật sự là hổ thẹn a hát. Nói xong, tuyên bố rõ ràng chân quân lại lắc đầu liên tục. Tiêu phàm bề bộn tức nói ra, tiền bối nói quá lời. Cái này cự linh thú cùng bậc vốn tựu so kim linh thú rất cao, là vãn bối nhặt được cái tiện nghi hắc hắc. Tuyên bố rõ ràng chân quân biết rõ tiêu phàm là ở chiếu cố mặt mũi của mình, cười hắc hắc vài tiếng, cũng không nói thêm gì, lúc này bay lên tiến đến, thân tự động thủ, đem cự linh thú mở ngực bể bụng, lấy ra một quả bồ câu trứng loại lớn nhỏ màu đen nội đan, lại đem cự linh thú mấy cái bạch gân rút ra. Cái kia mấy cái gân thịt, trắng noãn như tuyết, lớn bằng ngón cái, nhìn về phía trên dị thường tinh mỹ. Tiêu tiểu hiểu, cái này cự linh thú nội đan, tăng thêm cự linh quả, là luyện chế cự linh đan, vị thuốc chủ yếu. Cự linh đan luyện chế sau khi đi ra, đối với người loại tu sĩ có dịch cân tẩy tủy, cường hoành thân thể kỳ hiệu. Về phần cái này cự linh thú bạch gân, thì là luyện khí hiếm thấy tài liệu, nhất là luyện chế cung tiến loại bảo vật, lại càng khó cầu, uy lực rất mạnh. Cái này hai dạng đồ vật, người lựa chọn đồng dạng A. Tuyên bố rõ ràng chân quân một tay nắm lấy nội đan, một tay nắm lấy mấy cái bạch gân, đối với tiêu phàm nói ra. Tiêu Phàm kinh ngạc nói ra, tiền bối cứ gì nói ra lời ấy. Chúng ta đã sớm đã nói, một người đối phó một con yêu thú. Cự linh thú nội đan cùng Bạch Gân, tự nhiên đều quy tiền bối tất cả. Tuyên bố rõ ràng chân quân ha ha cười một tiếng, nói ra tiêu tiểu hiếu, lão đạo chính là cái người ân oán phân minh. Cái này cự linh thú xác thực là chúng ta đã thương trước đây, cuối cùng nhất cũng là bị ngươi diệt sát đích. Nếu như ngươi không ngăn cản hắn, nói không chừng vừa muốn tốn nhiều một phen tay chân như vậy bị hắn chạy trốn cũng cũng chưa biết luận công lao lời mà nói năm năm a à, một nửa một nửa lão đạo nếu đều cầm đi ra mặt không khỏi quá dày nói đi ngươi chọn lựa loại nào cái này tuyên bố rõ ràng chân quân đảo thật sự là quang minh lỗi lạc đắc rất không mất nguyên anh tu sĩ phong độ tiêu phàm không có lại từ chối suy nghĩ một chút thủ đoạn một phen trong lòng bàn tay nhiều ra đến hai cái kim chói cùng xương cốt đồng dạng mấy cái gì đó cùng cái kia khỏa gần thành thủ cự linh quả đối với tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra đã tiền bối nói như vậy vãn bối tự cung kính không bằng tuân mệnh liếu tương đương ta dùng cái này hai dạng đồ vật hướng tiền bối trao đổi cự linh thú nội đan cái kia khỏa cự linh quả cũng là mà thôi cái này hai cái kim chói xương cốt lại lộ ra một cổ phong duệ khí tức đúng vậy lấy tự kim linh thú trong cơ thể hai đoạn đại cốt bên trong ẩn chứa không ít canh kim tinh. Tuy nhiên tuyên bố rõ ràng chân quân nói là nội đan cùng bạch gân, tiêu phàm có thể nhâm lấy đồng dạng, nhưng rất rõ ràng, cự linh thú nội đan giá trị càng tại bạch gân phía trên. Dù sao tài liệu luyện khí lại hiếm thấy, cũng vẫn có thể đủ tìm được vật thay thế, cái này cự linh thú nội đan, lại duy nhất cái này một phần. Tiêu phàm nếu trực tiếp lấy đi nội đan, tuyên bố rõ ràng chân quân đã nói trước, tự không biết đổi ý, bất quá từ nay về sau, Đối với Tiêu Phàm ấn tượng đã có thể một Lạc Thiên Trưởng Liếu tương đương. Ai cam tâm tình nguyện cùng cái loại này chiếm tiện nghi, tuyệt không thiệt thòi ra hỏa liên hệ. Tuyên bố rõ ràng chân quân làm việc quang minh lỗi lạc, Tiêu Phàm lại càng không là vắt óc tìm mưu kế, hám lợi tính cách. Dễ dàng như vậy, không chiếm cũng thế. Tăng thêm cái này hai đoạn kim linh thú đại cốt cùng một viên khác gần thành thục cự linh quả, miễn cưỡng cũng có thể đền bù tuyên bố rõ ràng chân quân Liếu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân vừa cười vừa nói, chẳng lẽ tiêu tiểu hữu lớn như vậy khí, được rồi, hai thứ này canh kim cốt, ta nhận. Chính còn không có vừa tay binh khí, có canh kim cốt, ta bớt thời giờ cho hắn luyện chế một kiện bổn mạng pháp bảo, chắc hẳn uy lực nhỏ không được. Chính vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng tuyên bố rõ ràng chân quân một cung rốt cuộc, nói ra đa tạ tổ sư yêu ái. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười một tiếng, nói ra chúng ta là người một nhà giảng nhiều như vậy nghi thức xã giao làm chi tiêu tiểu hữu về phần cái kia khỏa cự linh quả ta cũng đừng có liễu tương đương ngươi chính cần cái quả này luyện đan sử dụng đây luyện chế cự linh đan chỉ có cự linh thú nội đan rất không thành còn phải có cự linh quả còn lại cái kia khỏa trái cây còn không có thành thục không chịu nổi trọng dụng ngươi lưu lại cái này khỏa trái cây tốt rồi đến đón lấy tuyên bố rõ ràng chân quân giơ tay lên cái kia khỏa màu đen nội đan liền hướng tiêu phàm kích xạ mà đến. Tiêu phàm vội vàng tiếp được nội đan, đem hai đoạn canh kim cốt ném tuyên bố rõ ràng chân quân. Tuyên bố rõ ràng chân quân thân thủ tiếp được, cẩn thận dò xét vài lần, có chút thỏa mãn gật gật đầu, nói ra cái này kim linh thú tuy nhiên chỉ có bát cấp, tu vi không cao, nhưng thôn về canh kim tinh hoa quả thực không ít, cái này hai cái đại cốt bên trong ẩn canh kim tinh hoa nhiều, vượt ra khỏi dự liệu của ta. Không tệ không tệ. Tiêu tiểu hữu vừa rồi cùng cái kia cự linh thú dây dưa, lão đạo hao tổn một chút nguyên khí, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi lại đi a à. Tiêu phàm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. chương 750, Thái cực kiếm trận. Hoa đào huyễn trong trận, mọi người đều tự ngồi xuống điều tức. Tuy nhiên tiêu phàm dụng thần niệm điều tra qua, phụ cận hơn 10 dặm trong, đều không có thập phần cường đại yêu thú khí tức, cái này thật cũng không kỳ quái, tiểu trong phạm vi, đã muốn tiêu diệt bát cấp cửu cấp yêu thú, ở đâu còn có thể có càng nhiều cường đại yêu thú xuất hiện, làm cho là như thế, tiêu phàm như trước đem hoa đào ảo trận bố trí đi ra, như vậy ngồi xuống điều tức thời điểm mới có thể năng lực an tâm chút ít, tối thiểu nhất không đến mức bị yêu thú hoặc là mặt khác vật cổ quái thừa cơ đánh lén. Trần Dương cùng Đàm Hiên cùng một chỗ, nhưng không có ngồi xuống, mà là rũi da trắng nõn non bàn tay nhỏ bé cầm một quả màu đỏ sậm yêu đan đặt ở trước mắt không ngừng dò xét, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mừng rỡ. Cái này khỏa yêu đan phía trên vẻ này thuần túy kim linh lực chấn động, mặc cho ai vừa thấy, cũng biết là kiện khó được bảo vật. Không thể nghi ngờ, cái này là cái kia bát cấp kim linh thú nội đan, tiêu phàm giao cho Trần Dương. Tất cả mọi người không có điều gì dị nghị, dù sao Trần Dương mới được là chỉ do tính canh kim thể, cái này khỏa đồng dạng thuộc về canh kim thể yêu thú nội đan, do Trần Dương đến luyện hóa, có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Có lẽ cùng thuộc canh kim thể nguyên nhân, Trần Dương đối với viên nội đan này yêu thích dị thường, phảng phất tiểu cô nương nhận được rồi trong đời đệ nhất đóa hoa hồng. Thấy khuê nữ như vậy tính trẻ con bộ dáng, Đàm Hiên yêu thương nói, tố tố, đừng xem, tranh thủ thời gian nuốt vào, bắt đầu luyện hóa ha. Loại này bảo vật, sớm một khắc luyện hóa, tự sớm được lợi một khắc, ngàn vạn không cần phải lãng phí. Hi hi, ta biết rõ. Trần Dương cười hi hi nói ra, nhưng không có vội vã đem nội đan nuốt xuống dưới, thủ đoạn một phen, hai cái màu vàng đại cốt, mấy cái màu vàng xương sườn cùng 10 miếng dài vài tắc lợi chảo, di động hiện trong tay. Những vật này bên trên, đồng dạng ngưng tụ lấy thuần túy kim linh lực chấn động. Mẹ, chúng ta dùng những vật này, chế tạo một bộ phi kiếm A. Người lần trước truyền cho ta cái kia bộ thái cực kiếm pháp, ta xem dùng phi kiếm đến thi triển tựu rất tốt. Trần Dương hưng phấn mà nói ra. Chủ tu công pháp phía trên, tiêu phàm đem hạo nhiên chính khí truyền cho Trần Dương, mà phối hợp phụ trợ công pháp thì là Đàm Hiên truyền cho con gái Thái Cực kiếm pháp. Đàm Hiên nguyên vốn là Thái Cực môn truyền nhân, đương nhiên, bộ này Thái Cực kiếm pháp cùng Trần Tục Gian nhiều thế hệ tương truyền Thái Cực kiếm có khác nhau rất lớn. Trên thực tế, Thái Cực môn nguyên vốn là tu chân truyền thừa, cũng không phải là giang hồ truyền thừa. Trần Tục thế giới truyền thừa mấy trăm năm Thái Cực kiếm pháp, chính là theo Thái Cực môn lưu truyền ra đi đích, ra lông chi học mà thôi. Đàm Hiên truyền cho Trần Dương bộ này thái cực kiếm pháp, nhưng lại Đàm Hiên bước vào tu chân giới về sau, tại thái cực môn tổ tông truyền thừa trong điển tịch một lần nữa lĩnh ngộ đến nick ghi lại tại một mảnh ngọc núi trúc thẻ tre bên trong. Trước đó, mọi người không có học hội dùng thần niệm chi lực học tập tri thức phương pháp, lại nào biết đâu rằng như vậy một mảnh nhìn như lại phổ không qua lọt thẻ tre bên trong, rõ ràng cất dấu cực lớn bí mật. Đàm Hiên mới lĩnh ngộ bộ này thái cực kiếm pháp, tổng cộng chia làm bát trọng, mỗi một trọng đều đại biểu cho cảnh giới bất đồng, dùng đàm hiên cùng Trần Dương mẹ con trước mắt chúc cơ kỳ tu vi, chỉ có thể tu luyện đệ nhất trọng. Mà mỗi một trọng lại chia làm sơ kỳ trung kỳ cùng hậu kỳ cảnh giới, vừa vặn cùng tu sĩ mỗi một tầng cảnh giới tương khế hợp. Tiêu phàm lược gia tăng nghiên cứu một phen về sau, đối với bộ này thái cực kiếm pháp khen không dứt miệng. Đây tuyệt đối là đại truyền thừa. Chút nào cũng không yếu tại vô cực đạo thống. Vô cực sinh thái cực. Thái cực môn vốn là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cùng vô cực môn cũng có được mật thiết liên quan, hai người trong lúc đó tuy nhiên không dám nói là nhất mạch tương thừa, thực sự có rất nhiều chỗ tương thông. Đây cũng là năm đó chỉ thủy tổ sư vì sao lại thu đàm hiên vì ký danh đệ tử nguyên nhân. Đàm hiên mới lĩnh ngộ bộ này thái cực kiếm pháp, kỳ thật còn không chỉ có chỉ là một sáu kiếm pháp, hơn nữa có thể dùng số lượng phần đông phi kiếm, bố thành thái cực kiếm trận. Dựa theo thẻ che ghi lại, thái cực kiếm trận luyện đến nơi cực sâu, có thể dùng 64 thanh phi kiếm bố thành trung cực kiếm trận, uy lực mạnh, quả thực thâm bất khả chắc, là thái cực môn uy lực mạnh nhất đại sát khí. Dùng Trần Dương lúc này chúc cơ kỳ tu vi, tự nhiên tuyệt không dám hy vọng xa vời luyện thành như vậy trung cực kiếm trận, có thể duy nhất một lần đem ra sử dụng 8 miếng phi kiếm bố thành một tòa đơn giản nhất kiếm trận, cũng đã phi thường khó lường liễu tương đương. Sửa theo thẻ che ghi lại, cho dù chỉ có thể bố thành đơn giản nhất 8 kiếm trận, lúc đối địch, uy lực cũng sẽ bạo tăng, cùng cùng giai tu sĩ đối địch, chỉ cần đối phương thần thông không phải quá nghịch thiên, cơ hồ có thể dựng ở thế. Đương nhiên, luyện chế khống chế phi kiếm càng nhiều, đối với thần niệm chi lực yêu cầu cũng càng cường đại. Thái cực môn vốn là có chọn vẹn chuyên môn tu luyện thần niệm công pháp, tên hoán thái cực thông thiên quyết là cố ý dùng để phối hợp bộ này thái cực kiếm trận đích, chỉ tiếc, đàm hiên tìm lần trong cửa điển tịch cũng không thể tìm được bộ này công pháp. Cũng may hạo nhiên chính khí vốn là có cường hóa thần niệm chi lực kỳ hiệu, tu luyện hạo nhiên chính khí biến thành tu sĩ, thần niệm chi lực xa so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều, cũng là cũng đủ Trần Dương đem ra sử dụng phần đông phi kiếm, bố trí kiếm trận liếu tương đương. Trước mắt Trần Dương sử dụng phi kiếm, này đây bình thường thép tinh chế tạo, tại phàm tục thế giới, tự nhiên sắc bén dị thường, cùng tu sĩ đối địch, tự hơi nghi ngờ không đủ liễu tương đương. Cái này kim linh thú một đôi lợi chảo, phong duệ vô cùng, ngay Tân Lâm sử dụng nhiều năm nhuyễn kiếm, cũng một cái đối mặt đã bị chảo thành năm sáu đoạn. Nếu như dùng kim linh thú đại cốt cùng hai cái chân trước 10 miếng lợi trảo luyện thành một bộ phi kiếm lời mà nói, hắn phong duệ trình độ, khẳng định không giống tiểu khả. Kim linh thú 4 điều chân, tổng cộng có 20 miếng lợi trảo, tiêu phàm đem chân trước lợi trảo cho Trần Dương, chi sau 10 miếng lợi trảo, chính mình giữ lại. Mặt khác có nhất thời nữa khác kim linh thú linh cốt cùng gia thú, cũng lưu trong tay. Đương nhiên, chi sau lợi chảo xa xa không bằng trước chi lợi chảo như vậy phong duệ, chiều dài cũng chỉ có 3 bốn thốn, muốn đoản không lớn lắm. Dù sao yêu thú đối địch, này đây tay trước làm chủ đích. Này đầu kim linh thú tinh hoa nhất bộ phận, tiêu phàm đều cho Trần Dương. Đây mới là Trần Dương vui vẻ nhất chỗ. Vài chục năm gian, tiêu phàm tuy nhiên tại trước mặt nàng một bộ, sư đạo tôn nghiêm, bộ dáng, sắc mặt không chút thay đổi, trên thực tế, trong đầu thời thời khắc khắc tại quan tâm lấy nàng. Mất to như vậy tinh lực, diệt sát một đầu bát cấp đỉnh phong yêu thú, đem hơn phân nửa thứ tốt đều cho nàng một người. Cái này như vậy đủ rồi, nữ nhân bị cương chiều thời điểm, tâm tình luôn đặc biệt tốt. Đối với khuê nữ điểm ấy tiểu tâm tư, Đàm Hiên như thế nào không rõ, mỉm cười nói tốt, những tài liệu này không chỉ nói luyện chế 8 miếng phi kiếm, coi như là luyện thành 16 miếng phi kiếm, ta xem cũng đủ rồi. Tiêu Phàm đem bả nhiều như vậy canh kim cốt giao cho ngươi chỉ sợ sẽ là cho ngươi chế tạo thái cực kiếm trận sử dụng đích. Trần Dương trong lòng ngọt ngào mật đích, trên mặt lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nói ra, hắn nếu thật là rất tốt với ta, vì cái gì không thân tự động thủ giúp ta luyện chế phi kiếm. Hắn tu vi cao như vậy, luyện ra phi kiếm khẳng định so tự chính mình luyện chế mạnh hơn. Đàm Hiên thân thủ vỗ vỗ đầu của nàng, vừa cười vừa nói, nhà đầu, người đừng chó cắn lã động tân không nhìn được nhân tâm tốt tuy nhiên hắn động thủ giúp người luyện chế phi kiếm, uy năng là muốn cường một ít. Nhưng những này phi kiếm, người nếu với tư cách bổn mạng pháp bảo lời mà nói, có lẽ hay là do chính người động thủ rất tốt. Tại tế luyện trong quá trình, mới có thể làm được tâm thần tương thông, nhân kiếm hợp nhất. Người ta cho người luyện chế pháp bảo, uy lực cường thịnh trở lại, cũng không đạt được loại này ăn ý trình độ. Hi hi, ta biết rồi, ta với người hay nói dẫn đích, từ nơi này vừa trở về, ta mà bắt đầu luyện chế phi kiếm, ai, mẹ, ta lại để cho hắn chỉ điểm một chút luyện kiếm phương pháp cũng có thể a. À. Trần Dương cười mỉm nói, có thể a à hát, hắn không phải sư phụ ngươi sao? Đàm Hiên hay nói giỡn giống như nói, Hừ, ta mới không cần hắn làm sư phụ của ta. Trần Dương lập tức tự mân mê miệng, rất không vui nói. Đàm Hiên không khỏi mỉm cười, bên này mái Hiên, hai mẹ con nói nhỏ mà thương lượng hoa đào ảo trận trong cấm chế một chỗ khác không gian, tiêu phàm cùng Tân Lâm sống chung một chỗ. Bởi vì Nguyễn Kiếm bị hủy, Tân Lâm có chút sầu dĩ không vui, thậm chí đều không tâm tư ngồi xuống điều tức. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra, già nhi, đừng nóng giận. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Nói xong, cánh tay dương lên, hơn 10 miếng hắc trung sáng phi đao bắn ra, quay tròn một hồi chuyển động, ngay tại trước mặt hai người xếp thành hai hàng, nhẹ nhàng rung động, quanh thân nhiệt độ, thoáng cái tiểu thấp xuống vài độ. Tân Lâm hai hàng lông mày nhẹ nhàng vừa nhấc, kinh ngạc nói ra, băng phách phi đao, người muốn đem những này phi đao đưa cho ta. Tiêu Phàm cười gật đầu, nói ra, đúng vậy a, à, người chủ tu chính là băng thuộc tính công pháp, những này phi đao cho người dùng thích hợp nhất liễu tương đương. Chỉ có người mới có thể phát huy ra chúng lớn nhất uy lực. Băng phách phi đao dùng ngàn năm tuyết yêu lợi chảo hỗn hợp băng tùy luyện chế mà thành, tiêu phàm dùng chi đối địch, nhiều lần xây công huân. Bất quá trước mắt Tân Lâm đã không có tiện tay binh khí, Tiêu Phàm liền không chút do dự mà đem những này băng phách phi đao đưa cho nàng. Tân Lâm cũng không có chối từ, cử động tay khẽ vẫy, một quả cách nàng gần đây phi đao liền bay đến lòng bàn tay của nàng bên trong. Những này băng phách phi đao, cũng không phải Tiêu Phàm bổn mạng pháp bảo, bất luận kẻ nào tìm được về sau, thêm chút tế luyện, có thể đem ra sử dụng như ý. Tân Lâm chủ tu băng thuộc tính công pháp, đem ra sử dụng những này phi đao thì càng gia tăng tự nhiên rồi, cũng có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Đem những này phi đao cho ta, làm sao ngươi xử lý? Tân Lâm vuốt vuốt bằng phách phi đao, theo miệng hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, không sao, ta có viêm linh chi lưới kiếm, còn có bùa cùng ảo trận, lôi điện chi lực cũng có thể dùng, tăng thêm hắc lân cùng lưng sắt con bạo ngựa hỗ trợ, vậy là đủ rồi. Bất quá, những này phi đao tựa hồ luyện chế đắc không phải rất vượt qua kiểm tra, Xa xa chưa từng phát huy ra chúng xứng đáng uy năng. Người có thể hảo hảo nghiên cứu thoáng một tí, có cơ hội lời mà nói, lại hảo hảo luyện chế một hồi, uy lực nên vậy còn có thể càng lớn. Đây cũng là tại lạng yên tư bảo lòng đất biển máu, đại chiến bạch tuộc quái thú thời điểm, cái kia biển máu chi linh đối với hắn nói, nói hắn luyện khí tiêu chuẩn không đủ, nát bét thứ tốt. Tân Lâm dùng băng thuộc tính linh thể đến tìm hiểu nghiên cứu, nhất định có thể tiến thêm một bước phát huy cái này băng phách phi đạo uy năng nếu như có thể nói, sẽ đem chút ít phi đao luyện chế thành bổn mạng pháp bảo, cũng không phải là không thể được cân nhắc đích. Tốt, Tân Lâm tự nhiên cười nói, cử động tay khẽ vẫy, hơn 10 miếng băng phách phi đao đều bay đến trong tay của nàng, tiêu phàm đem đem ra sử dụng phương pháp truyền thụ cho nàng, gần nửa canh giờ, có thể đem ra sử dụng như ý liếu tương đương. Tân Lâm thỏa mãn gật gật đầu, đem phi đao thu nhập rồi chữ vật vòng tay trong. Cái này chữ vật vòng tay, cũng là tiêu phàm vì nàng đám bọn họ phân biệt luyện chế ra đến đích, công hiệu rất không tồi, so sánh với theo Sarutobi y xương cùng đào thiên thu chỗ đó lấy được chữ vật vòng tay, cũng không kịp nhiều lại để cho. Tiêu phàm đối với không gian chi lực khống chế, lại càng vào một bước. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 750